chương 1743 vù. Đám người Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỷ tới sinh tử bí cảnh. Bởi vì lựa chọn là hình thức địa ngục, cho nên hoàn cảnh phi thường âm u áp lực, cho dù gió thổi tới cũng như quỷ khóc sói chu. Ăn cơm. Vù. Vù. Mọi người ngồi xuống, lấy ra cơm giang của Liễu Uyển thi ra sức ăn. Nếu mang việc sông vào hình thức địa ngục so với đánh phó bản, như vậy bọn họ bây giờ tương đương ở trạng thái thêm. Đương nhiên, nghề nghiệp nào ăn thức ăn gì cũng là có nghiên cứu, ví dụ như tanh chủ lực đoàn khai hoang tiêu tội kỷ ăn là gà con hầm nấm còn đây là liễu uyển thi nghiên cứu mới nhất hiệu quả là tăng lên lực phòng ngự dạ tinh thần ăn là đầu cá nấu cay nhiệm vụ cũng chỉ có một lúc khai đoàn điên cuồng công kích đến sau khi ăn uống xong dạ tinh thần nhìn về phía tống đức ngân nói hợp thể đi đồ ăn chỉ là hơi tăng lên trạng thái thật sự dám đến khiêu chiến sinh tử bí cảnh cao phẩm hình thức địa ngục là ở chỗ có ngựa hồn tộc phụ trợ ồ tống đức ngân lên tiếng sau đó hóa thành ánh sáng vàng dung hợp với hắn. cùng lúc đó, ngự hồn tộc khác vào theo cũng đều dung hợp với đám người lý thanh dương, các phương diện cũng có tăng lên rõ rệt. vù, tiêu tội kỳ kích phát hiệu quả đặc biệt của văn tự, toàn thân bao phủ cơ giáp, mang khiến ánh sáng đặt ngang trước người, nói, ta lên, đi thôi. bịch bịch, tiêu tội kỳ sung phong về phía trước, mà khi hắn vừa rời khỏi khu vực an toàn, hư không âm u phía trước nhất thời ngưng tụ ra những con yêu thú, cực lớn diện mạo dữ tợn, chỉ nhìn từ khí tức ít nhất cũng phải thượng vị tầm chân cảnh. Mọi người đều biết, phó bản do boss cùng tiểu quái tạo thành. Mà yêu thú giờ phút này xuất hiện, nhiều nhất chỉ là tiểu quái. Vù, tiêu tội kỳ bước nhanh lao tới, cánh tay phải đột nhiên vung lên, khiến ánh sáng bắn bay đi. Trước đánh trúng một con yêu thú, lại bắn về phía một con yêu thú khác, rất nhanh kéo thù hận mấy chục con yêu thú. Giống, giống, đàn thú giống giận, ầm ầm đột kích, ầm. Tiêu tội kỳ bắt lấy khiến ánh sáng bắn về, đặt nó ngang trước người, hào quang nháy mắt bao phủ toàn thân, hóa thành một tấm khiên càng thêm to lớn ầm ầm. Ầm ầm. Mấy chục con yêu thú dùng thân thể điên cuồng húc, lực lượng tuy cực kỳ cường đại, lại khó có thể lay động mảy may. Trong lúc đó, đám người Lý Thanh Dương và Dạ Tinh Thần cũng chưa động thủ, bởi vì bọn họ đang đợi tiêu tội kỳ kéo thù hận vững vàng, để tránh sau khi mình bùng nổ trực tiếp OT. OT, các bạn cứ hiểu là khi tổng điểm sát thương của Tanh không bằng thắng khác, thì Boss sẽ thay lòng đổi dạ, yêu đứa mạnh hơn. Healer cũng có thể đoạt được thù hận từ tay tanh khi mà số lượng bóc vượt quá mức so với tổng điểm sát thương của tanh, kiểu này thì rất dễ OT. Sắp xỉ rồi. Sau vài giây ngắn ngủn, Lý Thanh Dương nói, lên, vù, vù, dạ tinh thần tóc vàng dẫn đầu lao tới, thủ quyết độ thiên trưởng ấn đã sớm tạo sẵn. Làm tanh chính của đoàn khai hoang, hắn bây giờ cần phải làm là, thừa dịp tiêu tội kỳ chống đỡ quái mang quái con giải quyết hết cái này phi thường khảo nghiệm phối hợp giữa tanh cùng sát thương chính nhưng hai người một công một thủ sớm đã có ăn ý tuyệt đối tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề độ thiên trưởng ấn ngay lúc này dạ tinh thần người còn chưa tới hai đạo trưởng ấn đã đến trước số lượng tuy không nhiều nhưng từ trạng thái và kim hồn thêm vào uy lực mạnh mẽ hơn xa trước đây ầm um, ầm um. trong khoảnh khắc hai đạo trưởng ấn hung hăng ấn ở trên thân yêu thú hội tụ cùng nhau nếu chúng nó có giá trị hp chỉ sợ lập tức mất hơn phân nửa nếu biểu hiện giá trị thương tổn. Giờ phút này cả màn hình bay tất cả đều là con số ả dập. Lợi hại. Tô Tiểu Mạt nói. Giống. Giống. Đám yêu thú lọt vào công kích nặng nề tránh khỏi tiêu tội kỷ, hướng dạ tinh thần lao tới. Sát thương đánh mãnh liệt, dễ dàng ó tê nhất. Sư đệ. Cẩn thận. Dạ tinh thần mặc kệ Lý Thanh Dương nhắc nhở, ngạo nghễ đứng ở tại chỗ, khoái miệng nhách lên khinh thường. Một đám rác rưởi dưới kim hồn thêm vào, khiến hắn cảm giác vô cùng cường đại. Chỉ cần đến mấy trường nữa, bầy yêu thú này. Vù. Đột nhiên, lực lượng màu vàng trong cơ thể rút đi như thủy triều. Tống Đức Ngân từ trong cơ thể dạ tinh thần lao ra, sải một đôi chân dài hướng phía sau điên cuồng rút lui. Mất đi hồn lực thêm vào, tóc cùng lông mày dạ đế không chỉ khôi phục nguyên trạng, người cũng ngây ra ở tại chỗ. Hắn. Thế mà chạy rồi. Giống. Mấy chục con yêu thú đỏ máu sung phong tới, giống như sóng biển ngập trời bao phủ con thuyền nhỏ rách nát bấp bênh ở thời điểm nguy hiểm này dạ tinh thần nói một câu hãy yếp ầm ầm mấy chục loại lực lượng đè xuống thân thể dạ đế nhất thời tan vỡ vào hư vô người cũng bị đưa ra khỏi sinh tử bí cảnh tống đức ngân cũng bởi hai người dung hợp hấp dẫn toàn bộ thù hận theo sát sau đó bị đưa ra vù vù không bao lâu đám người lý thanh dương cùng tiêu tội kỷ cũng bị đào thải người một nhà nằm chỉnh tề gục ở trên mặt đất đến tận đây. Đệ tử hạch tâm khai hoang thất bại. Đầu sỏ gây nên tạo, thành đoàn diệt, tự nhiên chính là Tống Đức Ngân. Ngày hôm sau, dạ tinh thần tới thư phòng, nói, đệ tử xin đổi hồn. Kẻ tên Tống Đức Ngân kia, nhát gan tới mức này, còn hợp thể với hắn chính là bôi nhọ thanh danh dạ đế ta. Quân thưởng tiếu nói, Tống Đức Ngân mới vào tông môn, rất nhiều phương tiện chưa từng trải qua, ở hình thức địa ngục lâm trận lùi bước là bình thường, thân là hợp tác nên đi giúp hắn chiến thắng sợ hãi. Ta, cố lên ngươi có thể dạ tinh thần sụp đổ rồi tông chủ đây là không tính cho mình đổi hồn còn tính để mình đi giúp hắn được được bản đế nhất định sẽ mang hắn huấn luyện thành hán tử thiết huyết phòng rèn luyện tống đức ngân một chân bước qua trước sau đó rất cẩn thận đi vào dạ tinh thần theo ở phía sau thấy hắn nhát gan như vậy thiếu chút nữa nhịn không được đạp một cước ở trên mông sư huynh tống đức ngân yếu ớt nói mang ta tới nơi này làm gì huấn luyện thể năng Dạ tinh thần trước khi đi đến phòng thể hình, nói, tiến vào đi. Đừng nhìn Tống Đức Ngân nhát gan, nhưng phi thường cảnh giác, vội vàng ôm bụng nói, ai ra, không được rồi. Bụng ta đau, ta muốn đi nhà vệ sinh. Vù. Dạ tinh thần sợ hắn chạy, túm áo nhét vào. ầm, ừ. Cửa phòng đóng lại, cài đặt thời gian. Mới đầu dạ đế chỉnh là 10 canh giờ, nhưng thấy độ khó không đủ mạnh, cho nên lại về tới phòng rèn luyện cài đặt một lần nữa. Kẹt. Không bao lâu, phòng rèn luyện bên trái mở cửa, Hà vô địch từ bên trong chui ra, nghe được bên cạnh có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, theo bản năng quay đầu nhìn, cho đến khi thấy thời gian rèn luyện là 84 canh giờ, trừng mắt nói, mạnh như vậy. A, à, a, à. tiếng kêu thảm thiết vang lên ở phòng rèn luyện. Ban đêm, một mình Hà vô địch ngồi ở trên ngọn núi. Từ sau khi tiến vào vạn cổ giới, vị quan môn đệ tử này rất ít cảnh, bởi vì tâm tư dùng hết ở trên tu luyện. Vị diện bậc một, đối với vạn cổ tông mà nói, đơn giản có hoàn cảnh tu luyện tốt hơn, với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại bởi vì thuộc tính miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn có thể tu luyện bộ phận võ học cao cấp cửu long phân liệt trưởng đã lĩnh ngộ ba phần thiên địa hóa vô đã lĩnh ngộ hai phần hai loại võ học này lấy để đối phó nửa bước thiên cơ cảnh hẳn là không có vấn đề gì nếu lĩnh ngộ đại thành vũ trụ thượng tầng ai có thể đối địch với ta hà vô địch nằm trên tảng đá nhìn về phía bầu trời che kín sao âm thầm lẩm bẩm tông chủ là người có theo đuổi Hẳn là sẽ bước lên Vĩnh Sinh chi lộ, đến lúc đó ta cũng có thể về nhà. Chuyện xưa của Dạ Tinh Thần, toàn bộ tông môn đều đã biết. Chuyện xưa của hắn, trước sau không ai biết. Đương nhiên, khác với Dạ Tinh Thần cao ngạo, Hà Vô Địch từ khi nhập môn đã rất thu mình, khiêm tốn đến mức giống như không tồn tại. Cho dù Viên công tử định ra đệ tử có thể khiêu chiến trưởng lão, bọn người Tô Tiểu Mạt và Lý Phi đều chưa ngay lập tức nghĩ tới hắn. Đây vừa vặn là thứ Hà Vô Địch theo đuổi, bởi vì hắn không thích phô trương nổi bật càng thích ở thế giới tàn khốc âm thầm sống. Trước kia nếu không phải thất thải hà quang phá, bạn hữu này chỉ sợ còn có thể tiếp tục cẩu, không cầu kiến công lập nghiệp, chỉ cầu cẩu ra một vùng trời, cẩu đến cấp bậc có thể so với thất huyền thánh tôn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngự hồn tộc gia nhập khiến thực lực trình thể vạn cổ tông tăng lên một mảng lớn, cũng khiến đệ tử hạch tâm có gan đi khiêu chiến bí cảnh cấp địa ngục. Đương nhiên, bây giờ bí cảnh có hơi ít, cho nên quân thường tiếu cân nhắc tìm thời gian, cập nhật hẳn hoi một phen thương thành, xem có thể quét ra càng nhiều phó bản hay không. Phi. Hệ thống nói, ngươi không phải bỏ thời gian, ngươi là đang đợi ba giá trị. Cái này cũng nói lên, ỷ lại đối với thương thành càng ngày càng nhỏ. Quân thường tiếu nói, ngưỡng cửa trước kia không bước qua được, cập nhật thương thành, trước kia gặp được nguy cơ, cập nhật thương thành, rời khỏi thượng giới ngao dù vũ trụ, loại tình huống này hầu như chưa từng xuất hiện. Không ngừng vươn lên. Sự theo đuổi của quân thường tiếu, được rồi hệ thống nói lúc trước đuổi theo hạm đội tinh linh giới có năng lực đừng quét sạch ba giá trị ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian quân thưởng tiếu giải thích lúc ấy tinh vẫn đại lục hủy diệt hắn một lòng chỉ muốn mang kẻ địch gạt bỏ toàn bộ cho nên mới đi cực đoan quét sạch ba giá trị dưới tình huống bình thường khẳng định có nhiều loại biện pháp giải quyết quân thưởng tiếu không phải muốn thoát khỏi hệ thống phụ trợ mà là ở thời điểm đủ khả năng tận lực dựa vào chính mình thật sự không được chỉ có thể bật hách dù sao làm nhân vật chính tam quan ngay thẳng ít nhất bày ra cho độc giả bộ dáng luôn luôn cố gắng chưa bao giờ lơi lỏng vũ trụ mênh mông vạn cổ kéo theo hào quang phi hành cực nhanh có vạn cổ giới kho tài nguyên mênh mông này làm hậu thuẫn đã không cần thiết đi vị diện khác cho nên dự tính rất nhanh có thể tới sơn hải giới bởi vì là hình thức tự động phi hành quân thường tiếu càng nhiều thời gian ở tông môn xử lý nội vụ cũng thường xuyên ngồi ở trước mộ phần cố triêu tịch bưng một chén rượu một đĩa củ lạc uống không say không về huynh đệ người ta gặp lại ngao du vũ trụ mỗi khi nhớ tới cố chiêu tịch vì mình cùng tông môn xả thân thủ nghĩa tim quân thường tiếu liền như bị đao cắt cho nên lần này đi sơn hải giới tìm được huynh đệ sinh tử giáp mặt thể sẽ không để hắn lại đi làm bom người nữa mười người bọn đệ tử hạch tâm lý thanh dương tô tiểu mạt lựa chọn hình thức địa ngục ngay lúc này thanh âm vang dội vang lên ở hậu sơn đám người lý thanh dương sau khi nghỉ ngơi hồi phục vài ngày lại bắt đầu hướng sinh tử bí cảnh khởi sướng khiêu chiến lần này bọn họ chuẩn bị rất đầy đủ không chỉ có đệ tử hạch tâm còn có đại sư tỷ lục thiên thiên lâu chưa lộ diện quan môn đệ tử hà vô địch cùng với kiếm đạo thiên tài chu hồng muốn sát thương có sát thương muốn khống chế có khống chế chỉ cần trong lúc đó không xuất hiện sai lầm hẳn là không có vấn đề gì lớn vù sau khi vào phó bản dạ tinh thần túm áo tống đức ngân cả giận nói vô luận gặp được nguy hiểm gì đều phải không sợ hãi đi đối mặt đây là tôn chỉ số một của vạn cổ tông rõ chưa tô tiểu mạt nói thầm tôn chỉ số một không có điều này nha hiểu tống đức ngân kinh hãi vạn phần nói rõ hắn mấy ngày nay luôn bị dạ tinh thần huấn luyện sống không bằng chết về phần có hiệu quả hay không còn phải nhìn từ thực chiến đại sư tỷ có thể bắt đầu chưa lý thanh dương ở trong đệ tử tông môn vĩnh viễn xếp lão nhị cho nên đánh phó bản địa ngục tự nhiên hỏi đại sư tỷ trước vù ngay lúc này lục thiên thiên bay ra khỏi khu an toàn như tiên nữ không nhiễm một hạt bụi nhẹ nhàng đáp ở trong khu quái vật mặt đất dưới chân nhanh chóng ngưng tụ tầng băng hướng bốn phía lan tràn giống giống bí cảnh nháy mắt kích hoạt mấy chục con yêu thú hiện lên được rồi lý thanh dương cạn lời dạ sư đệ đã đủ lỗ mãng rồi đại sư tỷ so với hắn càng lỗ mãng hơn lần thứ hai khai hoang có chút nguy hiểm nha rắc 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 ngay lúc này nơi tầng băng đi qua yêu thú mới ra sân đều bị đóng băng hóa thành những bức tượng băng trông rất sống động, ngay cả không khí âm trầm quanh mình cũng như bị đóng băng. Thật lạnh. Tô Tiểu Mạt hai tay ôm vai, lạnh run bần bật. Keng. Chu Hồng bên cạnh rút kiếm ra, người và vỏ kiếm đồng thời bay ra, trong lúc đó mũi kiếm chạm đến mặt đất, cả người lần nữa mượn lực bay lên không trung, sau đó treo ở trên không yêu thú bị đóng băng, nói: "Kinh Hồng, trở lại." Vù. Kiếm khí sắc bén từ trên cao quét xuống phía dưới, lóe ra hào quang chiếu sáng lên hoàn cảnh âm u vù chu hồng đáp ở phía sau lục thiên thiên trường kiếm ba thước cắm vào trong vỏ kiếm bay tới phi thường chuẩn xác dựng thẳng ở dưới chân từ ra khỏi vỏ đến thu về vỏ xứng với thiên ngoại phi tiên rắc rắc lúc này tầng băng giải phong phốc phốc mấy chục con yêu thú đồng loạt đứt đầu thân thể khổng lồ ầm ầm sụp xuống sau đó hóa thành hào quang biến mất lý thanh dương ngạc nhiên nói vậy đã giải quyết xong rồi giống Cùng lúc đó, lại có tiếng giống giận từ nơi xa truyền đến, chỉ nhìn thấy một người khổng lồ mặc chiến giáp xuất hiện, cầm trong tay một cây khai sơn phủ gãy. Sinh tử bí cảnh vô luận độ khó mạnh yếu, tổng cộng có ba cửa ải, dưới hình thức địa ngục, mỗi cửa ải đều có một boss, cho nên muốn tiến vào cửa ải thứ hai, phải diệt nó. Dạ sư đệ. Lý Thanh Dương lớn tiếng nói, lên. Tiêu tội kỳ sải bước lao tới, trong quá trình xông lên võ trang hạng nặng, khiến ánh sáng cũng đã đặt ngang trước người đám người tô tiểu mạt cũng không nhàn rỗi thừa dịp tanh đi kéo thù hận boss phân biệt lướt ra phương vị khác chuẩn bị thời khắc đánh ra công kích bởi vì có tống đức ngân thêm vào dạ tinh thần tuy lao tới nhưng sợ bị bán cho nên biểu hiện cực kỳ cẩn thận thậm chí có chút rụt rè tay chân ầm um. tiêu tội kỷ đi trước làm gương vung khiến ánh sáng hung hăng đệ ở trên đầu người khổng lồ sau đó dựng khiên tiếp mưa khiên một bộ thương tổn đánh ra nhất định mang thù hận kéo vững con mẹ nó vàng Đám người Lý Thanh Dương và Tô Tiểu Mạt làm việc theo hoàn cảnh, các loại võ học tông môn thi triển dày đặc, con số thương tổn bay kín màn hình di động. Dạ tinh thần cũng lên, nhưng toàn bộ hành trình đang quạt nước. Chỉ là sát thương chính vốn có thể đánh 200% thương tổn, bây giờ chỉ đánh 50%. Đáng tiếc không có bảng thù hận cùng bảng công kích, nếu không hai hạng trị số. Dạ tinh thần tuyệt đối hạng hai đếm ngược, ai hạng nhất đếm ngược. Không cần hỏi, khẳng định hà vô địch, làm người biết thu mình nhất. Loại tình huống này tự nhiên có thể tiết kiệm sức thì tiết kiệm, có thể quạt nước thì quạt nước, dù sao biểu hiện rất nghiêm túc, ai biết đánh ra sát thương hay không. Boss cửa thứ nhất không có gì khó khăn, chỉ cần tiêu tội kỳ kéo vững thù hận, mấy tên đệ tử hạch tâm ở bên cạnh không ngừng tấn công, tiêu hao cũng có thể tiêu hao chết. Giống. Sau nửa canh, giờ, theo một tiếng giống giận không cam lòng, người khổng lồ mặc chiến giáp thống khổ quỳ ở trên mặt đất, dần dần hóa thành ánh huỳnh quang đầy trời. Đến đây, boss cửa thứ nhất hình thức địa ngục bị giết lần đầu, bị đệ tử hạch tâm vạn cổ tông giành được. Vù, vù. Cùng lúc đó, ánh huỳnh quang tản ra dung nhập trong cơ thể mỗi một người tham dự, mang đến thiên địa áo nghĩa cực kỳ nồng đậm cho bọn họ, cũng chính là tục xưng giá trị kinh nghiệm. Sướng quá. Tô Tiểu mặt nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm ngộ thu hoạch. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Những giá trị kinh nghiệm này không thể giúp hắn thăm dò được tầm chân cảnh đỉnh phong nhưng đối với võ đạo lại có hiểu biết sâu hơn đợi thời cơ đột phá đến tất nhiên có thể vững vàng đi trùng kích bình cảnh ông một lát sau mọi người bị đưa vào cửa ải thứ hai hình thức địa ngục khẳng định càng về sau càng khó cho nên lục thiên thiên cũng biểu hiện cẩn thận hẳn lên không đi lỗ mãng lao ra khỏi khu an toàn kế tiếp đám người lý thanh dương lại tiến vào cửa ải thứ hai bởi vì có lục thiên thiên cùng chu hồng hai vị khống chế cùng đêm chính này càng quét quái con đặc biệt thoải mái rất nhanh lại đánh tới boss cũng là người khổng lồ mặc chiến giáp, nhưng cưỡi một tọa kỵ, khi chiến đấu còn có thể giúp chủ nhân phun ra kỹ năng. Không lưu ý, cả đoàn bị giết ra ngoài. Đáng giận. Thừa dịp suy yếu còn chưa đến, dạ tinh thần giận dữ bắt lấy Tống Đức Ngân, giết gào, ta sao có thể hợp tác với ngươi chứ? Đại ca! Lần này! Không! Không trách ta nha! Quả thực! Không trách hắn! Nhưng dạ tinh thần tiến vào sinh tử bí cảnh, bởi vì lo trước lo sau, đánh rụt rẻ tay chân cho nên giờ phút này chỉ có thể mang lửa giận thất bại độ ở trên người hắn nói tóm lại cần một kẻ gánh tội không có việc gì lý thanh dương an ủi nói lần sau lại đến khiêu chiến sinh tử bí cảnh cũng sẽ không chết người cùng lắm chính là suy yếu một đoạn thời gian cùng lắm đến thêm vài lần chỉ cần đánh quen rồi rõ cơ chế công kích của boss giải quyết đơn giản là vấn đề thời gian quả nhiên trong một tháng sau đó phàm là mọi người khôi phục lại liền đi khiêu chiến tuy liên tiếp chết ở trước mặt boss cửa thứ hai vài lần nhưng công phu không phụ lòng người rốt cuộc thành công tìm được cơ chế công kích tốn một canh giờ giải quyết xong vù 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 tô tiểu mặt ngồi xếp bằng dưới đất bị ánh huỳnh quang bao phủ sau đó tràn ra khí thế thăng cấp mênh mông vì thế hưng phấn nói ta sắp đột phá tầm chân cảnh đỉnh phong rồi sau khi giải quyết boss thứ nhất hắn cách đột phá đã gần rồi giải quyết boss thứ hai trực tiếp đột phá tại chỗ đó là phần thưởng hậu hĩnh của hình thức địa ngục ta cũng sắp rồi. Lý Phi nói, hắn cùng tô tiểu mặt không yêu nghiệt như đám người dạ tinh thần, cảnh giới luôn kẹt ở thượng vị tầm chân cảnh. Thật ra, đệ tử có thể đạt tới thượng vị, ở vạn cổ tông được xếp hàng đầu rồi, mọi người không thấy, liễu tư nam đám trưởng lão cũng mới tầm chân cảnh đỉnh phong. Có thể nói, tầm chân cảnh bước vào thiên cơ cảnh là một ngưỡng cửa lớn, trước mắt chỉ có quân thường tiếu làm được. Cho dù hoa mân côi kế thừa trí tôn thiên hành hồn cũng chỉ cấp độ đỉnh phong, nâng cao một bước thì cần cơ vận lớn, Phốc, phốc. Khu vực boss cửa thứ ba, tiêu tội kỳ cùng tô tiểu mặt ngã xuống đất, hai người bị thương nặng tiến vào trạng thái gần cạn máu. Lý Thanh Dương thấy thế, thầm nghĩ, lại xong rồi. Sau khi đánh xong boss cửa thứ hai, bọn họ đến khiêu chiến boss cửa ải thứ ba đã 10 lần, mỗi lần ở lúc mấu chốt này liền bị đoàn diện, căn bản không có bất cứ biện pháp nào. Giống, tiếng giống giận dữ vang lên. Một con thú loại rắn mọc chính đầu lao tới, sau đó hướng mọi người ở đây phun năng lượng tương tự độc tố, đám người Lý Thanh Dương bất đắc dĩ nhún vai. Một màn quen thuộc này, bọn họ trước sau trải qua 10 lần. Cẩn thận! Ngay lúc này, tiêu tội kỳ dơ khiên lao tới, ngưng tụ phòng ngự cuối cùng đứng ở phía trước mọi người. Làm tanh chủ lực đoàn khai hoang, cho dù còn lại một giọt máu cuối cùng, cũng phải không hề sợ hãi đứng ở phía trước đồng bạn che gió chắn mưa cho bọn họ. Ẩm! Năng lượng độc tố bắn tung tóe, nhanh chóng ăn mòn khiến ánh sáng. Cây máu của tiêu tội kỳ cũng bởi vậy hết sạch sau đó ở dưới cái nhìn của mọi người hóa thành ánh sáng ầm um, ầm um, mất đi tanh bảo hộ đám người lý thanh dương lần lượt bị đào thải lần này đoàn diệt giống với lần trước không chút sức chống trả thậm chí cho dù thăm dò cơ chế cũng không sao tránh né ngoài bí cảnh tiêu tội kỷ suy yếu nói không đánh qua được ai lý thanh dương nói trước hết đến nơi đây đi chờ mọi người thực lực mạnh hơn lại đến khiêu chiến nhị sư huynh tô tiểu mạt nắm đấm nói có thể không cam lòng sao hao phí thời gian dài như vậy rốt cuộc đánh tới boss cửa ải cuối cùng nếu bỏ qua chờ đợi cd cài đặt lại đối với bọn họ những người háo thắng này mà nói là không thể tiếp nhận trái lại dạ đế rất bình tĩnh bởi vì có tống đức ngân tồn tại hắn trước sau không bung sức gì cả đương nhiên cho dù dốc toàn lực cũng đánh không qua bởi vì cửa ải thứ ba thật sự quá khó đi thôi lý thanh dương cố gắng đứng dậy nói sau khi tác dụng phụ biến mất mọi người chăm chỉ tu luyện sớm hay muộn có một ngày có thể thông quan. Đám người tô tiểu mặt tuy không cam lòng, nhưng thực lực không cho phép bọn họ lại đi lặp lại khiêu chiến, cho nên chỉ có thể ủ rũ rời khỏi. Ta thấy, lúc này, phía sau truyền đến thanh âm, có thể khiêu chiến một lần nữa. Đám người Lý Thanh Dương nghỉ chân, đều quay đầu nhìn về phía hà vô địch. Sư đệ, tô tiểu mặt cay đắng nói, hoàn toàn bị xà thú nghiền áp, đi cũng là đưa đồ ăn. Tin tưởng ta, hà vô địch ánh mắt ngưng trọng nói, khiêu chiến một lần nữa, quan môn sư đệ xưa nay trầm mặc ít lời lại không có cảm giác tồn tại đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc điều này làm mọi người có chút không quen không sai dạ tinh thần đứng dậy nói người vạn cổ tông ta chưa bao giờ dễ dàng bỏ cuộc đám người lý thanh dương cùng tô tiểu mặt trầm mặc bảy ngày sau lục thiên thiên nói ở nơi này tập hợp được đại sư tỷ cũng đã lên tiếng cho dù biết rõ khiêu chiến sẽ thất bại mọi người vẫn quyết định khiêu chiến một lần nữa quân thường tiếu ngồi ở trên đỉnh núi cắn một miếng dưa vàng vừa ăn vừa lẩm bẩm ta vì các ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo chưa từng dễ dàng từ bỏ đây mới là tinh thần của vạn cổ tông bảy ngày sau đám người lý thanh dương một lần nữa tụ tập trước sinh tử bí cảnh đi vào đi mọi người không chút do dự dung nhập vòng xoáy bởi vì boss hai cửa ải trước toàn bộ xóa sạch cho nên bọn họ trực tiếp bị đưa đến cửa ải thứ ba đối mặt con rắn chín đầu từ hư không bò ra kia bày trận lý thanh dương quát ông 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 đám người tiêu tội kỷ tô tiểu mạt kích phát văn tự hiệu quả đặc biệt tiến vào trạng thái chiến đấu nghiêm túc nhất dạ tinh thần lúc trước luôn lòng tay cũng khoác thêm chiến giáp triệu ra phương thiên họa kích vù ngay tại lúc mọi người bẻ tay hà vô địch đi ra trước một bước mặt hướng rắn chín đầu đưa lưng về một đám đồng môn nói giao cho ta vù vù trong bí cảnh đột nhiên nổi gió thổi ra mái tóc hỗn độn trên chán hắn hiển lộ ra khuôn mặt như đao vót muốn nói lòng tay dạ tinh thần ở trước mặt hà vô địch chỉ có thể tính là đệ đệ nhưng hôm nay đến khiêu chiến hắn quyết định nghiêm túc rồi không vì cái gì khác chỉ vì lần trước trước khi đoàn diện biết rõ bại cục đã định tiêu tội kỷ vẫn phấn đấu quên mình gánh vác thương tổn cho mình tùy tiện là vì sống tốt hơn nếu bởi vì tùy tiện mà lựa chọn bỏ cuộc cùng không nhìn tất cả hà vô địch không làm được bởi vì gia nhập vạn cổ tông lâu như vậy trên tâm tính cũng đã xảy ra thay đổi vù vù trong nháy mắt quanh thân tràn ngập lực lượng chân linh cực kỳ mênh mông lục thiên thiên và dạ tinh thần ngạc nhiên hai người đều có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức võ đạo của đối phương đang từng bước kéo lên thực lực chỉ sợ không ở ở trên mình lui về hà vô địch giơ một bàn tay lời này dư thừa bởi vì đám người lý thanh dương đã trốn tới nơi xa đang yên lặng bơm hơi trợ uy cho hắn giống giống lúc này cửu đầu xà tập trung trên người hà vô địch mở ra chín cái miệng rộng như chậu máu lao tới. Vù vù, khí tức âm trầm bùng nổ, làm người ta không rét mà run. Vù, hà vô địch bày, ra một tư thế tương tự kiểu bang chủ thi triển hàng long thập bát trưởng, nhanh chóng đánh ra thủ ấn nào đó, sau đó hướng hư không đánh ra, nói, cửu long phân liệt trưởng. Giống, giống, trong lúc nhất thời, lực lượng chân linh mênh mông hội tụ quanh mình hóa thành chín con long thú rít gào, lấy khí thế chấn động không gian xông qua hình ảnh không đi miêu tả. Chỉ từ đám người Lý Thanh Dương trợn tròn mắt có thể đoán ra, nhất định gợn sóng đồ sộ, nhất định hiệu quả đặc biệt kéo đầy. Cho dù quân thường tiếu có mặt, chỉ sợ cũng sẽ chấn động chó ngáo trợn mắt. Nếu thế nào cũng phải đi hình dung, lúc trước trải qua mỗi một trận chiến đấu, thi triển mỗi một loại võ học, ở trước mặt chính con rồng cùng xuất hiện cũng ảm đạm thất sắc, bao gồm cố thiên tinh, bao gồm cô hiên viên, phốc, phốc, lực lượng chín con rồng quấn quanh cửu đầu xà, hóa thành lưỡi đao vô tình xé rách. Máu thịt bay loạn, vô cùng thê thảm. Một lát sau, tất cả khôi phục bình tĩnh. Đám người Lý Thanh Dương và Tiêu Tội Kỷ vẫn ngây ra như phỗng. Về phần con xà thú trước mắt diệt mình 10 lần kia đã bị tách thành mảnh vụn, sau đó dần dần hóa thành ánh huỳnh quang đầy trời. Nhiều sát rồi. Phù. Hà vô địch thu hồi trưởng, phun ra một hơi thật dài, thầm nghĩ, rất lâu không thi triển, cũng có chút gượng gạo rồi. Bên ngoài, khi cửu đầu xà bị gạt bỏ, thanh âm dày nặng vang vọng toàn bộ tông môn, "Chúc mừng 10 người bọn đệ tử Hạch Tâm Lý Thanh Dương, Tô Tiểu Mạt, thuận lợi thông quan hình thức địa ngục." Thanh âm dày nặng vang vọng vạn cổ tông, các đệ tử nghe được rõ ràng. "Thông quan rồi. Đó là hình thức địa ngục đấy, không, hồ là sư huynh." Rất nhiều đệ tử phổ biến kẹt ở dưới hai loại hình thức bình thường, khó khăn, đệ tử Hạch Tâm trực tiếp thông quan hình thức địa ngục, tự nhiên dẫn lên thảo luận sôi nổi ở tông môn. Trong thư phòng quân thưởng tiếu đắp mặt nạ ở trên mặt, sau đó lại nhẹ nhàng vỗ vài cái, lúc này mới vui mừng nói, quả nhiên không làm bổn tọa thất vọng. Bởi lần đầu thông quan cao phẩm sinh tử bí cảnh hình thức địa ngục, đặc biệt thưởng thành viên cả tông giá trị kinh nghiệm. Thanh âm dày nặng vang lên lần nữa. Còn có công năng này. Quân thưởng tiếu ngạc nhiên, phóng thích linh nghiệm tràn ngập toàn bộ tông môn, phát hiện đệ tử đều bị thánh quang bao phủ. Hiển nhiên, đây là cái gọi là điểm kinh nghiệm rồi. Cái gì vậy? Cảm giác có thể hấp thu, các đệ tử đều ngồi xếp bằng dưới đất thu lấy thánh quang quay quanh thân lực lượng này rất tinh thuần lại ẩn chứa thiên địa áo nghĩa cho nên sau khi bị hấp thu liền nháy mắt dung hợp hoàn mỹ với kinh mạch cùng đan điền vù vù trong thời gian ngắn đệ tử kẹt ở cảnh giới nào đó bởi hấp thu điểm kinh nghiệm đều đột phá cấp bậc cao hơn hình thành thế thăng cấp cực kỳ khổng lồ ta đột phá rồi ta bước vào tầm chân cảnh rồi thanh âm hưng phấn liên tiếp vang lên ở trong tông môn đám người lý thanh dương thông qua hình thức địa ngục ngược lại mang đến lợi ích cho toàn bộ tông môn đây là điều quân thường tiếu tuyệt đối không ngờ tới nhưng có một điểm rất kỳ quái thánh quang chỉ bao phủ đệ tử không bao phủ cao tầng bởi vì thông quan là đệ tử hệ thống giải thích quân thường tiếu nói nếu để bọn liễu trưởng lão đi đánh hình thức địa ngục sau khi thông quan cũng sẽ đạt được lợi ích hẳn là vậy hệ thống không dám khẳng định dù sao chỉ là một cái phụ trợ kiêm nói nhảm có thời gian có thể để bọn họ đi thử một chút. Quân thưởng tiếu nâng cầm, nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lời này nếu để đám người liễu tư nam nghe được khẳng định khóc lớn, vì chuẩn bị giải đấu các đỉnh núi, chúng ta đều bận gần chết rồi. Vù, vù, hậu sơn, trước sinh tử bí cảnh, đám người Lý Thanh Dương bị đưa ra. Sau khi giải quyết xong boss giải thứ ba, bọn họ cũng thu hoạch không ít điểm kinh nghiệm, đặc biệt đám người Lý Phi càng vừa mới bước vào tầm chân cảnh đỉnh phong. Trước khi đi vào, Thực lực mọi người có cao có thấp. Sau khi thông quan, thực lực mọi người đều ở đỉnh phong tầm chân cảnh. Lý Thanh Dương và Dạ Tinh Thần những người này tuy chưa đột phá, nhưng đối với võ đạo có lý giải sâu hơn, về sau cơ duyên tới, có lẽ có thể bước vào nửa bước thiên cơ cảnh. Đương nhiên, giờ này khắc này, bọn họ không có tâm tư đi để ý lợi ích thông quan mang đến, một mực trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Hà Vô Địch đưa lưng về phía mình. Gã này vừa rồi, nghiểu sát boss, quá mạnh rồi dạ tinh thần chấn động không thôi. Ở trong đệ tử tông môn, hắn tự xưng là không tụt lại phía sau người ta. Nhưng từ hà vô địch vừa rồi biểu hiện cường thế, hai người tranh lệch thật sự quá xa. Má của con ơi! Tô tiểu mặt đi qua, khó có thể tin nói, sư đệ, người che giấu cũng quá sâu rồi nhỉ. Trước kia hà vô địch từng ra tay, phương diện thực lực không tính là ưu tú nhất cũng không tính kém cỏi nhất. Nhưng nhìn từ hôm nay biểu hiện, khẳng định đệ tử mạnh nhất vạn cổ tông, không có một trong những, không chỉ đệ tử, chỉ một chiêu hàng. Cửu Long phân liệt trưởng hắn ở trong phó bản thi triển, đừng nói Liễu Tư Nam và Công Tôn Hầu, ngay cả quân thường tiếu cũng hâm mộ khóc. Phốc, ngay lúc này, Hà Vô Địch vốn ngạo nghễ mà đứng, đột nhiên như vũng bùn nhão gục xuống đất. Hà Sư Đệ, Tô Tiểu Mạt vội vàng tới đỡ. Không, không có việc gì. Hà Vô Địch nói, chỉ là có chút đuối. Mọi người nhất thời hiểu. Hà Sư Đệ vừa rồi tuy một chiêu bùng nổ giết boss, nhưng cũng bởi vậy trả giá thân thể đều bị vết sạch cái này bình thường bằng không cũng quá đáng sợ rồi nhỉ nhanh lý thanh dương nói đưa hà sư đệ đi y dược đường không không cần hà vô địch nói mang ta nâng về chỗ ở nghỉ ngơi vài ngày là khôi phục kẹt cửa phòng đóng lại lý thanh dương bên này mới vừa đi hà vô địch lập tức từ trên giường đứng dậy thầm nghĩ vẫn là bại lộ rồi nguyên tắc của hắn là sống tùy tiện mãi nhưng bị đám người tiêu tội kỳ cuốn hút cho nên cuối cùng lựa chọn ra tay về phần vừa rồi gục dưới đất cũng là cố ý vì là để đồng môn nhận định mình cường hãn thành lập ở trên sự trả giá thật lớn nói ngắn gọn bùng nổ qua đi phải khiêm tốn nhưng mà hắn khiêm tốn như thế nào nữa tùy tiện như thế nào nữa cũng vô ích bởi vì bùng nổ khủng bố đã khắc thật sâu ở trong đầu đám người lý thanh dương đặc biệt tô tiểu mặt còn ở hiện trường ngày hôm sau tên kia mang ghế dựa đặt ở diễn võ trường một chân dẫm ở bên trên mở cổ họng bắt đầu nói về tình huống ngày hôm qua đánh boss xài thứ ba. Má ơi! Hà sư huynh mạnh như vậy sao? Chuyện có liên quan hà vô địch, nháy mắt giết chết boss cửa ải thứ ba rất nhanh truyền khắp vạn cổ tông. Các đệ tử bắt đầu tranh nhau thảo luận. Còn, có việc này. Quân thường tiếu cũng biết, nâng cầm nói, quan môn đệ tử này của ta có hàng. Còn không đúng sao? Tô tiểu mặt nói, tông chủ là không thấy, hà sư đệ thi triển võ kỹ quả thực ta cũng không có cách nào đi hình dung tóm lại kinh thiên địa khiếp quỷ thần bổn tọa đi thăm chút quân thường tiếu xuất phát tới ngọn núi của đệ tử trên đường hệ thống nói con hàng này lại coi trọng võ kỹ của người ta vì sao lại bởi vì toàn tông đều đang tu luyện đến nay còn chưa lạc đơn vị thần kỹ làm màu ẩn tu thuật chính là từ trên người hà vô địch kiếm được vô địch là tịch mịch cỡ nào hà vô địch ngồi ở trên giường hát tiểu khúc đột nhiên cảm giác có người đến vội vàng bày ra một bộ dáng suy yếu nằm ở trên giường kẹt quân thường tiếu đẩy cửa vào nói biết người bây giờ rất suy yếu bổn tọa cũng sẽ không gõ cửa đã vào tông tông chủ ta không sao không thể không nói hà vô địch mới là trường phái thực lực thật sự vô địch à quân thường tiếu lấy cái ghế dựa ngồi ở đầu giường nhìn đệ tử sắc mặt suy yếu này nói nhập tông bao lâu rồi a à, hà vô địch nói hơn 10 năm rồi đã quen chưa quen thích ứng không thích ứng hà vô địch vừa trả lời vừa ở trong lòng nói thầm tình huống không đúng ai quân thường tiếu đứng dậy chắp tay sau lưng nói vạn cổ tông ta tuy truyền thừa thất huyền thánh tôn nhưng võ học lão nhân gia lưu lại ít ỏi không có mấy cho nên theo cảnh giới các ngươi càng ngày càng mạnh cũng liền càng ngày càng chứng chọi đá hà vô địch ở trong lòng âm thầm kêu khổ lại tới lừa võ học của ta vô địch quân thường tiếu nói mấy năm nay bổn tọa đối với ngươi tốt không Mấy năm nay, tài nguyên ngươi đạt được ít hay không? Mấy năm nay, tông chủ, đừng nói nữa. Hà vô địch vừa từ nhẫn không gian lấy ra một quyển bí tịch võ học, vừa nức nở nói, ta giao. Chỉ một quyển. Hà vô địch lại mang một bản bí tịch khác lấy ra, không đợi quân thường tiếu mở miệng, dành trước nói, lần này thực không còn nữa. Thật ra hắn còn có rất nhiều. Nhưng, cho dù lấy ra, bởi hoàn cảnh cùng thuộc tính cũng không có cách nào tu luyện. Vô địch, quân thường tiếu vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, dưỡng thương cho tốt, bổn tọa có rảnh còn có thể tới thăm ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hà vô địch vẫn mang hai loại võ học giao cho quân thường tiếu. Đương nhiên, hắn có thể lấy ra, không phải đối phương mặt dày mày dạn cứng rắn đòi, mà là đối với tông môn có cảm giác tán đồng. Ở thế giới trước kia, phương thức sinh tồn của Hà vô địch chính là luôn tùy tiện, thường thường không có khả năng đi cùng người khác tranh cơ duyên, cho nên lại là một tên can đế chuyên nghiệp. Cấp bậc quét sạch, tới hạ giới, gia nhập vạn cổ tông hắn vẫn thừa hành tùy tiện thu mình trên thực tế thì sao tài nguyên tu luyện do tông môn cung cấp ngày thường chỉ phụ trách đóng cửa mở cửa ngẫu nhiên làm nhiệm vụ tông môn cuộc sống miễn bàn thư thái bao nhiêu đã đạt được nhiều lợi ích như vậy cống hiến võ học của mình lại có ngại gì con người mà phải hiểu được biết ơn hơn nữa loại võ học này của mình hoàn toàn không vào được mắt thái huyền tiền bối giao cho tông môn do đồng môn tu luyện cũng là một loại vinh quang hà vô địch nghĩ chút liền nghĩ thông trong ánh mắt dần dần dâng lên cảm giác tự hào nói mỗi người vì ta ta vì mọi người thư phòng quân thường tiếu mang hai bản bí tịch đặt lên bàn một quyển là cửu long phân liệt trưởng một quyển là thiên địa hóa vô cảm giác rất có lịch sử hệ thống nói không sai quân thường tiếu nói ta cũng cảm giác đi ra khi nói chuyện đã mở ra trang đầu cửu long phân liệt trưởng bắt đầu nghiêm túc đọc căn cứ bộ chuyện thiết định trừ phi tộc đàn đặc thù phần lớn thống nhất chọn dùng văn tự hoa hạ cho nên nội dung bên trên ghi lại có thể đọc hiểu. Không thích hợp. Quân thường tiếu nhíu mày. Bên trên miêu tả tuyến đường tu luyện, thậm chí kinh mạch vận chuyển có tranh lệch thật lớn với võ học mình từng tiếp xúc. Thật ra mỗi vị diện đều có hệ thống võ học của mình, nhưng trong khoanh vẫn quanh một đốm, mà bản cửu long phân liệt trưởng này biến đổi quá nhiều, thậm chí có một số nơi hoàn toàn không thể nói lý. Xuyên Việt đến nay, quân thường tiếu tu luyện võ học phi thương thành phần lớn dựa vào bùa quan sát, nhưng bởi vì nạp sở trường trăm nhà cho nên cũng có lý giải rất không tệ lấy phương thức chơi xấu trưởng thành võ học đại sư không ai như vậy nữa quả thực rất kỳ quái hệ thống nói hoàn toàn một trời một vực với hệ thống võ học ký chủ trước kia tu luyện quân thường tiếu lại lật ra thiên địa hóa vô sau khi cẩn thận xem ra kết luận là cực kỳ tương tự với cửu long phân liệt trưởng cũng không thuộc về võ học thượng giới không được phải đi hỏi vô địch một chút những bí tịch này từ nơi nào đạt được a à, Hà vô địch nằm ở trên giường ấp úng. Bí tịch tự nhiên là hắn từ thế giới trước đây mang về, nhưng nói ra, không phải là bại lộ. Dạ đế trước kia, cực lực giấu giếm đoạt xá trọng sinh. Vì sao? Trước, không nói bị người ta biết sẽ mang đến phiền toái, chỉ cần bị vợ chưa cưới của mình giết hại, nói ra cũng là mất con mẹ nó mặt. Hà vô địch cũng như thế, dù sao bị đuổi giết cùng đường, chỉ có thể cưỡng ép xóa sạch cấp bậc đi xuống, cũng không phải việc vẻ vang gì đáng giá khen ngợi. Vô địch à, Quân thưởng tiếu nói, mấy năm nay, bổn tọa đối với ngươi tốt không? Mấy năm nay, tông chủ. Hào vô địch vù một cái đứng dậy, nói, ta nói. Ô, quân thưởng tiếu kinh ngạc nói, ngươi có thể động đậy rồi. Hào vô địch đi đến trước bàn, mang hai cái chén trà lớn nhỏ không đồng nhất bày bên trên, nói, tông chủ, cái nhỏ này là vũ trụ hạ tầng, cái lớn này là vũ trụ thượng tầng. Sau đó thế nào? Quân thưởng tiếu nói, Hào vô địch lại mang ấm trà đặt bên cạnh hai cái chén trà, nói, nếu còn có một vũ trụ lớn hơn nữa, tông chủ tin không? Tin. Quân thường tiếu cũng chưa cân nhắc. Hà vô địch thì có chút ngây dại. Tông chủ tin cũng quá quyết đoán rồi nhỉ, sớm biết không lấy đồ vật so sánh nữa. Quân thường tiếu đi tới, chỉ vào ấm trà nói, hai bản bí tịch của ngươi, là từ nơi này đạt được. Không sai. Hà vô địch nghiêm túc nói. Việc tới nước này, hắn tính thẳng thắn. Thật ra cẩn thận suy nghĩ một phen, nguyên nhân xuống dưới là bị một đám cường giả không kém gì mình liên thủ đuổi giết lấy dạ tinh thần so sánh ít nhất ta không mất mặt hát xì dạ đế đang tu luyện hát xì lạnh nhạt nói ai đang nói xấu ta quân thường tiếu nhìn về phía hắn nói ngươi cũng là từ nơi này đến không sai hào vô địch nhập tông nhiều năm rốt cuộc thẳng thắn quả nhiên như thế quân thường tiếu không biểu hiện quá kinh ngạc tựa như tất cả đều ở trong dự đoán của hắn trên thực tế ý thức được hai bản võ học khác với hệ thống vũ trụ thượng tầng hắn đã có hoài nghi có thể từ vị diện cao hơn đạt được hay không dù sao đối phương luôn ở tông môn tu luyện không có khả năng ra bên ngoài tình cơ duyên sao có thể có bí tịch đặc thù ngay từ đầu hà vô địch từng thẳng thắn mình bởi thất huyền hà quang phá mà bị đuổi giết chỉ có thể bất đắc dĩ trốn vào hạ giới nhưng trong đó giấu giếm một việc phi thường quan trọng đó là đến từ tầng cao hơn từ đầu đến cuối, quân thường tiếu luôn cho rằng hà vô địch đến từ thượng giới, thẳng đến khi từ hai loại võ học nhìn ra manh mối, mới bắt đầu đoán hắn có phải còn giấu giếm hay không. Vũ trụ này rất mạnh. Nói như thế nào đây? Hà vô địch cân nhắc một chút, nói, cũng không thể tính là vũ trụ, mà là một thế giới độc lập siêu thoát ở ngoài vũ trụ, được xưng là vĩnh sinh tri địa. Vĩnh sinh tri địa. Quân thường tiếu đột nhiên nhớ tới lúc kế thừa hiên viên giới, thông qua ảo cảnh nghe được trao đổi, liền hỏi, quan hệ thế nào với Vĩnh Sinh chi lộ? Chỉ có thông qua Vĩnh Sinh chi lộ mới có thể tiến vào Vĩnh Sinh chi địa. Hà Vô Địch giải thích, Vĩnh Sinh chi lộ ở nơi nào? Hà Vô Địch nói, chỉ có bước vào thiên cơ cảnh, lĩnh ngộ tầng cao hơn mới có tư cách đi biết Vĩnh Sinh chi lộ. Hiểu rồi, Quân Thường Tiếu lại nói, ngươi vì sao sẽ đến vũ trụ hạ tầng? Hà Vô Địch nói, bởi vì thất huyền hà quang phá, việc này hắn trước kia từng đề cập quân thưởng tiếu cũng biết là một trong các bị hại hệ thống trộm tàn quyển hôm nay lại nghe hắn nói đến liền ý thức được lúc bị trộm còn ở vĩnh sinh tri địa thế này lại có một vấn đề mới thất huyền hà quang phá tàn quyển thế mà tồn tại ở vị diện cao hơn ý nghĩa thất huyền thánh tôn so với trong tưởng tượng của mình càng thêm trâu bò hay không ngươi từng có thực lực gì thánh quân rất mạnh sao à, coi như tạm tạm đi quân thưởng tiếu ở trong lòng nói thầm xem tình huống hẳn là không cao lắm còn có cảnh giới khác không? dưới có thánh giả, trên có thánh tôn, thánh tôn của thất huyền thánh tôn thì ra đại biểu một loại cảnh giới. quân thưởng tiếu còn tưởng là tên hoặc đạo hiệu chứ. quân thưởng tiếu nói, ngươi luôn giấu giếm không nói, chẳng lẽ ở vĩnh sinh chi địa có kẻ thù? trước kia không có. hà vô địch siết nắm tay, nói, nhưng bởi vì tàn quyền thất huyền hà quang phá bị đột nhiên trộm đi, ta liền có vô số kẻ thù, cuối cùng chỉ có thể bị ép hạ giới. quân thưởng tiếu cạn lời gã này nếu biết tàn quyền nhất bị hệ thống trộm đến sẽ bùng nổ tại chỗ hay không không được việc này không thể nói cho hắn may mắn lửa giận của hào vô địch yếu đi vài phần nói ta rất may mắn có thể bái vào vạn cổ tông rất may mắn trở thành một đệ tử của tông môn thất huyền tiền bối lập ra quân thường tiếu nói xem như bởi họa được phúc đi không cần canh cánh trong lòng tàn quyển bị trộm con người phải nhìn về phía trước không thể nhìn về phía sau quá khứ để nó qua đi chúng ta vẫn phải nhìn tương lai đồ là hệ thống trộm, hắn lúc ấy không biết tình huống, người không biết vô tội, giờ phút này có thể làm chính là tận lực an ủi. Đừng luôn nghĩ kẻ ăn trộm là ai, đừng ôm oán hận mãi, bởi vì rất không có ý nghĩa. Từ trong miệng hà vô địch, quân thường tiếu biết vĩnh sinh chi địa, nhưng trong lòng không chút gợn sóng, bởi vì mình chưa đạt tới tầng cao hơn, cần gì phải đi xâm nhập tìm hiểu. Nói ngắn gọn, đường cần đi từng bước, càng cần từng bước một tiếp xúc, khi ở vũ trụ thượng tầng đạt tới đỉnh phong nên biết tự nhiên cũng liền biết trước mắt vẫn là mang hai loại võ học tu luyện có thành tựu sau khi về tới chỗ ở quân thường tiếu lấy ra cửu long phân liệt trưởng lại từ nhẫn không gian lấy ra một tấm bùa quan sát nghiêm túc nói tu luyện bốp thuần thục bóp nát nhưng khi quân thường tiếu đạt được sức quan sát bắt đầu đọc bí tịch phát hiện vẫn cao thâm khó lường như cũ hoàn toàn không có loại cảm giác trước kia chỉ cần nhìn khẩu quyết lập tức bừng tỉnh đại ngộ tuy ta không muốn đả kích ký chủ, nhưng có chuyện phải nói. Hệ thống nói, bao lâu chưa thăng cấp bùa quan sát rồi. Quân thưởng tiếu trầm mặc, bùa quan sát còn dừng lại ở phiên bản thượng giới. Bây giờ, hắn cũng rời khỏi thượng giới rồi, mở ra thời đại vũ trụ, tự nhiên đã lạc đơn vị. Huống chi, hai loại võ học đến từ vĩnh sinh chi địa. Nói không chút khoa trương, toàn bộ vũ trụ thượng tầng cường giả biết vĩnh sinh chi địa không nhiều, quân thường tiếu đã có võ học bí tịch nơi đó, đó là vượt mức dẫn đầu. Được rồi, chỉ có thể dựa vào thương thành quân thưởng tiếu vô cùng thuần thục mở ra hệ thống thương thành bảo hắn đi tìm hiểu cửu long phân liệt trưởng thật ra cũng không có vấn đề gì dù sao dựa vào chơi xấu đi lên bản thân cũng có hiểu biết cực cao đối với võ đạo nhưng thân là đứng đầu một tông còn phải bận phát triển nếu có đường tắt tự nhiên phải đi hệ thống nói chỉ thích ký chủ loại tâm tính ta bật hách ta chiếm lý thì khí cũng mạnh này nó rất vui vẻ bởi vì quân thưởng tiếu đã rất lâu chưa từng mở ra hệ thống thương thành gần đây lại đạt được hiên viên giới tài nguyên võ đạo hoàn toàn không thiếu còn không ngừng vươn lên tiếp như vậy về sau chắc chắn có nguy cơ thất nghiệp thật ra cũng không phải nói quân thường tiếu không muốn dùng thương thành mà là sau khi thăng cấp đến phiên bản thượng giới cho dù trở thành người sử dụng vip cũng có số lần hạn chế cập nhật khiến hắn cảm giác quá mức bó tay bó chân không sai trong thương thành có đạo cụ nghịch thiên có thể cường hóa tông môn nhưng làm đứng đầu một tông làm sao có thể hàng ngày ngồi ở nhà chờ cd hết có cái thời gian này, ra ngoài đánh. Đầu cơ trục lợi, kiếm lấy càng nhiều tài nguyên, không phải vẫn có thể phát triển tông môn sao, không phải vẫn rất thơm sao. Vạn cổ tông an trí ở vạn cổ giới, các đệ tử trước sau như một đang làm nhiệm vụ, cho nên giá trị cống hiến mỗi ngày đều đang tăng lên, chậm rãi cũng phong phú hẳn lên. Quân thưởng tiếu không chút do dự lại mở ra gói năm, dù sao cho số lần cập nhật nhiều nha. Đinh! Đinh! Tiếng quét mới liên tục vang lên ở bên tai. Bởi vậy có thể thấy được, nhất định chưa ra thứ gì tốt, bởi vì có thứ tốt con hàng này, tuyệt đối sẽ ngồi xổm trên ghế ôm mặt cười quái dị. Khó mà nói. Bây giờ chủ yếu đi phong cách nghiêm túc. Cho dù cầu thẳng từ này cũng chưa từng xuất hiện. Hà! Sau khi quét hơn 10 lần, quân thưởng tiếu dừng lại, ánh mắt tập trung ở trên một ô vuông, nói, thiên uy bí cảnh. Ấn vào tình hình cụ thể. Vật phẩm, thiên uy bí cảnh. Giới thiệu, siêu phẩm bí cảnh tồn tại ở trong hệ thống vũ trụ thượng tầng. Tác dụng thiên uy bí cảnh chính là thiên uy chiến trường biến thành, trải qua 10 vạn năm ác chiến, vô số cường giả ngã xuống nơi đây cũng hóa thành vong hồn chấn thủ, nếu như mang nó đánh bại có thể đạt được các loại tài nguyên võ đạo. Ưu điểm, bên trong dấu trí bảo, trang bị, võ kỹ, công thức đan dược. Khuyết điểm, giới hạn đệ tử tiến vào. Giá, 10.000 điểm giá trị thanh danh. Cấp bậc, siêu phẩm. Siêu phẩm. Quân thưởng tiếu nâng cầm, nói, cao hơn sinh tử bí cảnh hệ thống nói, trong giới thiệu không đề cập giá trị kinh nghiệm, hẳn là nơi chuyên trú vào đánh trang bị đi. Không nhiều giá trị thanh danh như vậy, bằng không đã mua. Khoảng thời gian này đệ tử làm nhiệm vụ, tích lũy cho quân thường tiếu không ít giá trị cống hiến, nhưng hệ thống sớm tan vỡ, trừ nạp thẻ năm, thu hoạch số lần quét hầu như tương đương con số, cho nên muốn mua thứ tốt vẫn phải dựa vào giá trị thanh danh. Đáng tiếc, trong khoảng thời gian này tích góp, giá trị thanh danh mới 5.000, giữ lại. Hệ thống nói, có lại mua vậy không phải kẹt. Quân thường tiếu còn muốn đi quét bùa quan sát cơ. Hệ thống nói, bí cảnh tỷ lệ quét cũng không cao, huống chi còn là siêu phẩm, đề nghị ký chủ bảo tồn, để tránh lưu lại tiếc nuối. Được rồi. Quân thường tiếu trở lại giao diện thương thành, tiếp tục xem đạo cụ tiếp sau. Hà! Lúc này, hắn lại phát hiện một thương phẩm, tên là Độc lập chạm tràng. Ấn vào giới thiệu. Không sai. Chính là hiên viên giới trước đây. Cử thật. Quân thưởng tiếu nói, thương thành thật sự là không chỗ nào không ăn trộm. Liếc một cái, kinh ngạc nói, người vạn giá trị thanh danh. Tới thượng giới, quân thưởng tiếu cũng từng mua đạo cụ loại hình thanh danh, phần lớn đều ở, khoảng mấy ngàn, chỉ thiên uy bí cảnh mới xuất hiện tính là đắt nhất, không ngờ hiên viên giới giới cả cao gấp 10. Cái này đại biểu cái gì? Không sai. Không tốn một đồng liền kế thừa, kiếm to. Sơn à, quân thưởng tiếu nói, người giúp đỡ bổn tọa giảm đi một món chi tiêu lớn nha khi chiến trường độc lập xuất hiện ở trong thương thành mới có thể thật sự thể hiện tầm quan trọng của cá chép coi nhâm sơn đạo cụ phía dưới không có thứ gì hay cho nên quân thường tiếu thu hồi thương thành cầm cửu long phân liệt trưởng tới thời không bí cảnh đã không thể cập nhật mới cũng chỉ có thể dựa vào chính mình vù sau khi tiến vào thời không bí cảnh quân thường tiếu đưa lưng về màn ảnh nói không lĩnh ngộ môn võ học này không rời hậu sơn nửa bước hệ thống nói có thể sống tung hoa cho kết thúc rồi thời gian như thoi bay sư huynh tô tiểu mặt hỏi tông chủ còn chưa đi ra sao chưa lý thanh dương lắc đầu nói tới tới lui lui đi vào hai tháng tông chủ rốt cuộc đang lĩnh ngộ cái gì vậy tô tiểu mặt rất buồn bực lý thanh dương nói hẳn là một môn võ học cao thâm ai tiêu tội kỳ từ hậu sơn đi ra trong tay cầm một đống tóc nói tông chủ lại chọc rồi lý thanh dương cùng tô tiểu mặt không kinh ngạc ở trong mắt bọn họ chỉ cần tông chủ tuyệt đối chuyên tâm đi làm sự kiện nào đó, giống như lửa thiêu không hết, gió xuân thổi lại mọc bảo đảm rụng tóc. đứng nơi xa nghe mấy người nói chuyện với nhau, Hà vô địch thầm nghĩ, hai loại võ học này tuy không phải đỉnh cao nhất, nhưng muốn bước đầu tu luyện có thành tựu, ít nhất mấy trăm năm thời gian, tông chủ hắn. ha ha, ha ha. đột nhiên hậu sơn chuyển đến tiếng cười to. đi ra rồi, đám người lý thanh dương cùng tiêu tội kỷ vội vàng chạy qua. mới vừa đi vào hậu sơn liền nhìn thấy tông chủ đứng ở ngoài thời không bí cảnh hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười dài bởi ánh nắng đầu bị chiếu xạ cực kỳ sáng ngời chẳng lẽ hà vô địch nghe tin mà đến cả kinh nói lĩnh ngộ rồi vù ngay lúc này hai chân quân thường tiếu dạng ra hai tay đặt ở trước ngực bắt đầu nhanh chóng kết ấn thiên địa thuộc tính quanh mình nhất thời bị điều động hình thành cực kỳ đồ sộ hình ảnh đây là đám người lý thanh dương cùng tiêu tội kỷ bị cuồng phong thổi tóc bay loạn trong ánh mắt lóe ra chấn động, nói, võ kỹ của Hà Sư Đệ. Lư Sơn Thăng Long Phách. Giống. Giống. Theo quân thường tiếu hô lên tên chiêu thức, thiên địa thuộc tính hội tụ quanh mình nháy mắt hóa thành chín con long thú, tạo thế đan sen ngang dọc lao về phía chín ngọn núi nơi xa ầm ầm. Núi đá sụp đổ, thiên địa thất sắc. Hà vô địch rít gào, lư sơn thăng long phách là cái quỷ gì? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Cũng chỉ hai tháng thời gian, quân thường tiếu liền dựa vào bản thân cố gắng tìm hiểu cửu long phân liệt trưởng tuy còn chỉ là mới nhìn thấy con đường nhưng không thể phủ nhận không có đạo cụ phụ tá thiên phú và lĩnh ngộ vẫn là rất mạnh xứng với danh hiệu võ học đại sư lúc này mới bao lâu hà vô địch chấn động nói không thể tưởng tượng nhớ về năm đó tu luyện cửu long phân liệt trưởng mình đã hao phí mấy trăm năm thời gian ai không hồ là người nối nghiệp tông môn thất huyền tiền bối sáng chế một khắc đó, làm lão đại tổ ba người tự tưởng tượng, hà vô địch sùng bái đối với quân thường tiếu, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Tông chủ, tô tiểu mặt bẻ tay nói, võ học mạnh như vậy, chúng ta có thể tu luyện sao? Đương nhiên có thể. Quân thường tiếu nói, mỗi người một quyển. Nghe được bí tịch mình bị định nghĩa là võ học công cộng, hà vô địch ướn ngực, hiện ra vẻ mặt tự hào, kiêu ngạo. Cùng ngày, quân thường tiếu mang cửu long phân liệt trưởng sao chép ra hơn 10 vạn bản, sau đó lần lượt gửi đi cho các đệ tử. Loại võ kỹ cấp cao đến từ vĩnh sinh chi địa này, ở vạn cổ tông mỗi người một quyển, quả thực có chút phát rồ. Chẳng qua, có thể tu luyện có thành tựu hay không, còn phải xem chính bọn họ. Kẹt, dạ tinh thần tựa lưng ở trước cửa, cúi đầu nhìn về phía cửu long phân liệt trường cầm trong tay, vẻ mặt càng lúc càng phấn khởi. Từng tận mắt thấy hào vô địch thi triển, từng tận mắt thấy miểu sát một con boss cường đại vô cùng, cho nên đối với loại võ học này tự nhiên cực kỳ hướng tới. Dạ đế rất ngạo, chưa từng cho rằng mình ở trên Thiên Phú sẽ yếu hơn Hà vô địch, đối phương có thể cường thế như thế, nhất định bắt nguồn từ võ kỹ tăng thêm. Quả thực, từ cảnh giới trước mắt, hai người đều là tầm chân cảnh đỉnh phong. Nếu thế nào cũng phải so cao thấp, chỉ có thể từ võ kỹ cùng trang bị xuống tay. Không đúng, không đúng. Dạ tinh thần bắt đầu tìm hiểu Cửu Long phân liệt trưởng, rất nhanh phát hiện loại võ học này hoàn toàn một trời một vực với trước kia tiếp xúc, thậm chí cực kỳ huyền ảo khó lường có độ khó cũng có khiêu chiến ánh mắt dạ đế nóng rực hẳn lên hắn thích khiêu chiến hắn thích kích thích nhưng thẳng tới sau khi trời sáng từ phòng đi ra ngẩng đầu nhìn bầu trời trong lòng vô năng gào giống quá khó rồi có thể khiến quân thường tiếu lĩnh ngộ hơn hai tháng cũng chỉ mới thấy con đường đủ để nói lên cửu long phân liệt trưởng khó tu luyện các đệ tử lại chưa từng sử dụng bùa quan sát cho nên vài ngày kế tiếp lục tục nhìn thấy đám người lý thanh dương buồn bã ỉu xỉu đi ngang qua như mất đi linh hồn bọn họ luôn tìm hiểu cửu long phân liệt trưởng tìm hiểu đến mức đầu đau muốn nứt trước sau không có bất cứ thu hoạch gì đã thành bộ dáng như vậy nói ngắn gọn quá hao tổn tinh thần quá tổn thương thân thể tông chủ hà vô địch nói thiên địa thuộc tính vạn cổ giới tuy có thể dẫn động cửu long phân liệt trưởng nhưng trung quy không thể hoàn mỹ phù hợp tu luyện đặc biệt khó khăn hy vọng còn xin dặn dò đồng môn lượng sức mà làm đừng mang quá nhiều thời gian lãng phí ở trên chuyện không có khả năng hoàn thành vô địch à? Quân thường tiếu ý vị sâu xa nói, chuyện càng không có khả năng hoàn thành, càng phải đi phá được nó, đó là tinh thần của vạn cổ tông ta. Đúng vậy, cửu long phân liệt trưởng rất khó. Nhưng vì nguyên nhân này lựa chọn từ bỏ, sẽ chỉ sinh ra tính trơ không tiến thủ. Võ đạo như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui. Quân thường tiếu nói, hà vô địch nói, tông chủ nói có lý. Hắn cũng bắt đầu nghĩ lại mình, bởi vì gia nhập vạn cổ tông, có các loại tài nguyên cung cấp, dần dần sinh ra tâm tính áo đến đưa tay, cơm đến há mồm, mà cái này tuyệt đối không thể được. Các đệ tử tu luyện cửu long phân liệt trưởng cực kỳ khó khăn, nhưng không có ai lựa chọn bỏ cuộc, vẫn đang cố gắng nghiên cứu, thậm chí làm tới mức mất ăn mất ngủ. Đương nhiên, đám người Lý Thanh Dương và tiêu tội kỳ kẹt ở đỉnh phong tầm chân cảnh, cho nên có dư thừa thời gian đi tìm hiểu. Đại bộ phận nội ngoại môn đệ tử, ở cùng lúc tìm hiểu cửu long phân liệt trưởng, không quên đi tu luyện võ đạo khác, đi tăng lên cảnh giới của mình. Nói chính xác, Hà vô địch lo lắng dư thừa rồi. Đồng môn tự hạn chế, mạnh hơn xa so với trong tưởng tượng. Quân thường tiếu rảnh rỗi không có việc gì cũng tới giảng võ đường, lấy kinh nghiệm tu luyện của mình giảng giải nghi hoặc cho bọn họ, có thể nói đứng đầu một tông lần đầu không dựa vào bùa quan sát, giảng bài cho các đệ tử. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn dạy không biết mệt, thưởng 50 điểm cống hiến, liên tiếp đi giảng võ đường vài ngày, bên tai vang lên tiếng nhắc nhở. Mới cho 50 điểm cống hiến. Quân thường tiếu hết chỗ nói rồi. Hệ thống phỉ nhổ sắc bén cái này rõ ràng là nhiệm vụ giai đoạn đầu, sắp đại kết cục mới hoàn thành, ký chủ chẳng lẽ không nghĩ lại một chút sao? Ở dưới quân thường tiếu dạy, rất nhiều đệ tử được lợi không phải là nhỏ, tuy không thể lập tức lĩnh ngộ cửu long phân liệt trưởng, ít nhất có thể bớt đi không ít đường vòng, trải đường sẵn cho sau này toàn dân tu luyện có thành tựu. Đương nhiên, còn có một bản võ học khác thiên địa hóa vô. Quân thường tiếu ngồi ở trong thư phòng, mở ra trang đầu tiên của bí tịch, nhìn thấy bên trên ghi lại, kỹ năng này tu luyện đại thành, thiên địa cũng có thể hóa vô, liền chấn động nói, khủng bố như vậy. Dù sao võ học đến từ tầng cao hơn. Hệ thống nói, mượn độ thiên trưởng ấn của ký chủ mà nói, đặt ở hạ giới cũng là thần kỹ hủy thiên diệt địa. Có đạo lý. Quân thường tiếu nói, thật hy vọng tiến vào vĩnh sinh chi địa, chiêm ngưỡng võ giả nơi đó mạnh như thế nào hắn là tông chủ vạn cổ tông cũng là một võ giả tự nhiên hướng tới áo nghĩa cao hơn cố gắng cố lên quá khó rồi vài ngày sau quân thường tiếu nằm ở trên giường trên mặt hiện ra tuyệt vọng cửu long phân liệt trưởng đã rất khó thiên địa hóa vô càng khó tu luyện đến nay một chút cảm ngộ cũng chưa có giống như đang đọc vô tự thiên thư thôi thôi quân thường tiếu thu hồi bí tịch nói vẫn là đi đường trước đi hệ thống cạn lời võ đạo như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui là nói cho đệ tử nghe, đến chỗ hắn vừa gặp suy sụp liền bỏ cuộc. Quân thường tiếu chưa mang thiên địa hóa vô phân cho đệ tử, bởi vì mọi người trước mắt đang toàn lực nghiên cứu cửu long phân liệt trưởng, không có thời gian đi tu luyện một loại võ học cao thâm khác nữa. Tít, cách Sơn Hải giới chỉ có hai ngày lộ trình. Bên tai chuyển đến tiếng nhắc nhở, trên mặt quân thường tiếu hiện ra ý cười. Huynh đệ, ca tới tình ngươi. Sau khi gặp lại, không say không về. Vù, vạn cổ hào xuyên toa trong vù vũ trụ mà ở khu vực nó hướng tới, một vị diện cỡ lớn dần dần hiện ra ở trong tầm nhìn. Căn cứ địa đồ đánh dấu, nơi này là sơn hải giới. Quân thường tiếu đứng ở khoang điều khiển, đưa tay đặt lên bên tai, sau một phen lẳng lặng nghe, nói, ta nghe được huynh đệ đang kêu gọi ta. Hệ thống nói, người bom sắp vào vị trí. Vù. Vạn cổ hào đột nhiên tăng tốc, kéo hào quang nóng rực dung nhập sơn hải giới, cuối cùng lơ lửng ở trên bầu trời. Huynh đệ, ta đến đây. Vù. Ngay lúc này, ánh đao đột nhiên từ bên dưới bắn đến, lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng dữ dội từ thân tàu xuyên qua. Rắc, quân thường tiếu vội vàng cúi đầu, phát hiện sàn dưới chân đầu tiên là hiện lên một vết nứt rất nhỏ, sau đó hướng hai bên vô hạn lan tràn cũng bắt đầu sụp đổ, vì thế ôm đầu sụp đổ nói, thuyền của ta. Rắc rắc, vạn cổ hào phân liệt hai đoạn tự do rơi xuống. Hừ, cố thiên tinh lơ lửng ở giữa không trung, dìu đốn củi ở tay phải lóe sáng, ánh mắt lạnh lẽo nói, tinh linh giới các ngươi thế mà còn dám tới quấy dày. Sơn hải giới, hài cốt vạn cổ hào phân tán ở trong núi non hoang dã rậm rạp, ngẫu nhiên còn có những cột khói bay lên. Hao phí lâu như vậy, thật không dễ gì tới thế giới huynh đệ đầu thai, kết quả một cái đối mặt đã bị cha hắn chém rụng, điều này làm quân thường tiếu ngồi ở trên mặt đất, ôm ngực tạo dáng rơi lệ. Thuyền của ta, hạm của ta, ngươi sao lại chết thảm như vậy chứ? Quân tông chủ, cố thiên tinh ngồi ở bên cạnh lúng túng nói sao không nói trước một tiếng vạn cổ hào thật ra là chiến hạm tinh linh giới sau khi chữa trị cho nên đặc thù bề ngoài chưa có gì thay đổi khiến hắn nghĩ lầm lại tới xâm nhập thúc ta cũng muốn nói nhưng người tốc độ ra dìu quá nhanh hoàn toàn không cho cơ hội nha vấn đề không lớn lúc này thái huyền lão nhân đứng ở trước hải cốt chiến hạm truyền âm nói còn có thể chữa trị nhưng cần thời gian hoặc là nói cố đại thúc châu bò một dìu hạ xuống dứt khoát nhanh nhẹ chiến hạm tuy cắt thành hai đoạn nhưng bên trong chưa lọt vào phá hư nghiêm trọng nói cách khác vạn cổ hào còn có thể cứu chữa một phen ồ thượng quan hâm giao đi đến chỗ mặt cắt của chiến hạm nói đây là cái gì vậy trong tường kép của tấm sắt có một viên tinh thạch phi thường không bắt mắt ngẫu nhiên rung động rất khẽ tựa như một trái tim loại nhỏ kỳ quái thái huyền lão nhân đi tới sau khi nghiên cứu sơ qua nói sao có thể có loại vật này tinh thạch không tồn tại hệ thống trận pháp chiến hạm hoàn toàn thuộc loại độc lập, nếu không phải giờ phút này dùng mắt thường phát hiện, linh nghiệm cũng khó bắt giữ được. Chẳng lẽ, Thái Huyền Lão Nhân đoán nói, là trang bị nào đó bại lộ vị trí chiến hạm. Không sai, Cố Thiên Tinh xuất hiện ở trước mặt, đưa tay cậy tinh thạch xuống, nói, thứ đồ chơi này gọi là chấn không thạch, có thể sinh ra một loại năng lượng dao động, vô luận cách nhau bao xa đều sẽ trả đến chủ mẫu thạch, cho nên, các người luôn bị giám thị. Quân thường tiếu nghe vậy, nhất thời cười lên lúc trước còn đoán có phải bị lắp máy theo dõi mới khiến tinh linh giới tìm tới cửa hay không hôm nay rốt cuộc phá án rồi móa hệ thống nói vốn là chuyện xấu đột nhiên biến thành chuyện tốt ta cùng tiểu sỉ cao hứng một hồi vô ích máy theo dõi luôn tồn tại trong tấm sắt vạn cổ hào sau khi bị cố thiên tinh chém vỡ lập tức lộ tẩy chính có thể nói không khéo không thành sách bốp quân thường tiếu nhẹ nhàng bóp nát chấn không thạch cười lạnh nói các ngươi còn tìm như thế nào quân tông chủ cố thiên tinh hỏi sao có rảnh đến Sơn Hải giới thế? Ếch! Quân thường tiếu vội vàng nghiêm mặt nói, cố tiền bối cứu thượng giới ta trong nước lửa. Vãn bối nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đặc biệt tới nhà bái tạ, bày tỏ kính ý. Hắn sẽ không nói đến tìm cố chiêu tịch, lo lắng bại lộ huynh đệ chuyển thế đầu thai. Trên thực tế thì sao? Cố thiên tinh sớm đã biết. Hắn cùng thê tử sẽ không để ý cố chiêu tịch có luân hồi chi linh. Đầu thai tương tự chơi xấu, bởi vì tất cả cái này đều là định sẵn, bởi vì nó chính là con của chúng ta. Ai, cố thiên tinh thở dài nói nếu không phải con ta rời nhà trốn đi cố mỗ nhất định tiếp đãi quân tông chủ thật tốt cái gì quân thường tiếu cả kinh nói huynh đệ ta rời nhà ra ngoài rồi huynh đệ ngươi ặc ý thức được mau mồm nói lỡ quân thường tiếu vội vàng giải thích ta coi tiền bối là thúc bá lệnh lang là huynh đệ của ta lời này nói đẹp như vậy ai cố thiên tinh cũng không nghĩ nhiều lại thở dài một hơi nói chỉ tiếc huynh đệ này của ngươi quá không hiểu chuyện còn chưa lớn đã học được rời nhà ra ngoài. Vì sao? Quân Thường Tiếu hỏi. Lấy lý giải của hắn đối với Cố Chiêu Tịch, có cha mẹ mạnh như vậy làm cái đùi để ôm, sao có thể rời nhà trốn đi? Chẳng lẽ đi tìm mình? Huynh đệ, ngươi khiến ta cảm động." Cố Thiên Tinh nói, trướng mắt vợ chưa cưới của mình. Quân Thường Tiếu trầm mặc. Lúc này, nếu Cố Chiêu Tịch ở bên cạnh, khẳng định lấy thân phận làm ca, đổ ập xuống răn dậy một trận. Ngay cả con gái giới chủ cũng trướng mắt ngươi sao không lên trời sóng vai với mặt trời đi? Nói đến con trai, cố thiên tinh như hóa thành một lão già u oán, đầy bụng bực tức nói, cha mẹ người ta là Sơn Hải giới đệ nhất Mỹ Nam, đệ nhất Mỹ Nữ, ngươi nói điểm nào không xứng với nó? Cố thúc bất giận, quân thường tiếu khuyên nhủ, dù sao huynh đệ còn nhỏ. Hắn tuy không đồng ý cố chưa tịch rời nhà trốn đi, nhưng lại là huynh đệ sinh tử của mình, lúc này khẳng định phải hỗ trợ nói chuyện. Ai? Cố thiên tinh lắc đầu nói, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ mà, quân thường tiếu nói vậy nhanh tìm huynh đệ đi từ cố tiền bối đến cố thúc lại đến thúc quan hệ từng chút một rút ngắn lại thằng nhóc đó trộm một viên ẩn khí đan ta luyện chế muốn ở sơn hải giới to như vậy tìm được đúng là không dễ cố thiên tinh nói quân thường tiếu ngạc nhiên chỉ dựa vào một viên đan dược đã khiến cố tiền bối bất lực cái này tuyệt đối rất trâu bò nha nếu đan dược đường của ta cũng có thể luyện ra đinh nhiệm vụ phụ tuyến kích hoạt có nhiệm vụ rồi quân thường tiếu vội vàng kéo giao diện nhiệm vụ ra ấn vào giới thiệu chi tiết nội dung là giúp cố thiên tinh tìm được con trai rời nhà trốn đi chưa hoàn thành nhiệm vụ này khẳng định để bài tặng điểm quân thường tiếu không ngại xa xôi vạn dặm đến sơn hải giới chính là vì gặp lại huynh đệ cho nên tìm cố thiên tinh rời nhà trốn đi cũng là đương nhiên hà còn có ghi chú khác với nhiệm vụ phụ tuyến trước kia lần này ở sau giới thiệu tồn tại ghi chú nội dung là sau khi nhiệm vụ hoàn thành thưởng công thức ẩn khí đan một quân thường tiếu ngẩn ra một giây sau đó nhanh chóng che miệng cố gắng không cho mình cười ra tiếng cái này thật là muốn cái gì thì đến cái đó mà thúc quân thường tiếu nghiêm túc nói ta đến giúp ngài tìm huynh đệ cái này vù 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 vừa dứt lời vạn cổ tông mười vạn đệ tử trăm vạn ma vọng quân mấy vạn bộ thần hủy diệt bóng đêm đồng loạt xuất hiện vù Quân thưởng tiếu đứng dậy, nói, vô luận sơn hải giới lớn bao nhiêu, vãn bối nhất định sẽ mang huynh đệ tình được. Nếu đổi làm người khác, có thể sẽ kinh ngạc bởi vì sao đột nhiên xuất hiện nhiều võ giả như vậy, nhưng cố thiên tinh không giống, dù sao cũng là cường giả số một số hai vũ trụ thượng tầng, huống chi vội vã tìm con, cho nên chắp tay nói, làm phiền quân tông chủ rồi. Ẩn khí đan có thể ẩn đi toàn bộ khí tức, chỉ dựa vào một người tìm không khác biển rộng tìm kim. Lúc này, nhiều người liền tỏ ra càng thêm quan trọng các đệ tử nghe lệnh quân thường tiếu cắt cao giọng nói tìm kiểu trải thảm cần phải tìm được con trai cố tiền bối vâng vù 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 trong khoảnh khắc trừ thái huyền lão nhân cùng tiểu tổ trận pháp của lão đệ tử vạn cổ tông còn lại nhanh chóng bay về phương vị khác nhau thúc quân thường tiếu yếu ớt nói ẩn khí đan là cái gì nói đến đan dược cố thiên tinh vẻ mặt ngạo nghễ vô cùng nói đây là một loại công thức thần kỳ cố mỗ hao phí mấy ngàn năm thời gian nghiên cứu ra, bất luận kẻ nào dùng cũng sẽ không tiết ra chút khí tức nào, có thể nói che trời qua biển. Quân thường tiếu trầm mặc. Thì ra công thức ẩn khí đan là hắn nghiên cứu ra, ta nếu hoàn thành nhiệm vụ, há không phải là ở trong tay phụ thân huynh đệ trộm đồ. Không được. Loại chuyện trái với trượng nghĩa này, quân thường tiếu ta sao có thể làm ra được. Vù, vù. Trong núi sâu rừng già, một bóng người chạy ra, sau đó tránh thoát các loại hung thú quay quanh, dừng ở bên cạnh một cái hồ đây là một bé trai hồng hào tuổi ước chừng ở năm sáu tuổi không sai chính là cố chưa tịch rời nhà trốn đi lẽ ra giữ lại đại bộ phận ký ức kiếp trước sao có thể làm ra chuyện ngây thơ như thế các ngươi là không biết chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio cố chưa tịch nhìn màn ảnh thống khổ nói bộ dạng vợ chưa cưới của ta dọa người bao nhiêu mỗi khi nhớ tới lần đầu gặp mặt con gái giới chủ mỗi khi nhớ tới dung mạo da đầu của hắn đều sắp nổ tung cột sống vù vù đổ mồ hôi lạnh vì hạnh phúc về sau của mình, hôn sự này phải từ chối. Nhưng mà, phụ thân ngại bởi giao tình, khẳng định không đồng ý, mình chỉ có thể trốn trước. Rời nhà trốn đi là cố thiên tinh định nghĩa. Trên thực tế, loại hành vi này của cố chưa tịch hoàn toàn thuộc loại đào hôn, tuy còn chưa trưởng thành, tuy trốn có hơi sớm. Ung ục ung ục. Sau khi uống một bát nước suối, ngồi xếp bằng ở trên tảng đá bắt đầu thổ nạp hít thở. Tuy ở giai đoạn rời nhà trốn đi, nhưng phương diện tu luyện tự nhiên không thể lơi lỏng cố chiêu tịch bây giờ chủ tu là đại thiên phân ảnh quyết và đội thiên trưởng ấn các võ học lại bởi vì kiếp trước từng ở tông môn tìm hiểu cho nên tuổi còn nhỏ đã vô cùng thuần thục ào lúc này có tiếng nước chuyển đến hà cố chiêu tịch mở mắt quay đầu nhìn liền thấy có người nhảy vào trong hồ tắm rửa sơn hải giới đang mùa hè nóng bức tắm rửa một cái suối nước mát rất bình thường nhưng tắm rửa lại là nữ nhân tuy mặc quần áo nhưng sau khi xuống nước thật sự Nàng này tuổi khoảng 17-18, mái tóc màu vàng trôi ở mặt nước, mũi dọc dừa, má đào hơi đỏ, mắt sáng, mơ hồ có một tia quyến rũ. Cố chiêu tịch đầu thai vô số lần có thể bảo trì tuyệt đối bình tĩnh, dù sao cũng không phải chưa từng thấy mỹ nữ, nhưng ở trong lòng không khỏi thầm nghĩ, so với vợ chưa cưới của ta xinh đẹp hơn mấy chục. Không, mấy vạn lần. Cái này phải xấu bao nhiêu, mới có thể có tranh lệch lớn như vậy. Hả? Mỹ nữ tóc vàng như có cảm thấy, ngẩng đầu nhìn hướng bụi cỏ nơi xa cũng bắt gặp ánh mắt cố chiêu tịch ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hình ảnh giống như dừng lại ngươi nữ tử tóc vàng khẽ nhíu lông mày lá liễu nói đang nhìn lén ta tắm rửa đùa cái gì vậy cố chiêu tịch ta là loại người đó sao trong lòng tuy nghĩ như vậy nhưng vẫn cố gắng hiện ra một cái mỉm cười cả người lẫn vật vô hại ngây thơ nói tỉ tỉ ta đi ngang qua không thể không nói Cố chưa tịch bộ dáng trẻ con, có thể giúp hắn hóa giải rất nhiều phiền toái. Ít nhất lúc này, sẽ không bị người ta coi là cuồng rình coi. Dù sao ai có thể giống với trẻ con chứ? Ào! Nữ tử tóc vàng từ trong hồ bay ra, khăn tắm bên bờ không mời tự tới. Nhanh chóng quấn ở trên người, chân trần, mái tóc ướt buông ở trước mặt cầu oa, Mang một con dao găm tinh xảo đặt trên cổ hắn. Lạnh nhạt nói, tuổi nhỏ đã không học thứ tốt, lớn lên còn thế nào? Tỷ tỷ! Cố chưa tịch nghiêm túc nói, ta đến trước, ngươi tới sau. Cái này không quan trọng, quan trọng là ngươi nhìn thứ không nên nhìn, làm trừng phạt, ngươi. Nữ tử tóc vàng hiện lên sát khí, nói, phải chết. Mặc quần áo tắm rửa, ta có thể nhìn cái gì? Cố triêu tịch tuy muốn rít gào, nhưng vẫn bình tĩnh lại, nói, ta giảng đạo lý hay không? Ta chính là đạo lý. Nữ tử tóc vàng tỷ dao găm sát thêm vài phần, nói, nhớ kỹ, đầu thai chuyển thế về sau đừng nhìn lén nữ nhân tắm rửa nữa. Cố triêu tịch cạn lời, trời đất trứng giám mình chỉ đi ra uống ngụm nước là ngươi thế nào cũng phải nhảy xuống hồ tắm rửa sao còn trách ta ai nữ nhân này không phân rõ phải trái nha vù đột nhiên cố chiêu tịch vỗ tay phải mang dao găm đánh bay ra ngoài động như thỏ chạy thoát ra thẳng đến lúc ra xa mấy trăm trượng quay đầu hô to ai sẽ nhìn lén người xấu xí tắm rửa nữ tử tóc vàng cả giận nói tiểu khốn kiếp muốn chết xấu xí xấu xí cố chiêu tịch vừa chạy trốn vừa hô to thật ra ngay từ đầu hắn có thể dễ dàng né tránh nữ tử tóc vàng nhưng vì tránh cho kinh động yêu thú phụ cận tính trước dùng thân phận trẻ con cho qua chuyện đã không có hiệu quả chỉ có thể dựa vào thực lực giống giống quả nhiên yêu thú phụ cận phát hiện nhao nhao ngửa đầu giống giận vù đúng vào lúc này nữ tử tóc vàng từ phía sau đuổi theo tới người chưa tới sát ý tới trước cái này chính hợp ý cố chiêu tịch dù sao có nhiều yêu thú như vậy khẳng định cũng sẽ mang nàng cùng nhau bao vây như vậy có lợi cho mình chạy thoát. Chờ một chút. Yêu thú lao tới vì sao đều nhìn chằm chằm mình, chưa lao về phía nàng. Vù, vù. Lúc này, mấy chục con yêu thú khổng lồ từ hai bên đi đường vòng đến, giống như những ngọn núi nhỏ mang đường đi phong tỏa. Két, rơi vào đường cùng, phanh gấp. Tiểu Khốn Kiếp. Nữ tử tóc vàng nhẹ nhàng bay tới, đáp ở trên thân một con thú họ sư tử trắng như tuyết, trong mỉm cười lộ ra hai răng nanh sắc bén, nói: "Ngươi sao không chạy nữa?" Cố chiêu tịch nhíu mày nói, ngươi không phải người. Phốc. Nữ tử tóc vàng bị hắn chọc cười, nói, thế giới lấy yêu thú làm chủ, con người chính là vật hiếm lạ. Ngươi đã không phải người, cần gì phải để ý bị nhìn lén tắm rửa. Cố chiêu tịch vừa nói, vừa thăm dò bốn phía, phát hiện mình đã bị yêu thú bao vây nhiều vòng, có thể nói lên trời không lối xuống đất không cửa. Nữ tử tóc vàng ánh mắt lạnh lùng nói, nữ tử nhân loại các ngươi có thể coi trọng danh tiết, yêu tộc ta vì sao không thể coi trọng lời này khiến cố chiêu tịch không còn lời nào để chống đỡ hôm nay nữ tử tóc vàng nói ai cũng không cứu được ngươi phải chết để trả ta trong sạch Khóe miệng cố chiêu tịch run rẩy ta như thế nào ngươi phải trả sự trong sạch được rồi cố chiêu tịch ngồi xếp bằng dưới đất lấy ra một cái lệnh bài gỗ nhỏ nói ta không muốn làm to chuyện là ngươi ép ta thiên tinh lệnh nữ tử tóc vàng ánh mắt ngưng trọng nói ngươi là người nào của cố thiên tinh cố chiêu tịch ngạo nghễ nói con trai hắn có một lão cha trâu bò nói chuyện đúng là cứng ở sau khi nghe thấy hai chữ con trai trong ánh mắt nữ tử tóc vàng nổi lên tức giận có chứa một tiêu u oán nói thì ra ngươi là con trai cố thiên tinh cố chiêu tịch bắt giữ được cảm xúc hơi phức tạp trong ánh mắt nàng thầm nghĩ song đời nữ nhân này có thể có quan hệ nói không rõ với phụ thân ta chủ động mang thân phận đưa ra chỉ sợ hiệu quả hoàn toàn ngược lại bóp đi nữ tử tóc vàng nói để vợ chồng cố thị đến cố chiêu tịch do dự nếu chỉ là mang phụ thân gọi đến, vấn đề trái lại cũng không lớn, nhưng nếu gọi mẫu thân, khẳng định có thể sỏ cha phát khóc. Không được. Vấn đề tình cảm của phụ thân ở bên ngoài, tuyệt không thể để mẫu thân biết, nếu không vấn đề liền nghiêm trọng. Cố Chiêu Tịch mang Thiên Tinh lệnh thu vào nhẫn không gian, nói: "Ngươi cũng không phải vợ ta, dựa vào cái gì bảo ta bóp ta liền bóp?" "Không bóp." Nữ tử tóc vàng từ trên thân sư thú bay lên, dao găm trong tay lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, nói: "Vậy thì chết, cố chiêu tịch sẽ không ngồi chờ chết đang chuẩn bị xoay người chạy trốn đột nhiên phát hiện bầu trời nơi xa có hào quang cực nhanh lóe lên chạy đến sau đó ầm một tiếng đáp ở trước người mình khu vực bụi đất bay lên chuyển đến thanh âm bao hàm tình cảm huynh đệ ta đến rồi cả đời có cái gì đáng quý trọng người lưu lạc không có tình yêu xa xỉ có kiếp này kiếp này làm huynh đệ không có kiếp sau kiếp sau lại nhớ ngươi dòng sông phiêu lưu mỗi một đêm mỗi một đêm trời đổ mưa nhớ tới ngươi một khúc huynh đệ của nhâm hiền tề quanh quẩn trên bầu trời cũng mang tình cảm huynh đệ cách xa lâu ngày gặp lại nháy mắt thiêu đốt đến đỉnh điểm theo nhạc nền vang lên quân thường tiếu xuất hiện ở trước mặt cố chiêu tịch về phần nữ tử tóc vàng lao tới cũng bị chấn động bay đi lấy một loại ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía hắn người này thực lực không tầm thường xuyên thấu qua tầng tầng bụi đất thấy rõ dung mạo người tới cố chiêu tịch kinh ngạc nói quân tông chủ quân thường tiếu nghe vậy đau lòng không thôi hai người năm đó từng gặp gọi quân tông chủ không thành vấn đề nhưng hôm nay biết là chuyển thế đầu thai liền tỏ ra có chút xa cách trách ta không bảo vệ tốt huynh đệ để hắn lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ loại chuyện này về sau tuyệt đối không thể xảy ra nữa keng quân thường tiếu mang trí chăn tiên kiếm triệu ra ánh mắt lạnh lẽo nói ai dám đụng huynh đệ ta sáu chữ ngắn ngủn cảm xúc nhuộm đẫm tới cực điểm giờ này khắc này đừng nói một nữ nhân cho dù thần ma khắp trời nếu dám động vào cố chiêu tịch hắn quân thường tiếu cũng sẽ gặp thần giết thần gặp ma giết ma huynh đệ không phải ngoài miệng nói thật kỳ quái cố chiêu tịch thầm nghĩ ta vì sao sẽ kích động chứ khi quân thường tiếu xuất hiện cùng với một câu một tiếng huynh đệ gọi làm hắn máu sôi trào gọi làm hắn cảm xúc tăng vọt nhưng trước sau không làm rõ nguyên nhân huynh đệ ngươi nhìn lén ta tắm rửa nữ tử tóc vàng lạnh nhạt nói ngươi làm ca nói như thế nào quân thường tiếu vốn đang rất nghiêm túc nghe vậy khóe miệng nhất thời run rẩy lên. Huynh đệ ta, thế mà có sở thích này. Đánh rắm. Cố chiêu tịch quát, ta không xem trộm ngươi tắm rửa. Ta tin tưởng huynh đệ ta. Quân thưởng tiếu nói, sẽ chỉ quang minh chính đại xem, sẽ không nhìn lén. Không sai. Cố chiêu tịch ngạo nghĩa ớn ngực nói, cố chiêu tịch ta làm được đứng ngồi ngay ngắn, chưa từng thèm làm việc lén lút. Đợi một chút. Cái gì gọi là quang minh chính đại xem? Cố chiêu tịch rốt cuộc nghĩ thông rít gào ta căn bản sẽ không xem là tự cô ta nhảy xuống rốt cuộc thừa nhận rồi nữ tử tóc vàng cười lạnh nói cố thiên tinh cũng coi như cường giả thành danh đã lâu không ngờ sẽ sinh ra một đứa con trai không biết liêm sỉ cố chiêu tịch cả giận nói ngươi có thể làm nhục cha ta nhưng không thể làm nhục ta quân thường tiếu cho rằng lời này có chút không thích hợp nhưng lại không nói ra được có cái gì không thích hợp bớt nói nhảm nữ tử tóc vàng giơ tay nói hai người các ngươi đều phải chết giống Giống. Mấy trăm con yêu thú vây quanh ở phụ cận giống như đạt được mệnh lệnh, nháy mắt hướng Quân Thường Tiếu cùng Cố Chiêu Tịch xông qua, trong không khí tản mát ra khí thế dữ tợn có thể nói cay mắt. Huynh đệ chớ sợ. Quân Thường Tiếu bảo vệ ở trước người Cố Chiêu Tịch, nói, có đại ca. Với hắn mà nói, lũ yêu thú vô tới này không đáng giá nhắc tới, hoàn toàn có thể dễ dàng gạt bỏ. Giống. Giống. Đột nhiên, nơi xa lại có tiếng giống truyền đến. Quân Thường Tiếu cùng Cố Chiêu Tịch theo bản năng quay đầu nhìn lại. Biểu cảm trên mặt cùng động lại. Trong tầm nhìn, trên bầu trời lao tới những con chim thật lớn. Có ưng, có điêu, có rồng, có heo, số lượng nhiều rậm rạp dày đặc. Chỉ là nhiều cũng không có gì, nhưng thực lực con nào cũng mạnh mẽ vô cùng. Linh niệm tràn ngập một chút, liền có thể rõ ràng ý thức được. Có thể so với thượng vị tầm chân cảnh không dưới năm ngàn. Trong đó còn không thiếu. Nửa bước thiên cơ cảnh. Không ổn. Quân thường tiếu nhíu mày. Hừ. Nữ tử tóc vàng khoanh tay cười lạnh nói, trên trời dưới đất không ai có thể cứu các ngươi. Nhìn từ vẻ mặt bình tĩnh của đối phương, quân thường tiếu đã hiểu, yêu thú đột nhiên giết tới khẳng định là cùng một hội với nàng. Lão đệ, tuổi nhỏ sao đã chọc vào phiền toái lớn như vậy? Đi, quân thường tiếu ôm chặt cố chiêu tịch, từ trong yêu thú vồ tới lao qua. Giống, đúng lúc này, một con chim ưng khổng lồ so với núi còn lớn hơn từ bầu trời bay tới, móng vuốt sắc bén tựa như phá vỡ hư không chụp tới. Ẩm quân thường tiếu lấy lực lượng chân linh mang nó đánh lui, lập tức lựa chọn đi đường vòng, nhưng vừa muốn xoay người, một con thú giống heo dùng tai vỗ để phi hành há mồm hát xì, nước miếng hôi thối sặc sụa như thiên nữ tán hoa tung tóe đến. Ghê tởm quá. Ông, quân thường tiếu vội vàng hình thành kết giới phòng ngự ở trước người ầm ầm. Nước miếng tựa như đạn pháo, đánh ở bên trên sinh ra chấn động thật lớn, cái này cũng khiến cầu thẳng ôm cố chiêu tịch rơi xuống, lựa chọn từ một cái phương vị khác. Két, dừng chân tại chỗ, chạy là không có khả năng chạy nữa bởi vì giờ này khắc này hội tụ bốn phía thậm chí trên bầu trời tất cả đều là yêu thú khổng lồ cổ quái chỉ cần bùng nổ lệ khí cường đại đã đủ khiến người ta cảm thấy áp lực gấp bội cô Nương quân thường tiếu bông cố chưa tịch xuống ôn tồn hòa khí nói trong đó nhất định có hiểu lầm chúng ta không ngại ngồi xuống nói chuyện oan ra nên giải không nên kết mà ngoan ngoãn rồi nói chuyện có thể nữ tử tóc vàng nói nhìn lén ta tắm rửa tự phế hai mắt trước quân thường tiếu cho mày đáng giận cố chưa tịch lại lấy ra thiên tinh lệnh cả giận nói đừng ép người quá đáng vốn tưởng quân tông chủ có thể cứu mình xem tình huống chẳng có tác dụng cái rắm gì chỉ có thể mang phụ thân gọi đến đây đây là cái gì vậy sau khi bóp nát có thể triệu hồi cha ta vậy còn chờ cái gì chứ Mau bóp nát gọi viện binh đi yêu thú sơn hải giới thực lực mạnh mẽ hơn nữa hội tụ nhiều như vậy quân thường tiếu cho dù có nắm chắc lao ra ít nhất trả giá không nhỏ nếu cố tiền bối tới thì không có vấn đề gì nữa. Cố Triêu Tịch cũng rất muốn bóp nát, nhưng nữ nhân này nhỡ đâu có liên quan với phụ thân, do đó bị mẹ biết, mình chẳng phải là đang đào hố cho cha. "Giống, giống." Lúc này, một con thú như vượn khổng lồ toàn thân trắng như tuyết dẫm bước chân kinh thiên động địa đi tới, tùy tay bắt lấy một con thi côn bay ở giữa không trung nhai nuốt vào bụng, sau đó điên cuồng đấm ngực, lập tức tiến hóa thành vượn ma khát máu thượng cổ cấp 999. Vù! nữ tử tóc vàng đáp trên đầu nó nói cho ngươi thời gian đếm tới ba hoặc là tự phế hai mắt hoặc là trở thành thức ăn của a viên quân thường tiểu ánh mắt ngưng trọng con vượn khổng lồ này so với núi còn cao hơn thực lực hoàn toàn không thua pháp tướng cử môn hợp thể lúc trước sơn hải giới tầng cấp rất cao nha một hai khi nữ tử tóc vàng đang chuẩn bị hô ba cố chiêu tịch mang lệnh bài dơ lên cao cao hét lớn cha xin lỗi bốp thiên tinh lệnh nháy mắt bị bóp nát vù vù trong nháy mắt cuồng phong bùng nổ ở tại chỗ sóng khí cuồn cuộn tràn ngập giống như sóng biển mãnh liệt quân thưởng tiếu mở to mắt nhìn bởi vì cố thiên tinh chắp tay sau lưng tựa như thế ngoại cao nhân đứng ở khu vực sóng khí mà nó tốc độ đến cứu viện cũng quá nhanh rồi con ta cố thiên tinh ánh mắt lạnh lẽo nói chuyện gì thiên tinh lệnh là con bài chưa lật giữ mạng hắn đưa cho con trai đột nhiên bóp nát triệu hồi mình khẳng định gặp phải phiền toái lớn cha Cố chiêu tịch chỉ hướng nữ tử tóc vàng, giận dữ nói, cô ta muốn giết con. Giết con ta. Muốn chết. Cố thiên tinh một bộ dáng người thành thật nhất thời nổi nóng. Sau đó theo phương vị chỉ nhìn lại, thẳng đến khi nhìn thấy nữ tử tóc vàng, biểu cảm trên mặt nhất thời động lại. Quả nhiên. Phụ thân nhận ra nàng. Vù. Trên bầu trời truyền đến tiếng xe gió, chỉ nhìn thấy cố mẫu chạy tới. Con trai bóp nát thiên tinh lệnh, nàng cũng có thể phát hiện. Xong đời rồi. Gài cha nó rồi ngay tại lúc cố chưa tịch sụp đổ, nữ tử tóc vàng từ trên thân con vượn nhảy xuống, như tiểu thư khuê các hạ thấp người hành lễ nói, ra mắt bá phụ, bá mẫu. khi nói chuyện vụng trộm chừng mắt nhìn cố chưa tịch một cái, biểu cảm u oán đó giống như đang nói, người thật sự bóp thiên tinh lệnh sao? đứa nhỏ, cố mẫu cười nói, sao con cũng ở đây? cố chưa tịch ngây dại, kịch tình giờ này khắc này bày ra, hoàn toàn không giống với hắn nghĩ nha. cha, cố chưa tịch thấp giọng nói, cha với mẹ biết cô ta nói lời thừa cố thiên tinh nói con dâu tương lai có thể không biết sao a à, cố chưa tịch trợn mắt tròn xoe miệng há hốc sụp đổ nhất thuộc về quân thường tiếu náo loạn cả buổi thì ra là vợ chưa cưới của huynh đệ hai người ở nơi này chơi trò yêu nhau lắm cắn nhau đau có ý tứ sao hay là đang cố ý chọc ta chơi thúc thẩm huynh đệ cẩu thẳng ôm quyền nói quấy dày rồi vù dứt lời đã biến mất không còn bóng dáng truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé. Cố Chiêu Tịch hoàn toàn không ngờ nữ tử tóc vàng lại là vợ chưa cưới của mình. Không đúng, nàng không phải như thế, nàng không xinh đẹp như vậy. Cố Chiêu Tịch cũng không coi trọng dung mạo của nữ nhân, nhưng thẩm mỹ quan cơ bản vẫn còn. Bây giờ mỹ nữ tóc vàng so với vợ chưa cưới gặp được, một là thiên sứ nghiêng nước nghiêng thành, một là thiên sứ gãy cánh. Như thế nào? Cố Thiên Tinh nói, con không nhận ra cũng từng gặp sao có thể không nhận ra cố mẫu lườm phu quân một cái cố chiêu tịch rít gào trong lòng ta thấy không phải người này đợi chút nàng đã vì yêu tộc chẳng lẽ bản thể là xấu xí hóa thành hình người cố ý mang mình chỉnh thành xinh đẹp nghĩ đến đây cố chiêu tịch nhìn về phía nữ tử tóc vàng giống như xuyên thấu qua bề ngoài xinh đẹp nhìn thấy một bộ dáng dương nanh múa vuốt nhất thời không tự chủ được dùng mình một cái nếu phụ thân thế nào cũng phải an bài một người vợ cho mình chỉ cần tướng mạo thông qua được hắn tỏ vẻ miễn cưỡng có thể tiếp nhận nhưng quái phẫu thuật thẩm mỹ như vậy tình nguyện cô độc sống quãng đời còn lại chật chật quân thường tiếu ngồi xổm nơi xa nói huynh đệ này của ta có phúc nha cha mẹ cường đại vợ xinh đẹp quả thực chính là người thắng cuộc đời đợi một chút quân thường tiếu đột nhiên nhớ tới cái gì nói huynh đệ có thể có phúc phận hôm nay không phải chính là vì ta kẻ làm đại ca này sao hệ thống cạn lời ký chủ lại bắt đầu dán vàng lên mặt mình rồi huynh đệ xả thân thủ nghĩa ở thượng giới không chỉ rơi vào mỹ dự đại anh hùng chuyển thế đầu thai vừa có cha mẹ yêu thương vừa có vợ chưa cưới xinh đẹp chẳng lẽ không quan hệ với ta quân thường tiếu nói hệ thống cạn lời để chống đỡ chỉ có thể hướng độc giả bên ngoài xin giúp đỡ độc giả phun hắn cố chưa tịch gặp được cha mẹ tốt quả thực không thoát được quan hệ với quân thường tiếu nhưng nguyên nhân xét đến cùng ở chỗ xả thân thủ nghĩa cứu thượng giới trong nước lửa, hoặc trong cõi hư vô đạt được công đức, cho nên mới sẽ đầu thai đến gia đình tốt. Nói thông tục, người tốt có báo đáp tốt. Nói nghiêm túc nữa, phàm là người bị cẩu thẳng sỏ lá, nếu không cho chút bồi thường, vậy thì quá bi thương rồi. Đinh, nhiệm vụ phụ tuyến hoàn thành, thưởng 1.000 điểm giá trị thanh danh. Đinh, giá trị thanh danh tông môn, 6.000. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến. Thưởng công thức ẩn khí đan 1 đã vận chuyển tới trong nhẫn không gian. Quân thưởng tiếu không để ý nhiệm vụ cứ đơn giản như vậy hoàn thành, để ý là công thức ẩn khí đan vẫn là bị hệ thống trộm được. Làm sao bây giờ? Muốn vật quy nguyên chủ hay không? Không được. Đột nhiên lấy ra, khẳng định sẽ làm cố thúc nghi kỵ. Cần tìm một cơ hội, làm bộ lúc đi đường không cẩn thận nhặt được hay không? Đinh. Kiểm tra được ký chủ đạt được công thức ẩn khí đan, tự động phân phối đến đan dược các. Quân thường tiếu vẻ mặt cứng ngắc, một lát sau, ở trong lòng rít gào, nhiệm vụ không thể mạnh mẽ hủy bỏ, công thức lại tự động ghép vào, cái này thật sự không trách ta. Vù, kéo ra đan dược cát, xem công thức hoàn toàn mới, nói, quá thần kỳ rồi. trước bờ hồ, trong tay nữ tử tóc vàng cầm một cái lá cây, nói, ta biết người rất nghi hoặc. A, à, cố chưa tịch đứng ở phía sau nói, thật ra cảm tình loại chuyện này, giảng là lưỡng tình tương duyệt, ta cùng cô nương chưa từng gặp mặt nếu nhất định phải kết hợp, sợ sẽ gây thành sai lầm lớn không thể vãn hồi. hắn sẽ tuyệt đối không bị nữ nhân xinh đẹp trước mắt mê hoặc, bởi vì bản thể xấu không đành lòng nhìn thẳng. nữ tử tóc vàng xoay người, mang lá cây trong tay bóp nát, hận nói: ngươi là đang ghét bỏ ta. không không không. cố chưa tịch nói: ta. vù. nữ tử tóc vàng đột nhiên lao tới, túm áo hắn nói: ngươi nếu không phải con trai cố thiên tinh, chỉ bằng nhìn lén ta tắm rửa, đã chết không có chỗ chôn. rất hung dữ tựa như mẫu dạ xoa. Này này, cố chưa tịch sụp đổ nói, giảng đạo lý hay không, rõ ràng là tự ngươi nhảy xuống. Hừ, nữ tử tóc vàng buông hắn ra, ngạo nghễ nói, xem ở trên phần là chồng chưa cưới của ta, hôm nay tha cho ngươi một lần. Cố chưa tịch cạn lời, giữa chúng ta không có cảm tình, ngươi thật sự tính gà cho ta. Nhân loại các ngươi không phải giảng lệnh cha mẹ, lời may mối sao. Nữ tử tóc vàng nói, hôn ước là bọn họ ăn bài, đương nhiên phải tuân thủ. Nhưng mà, không có nhưng mà người phu quân ta thê tử ai cũng không thay đổi được cố chiêu tịch trầm mặc phụ thân tuy ẩn cư sơn giã nhưng con mẹ nó coi trọng thể diện đã định ra với giới chủ làm con trai nếu không vâng theo chỉ sợ phải bị gia pháp hầu hạ cái này coi như ép duyên nhưng vợ xinh đẹp như hoa nhạc phụ chủ một giới đổi thành tiểu xỉ cầu còn không được đương nhiên nữ tử tóc vàng nói ta cũng không vừa ý ngươi vậy không bằng tán đi cố chiêu tịch vội vàng nói tán nữ tử tóc vàng nói cha ta sẽ không đồng ý phụ thân ngươi cũng sẽ không đồng ý dưa hái xanh không ngọt cho nên nữ tử tóc vàng đi tới thấp giọng nói chúng ta không bằng cùng nhau chạy khỏi sơn hải giới chạy trốn tới nơi ai cũng tìm không thấy ở lại sau đó kết hôn sinh con hưởng cuộc sống không tranh với đời ý kiến hay mắt cố chưa tịch sáng lên nhưng khi hắn cẩn thận thưởng thức một phen lời của nữ nhân kia lập tức rít gào đây không phải đào hôn đây là lén bỏ trốn Xuyệt. Nữ tử tóc vàng nói, đừng để bá phụ bá mẫu nghe được. Cố chiêu tịch thiếu chút nữa ngã quỵ. Xa xa. Cố mẫu nhìn về phía con trai, cười nói, phu quân, chàng xem hai đứa bọn nó tán gẫu vui vẻ bao nhiêu. Theo ta thấy, không bằng tìm thân gia thương lượng một chút, mau mang hôn sự định ra. Cố thiên tinh có chút kiêu ngạo, bởi vì hôn sự này là hắn tự tiện chủ trương, hôm nay vợ hài lòng, ở nhà rốt cuộc có thể ngừng đầu rồi. Được. Cố mẫu không có ý kiến ngay từ đầu nàng rất mâu thuẫn dù sao hai đứa chưa từng gặp hôm nay tình đầu ý hợp trò chuyện với nhau vui vẻ tự nhiên liền tán đồng bá phụ bá mẫu nữ tử tóc vàng đi tới hành lễ nói phụ thân quy định con mỗi ngày chỉ có thể ra ngoài hai canh giờ bây giờ phải về rồi miễn cho bọn họ sốt ruột cái này so với hình tượng mẫu dạ xoa vừa rồi đối lập rõ ràng cố chưa tịch ở trong lòng nói thầm diễn xuất so với ta còn mạnh hơn không phục không được trở về đi cố mẫu mỉm cười nói đối với con dâu tương lai này là càng nhìn càng thích xong rồi cố chiêu tịch thẩm nghĩ mẫu thân bị cô ta che mắt rồi bá phụ bá mẫu cáo từ nữ tử tóc vàng ngoái đầu nhìn về phía cố chiêu tịch truyền âm nói ta mà ngươi lúc trước nhìn thấy chẳng qua là tùy tiện tìm một thế thân mà thôi cố chiêu tịch ở trong lòng mắng có bệnh cân nhắc xong rồi đến tĩnh tâm tiểu hồ tìm ta nữ tử tóc vàng nhảy đến trên một con ưng thú nguyễn lệ bay đi trước khi đi không quên hướng vợ chồng cố thị phất tay biểu hiện cực kỳ có tri thức hiểu lễ nghĩa. Cố Chiêu Tịch thật sự bắt đầu cân nhắc. Đương nhiên, hắn sẽ không đi cân nhắc cùng nữ nhân này thoát khỏi sơn hải giới, kết hôn sinh con, hưởng cuộc sống không tranh với đời, mà là cân nhắc có thể mượn cơ hội mang nàng cắt đuôi. Ở nơi này không thể thay đổi vận mệnh của mình, đi ra ngoài lại khác. Vấn đề là, như thế nào mới có thể rời khỏi đây? Hà! Đột nhiên, cố chiêu tịch quay đầu, nhìn về phía quân thường tiếu ngồi ở nơi xa, ánh mắt hiện lên một tia vui sướng. Cùng lúc đó, cầu thẳng cũng nhìn lại, bởi vì còn không biết tình huống gì, trên mặt hiện ra mỉm cười như đứa con ngốc nhà địa chủ. Nơi vợ chồng cố thị ẩn cư, quân thường tiếu ngồi ở trong đình nhỏ thưởng thức trà, ngẫu nhiên nhìn về phía cảnh sắc non xanh nước biếc nơi xa, không khỏi cảm khái ở trong lòng, đây là thích ý cỡ nào. Vì phát triển tông môn, cả ngày bận đông bận tây, không dám có bất cứ sự lơi lòng nào. Hắn thật sự hy vọng có một ngày, có thể nói tạm biệt với giang hồ, sau đó trải qua cuộc sống nhàn vân dã hạc đừng vội. Hệ thống nói, chờ thời điểm đại kết cục. Má nó. Quân thưởng tiếu mắng một câu, tiếp tục thưởng thức nước trà. Cùng lúc đó, kéo ra đan dược cát, cẩn thận xem tài liệu luyện chế ẩn khí đan cần. Thật ra cũng không phải nhiều lắm, cũng chỉ năm loại mà thôi. Nhưng, cái gì bích vân thánh quả, liên thủy hoa khai, vừa nghe tên đã biết cấp bậc không thấp, muốn tìm được chỉ sợ. Hà, tầm nhìn quân thường tiếu rừng ở trên một mảnh vườn thuốc nơi xa, bên trong gieo trồng không ít dược liệu, Phẩm loại cũng có sự khác nhau. Cố Thiên Tinh ngồi xuống, cười nói, Quân tông chủ đối với dược liệu cũng có nghiên cứu. Ặc, à, Quân Thường Tiếu nói, bình thường biết chút dược liệu, như những thứ tiền bối gieo trồng, không biết gì cả. Ha ha, Cố Thiên Tinh cười lớn một tiếng, nói, những dược liệu này cố mỗ gieo trồng, đừng nói Quân tông chủ không biết, phóng mắt toàn bộ vũ trụ thượng tầng, biết chỉ sợ cũng không nhiều. Ồ, Quân Thường Tiếu kinh ngạc nói, chẳng lẽ là thiên tài địa bảo chỉ có thể gặp chứ không thể cầu? Cố Thiên Tinh tựa như nổi hứng thú, lại tựa như đang cố ý khoe, chỉ hướng một cây dược liệu nói, "Đây là Bích Vân Thánh Quả, một vạn năm nảy mầm, một vạn năm nở hoa, một vạn năm mới kết quả." Má Quân Thưởng tiếu trợn to mắt. Hắn chấn động không phải chu kỳ Bích Vân Thánh Quả trưởng thành quá chậm, mà là vừa vặn chính là dược liệu thiếu. Còn có Liên Thủy Hoa Khai này, Cố Thiên Tinh lại chỉ hướng một cây dược liệu khác, ngạo nghễ nói, "Vật ấy sinh trưởng ở hoàn cảnh cực kỳ ác liệt." Cố mỗ mất rất nhiều sức mới mang nó rời chồng tới đây. Kế tiếp, lần lượt giới thiệu dược liệu khác. Không có ngoại lệ. Đều là tài liệu luyện chế ẩn khí đan. Vừa rồi còn đang sầu dược liệu, không ngờ xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Đương nhiên, đây là dược liệu cố tiền bối vất vào bồi dưỡng, hắn khẳng định sẽ không lấy đi. Thúc, quân thường tiếu nói, có hạt giống không? Như thế nào? Cố thiên tinh cười nói, cảm thấy hứng thú đối với những dược liệu này của ta. Ta muốn kiếm chút hạt giống trồng ở trong tông môn, Quân Thưởng Tiếu nói, Cố Thiên Tinh lắc lắc đầu, nói, những dược liệu này điều kiện sinh trưởng quá mức hà khắc, cho dù cho ngươi hạt giống cũng không bồi dưỡng được. Được rồi, Quân Thưởng Tiếu từ bỏ tính toán gieo trồng. Thật ra, cả tông đều có ẩn tu thuật, luyện ẩn khí đan hay không cũng không có ý nghĩa. Cố Thiên Tinh nói, Quân Tông chủ mới đến Sơn Hải giới, tự dưng triệu ra nhiều đệ tử như vậy, sợ là có đồ vật có thể cất chứa sinh linh nhỉ? A, à, không cần lo lắng, Cố Mỗ sẽ không cướp câu này quân thường tiếu đồng ý bởi vì lấy thực lực đối phương muốn cướp có thể nói là dễ dàng không dối tiền bối tiền bối tông môn từng lưu lại một món trí bảo tên là tụ lý càn khôn có thể chứa sinh linh hắn sẽ không nói ra bản thân kế thừa vạn cổ giới dù sao quá mức kinh thế hãi tục khó trách cố thiên tinh nói quân tông chủ đồ vật chứa sinh linh ở toàn bộ vũ trụ thượng tầng không gặp nhiều tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài nếu không vù tay phải đột nhiên vươn ra úp về phía quân thường tiếu động tác ra tay không tính là quá nhanh ít nhất có thể làm người ta phát hiện nhưng quân thường tiếu ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích thấy bàn tay cách yết hầu mình không phải một cm mới dừng lại vì sao không né bởi vì thúc không phải loại người đó ha ha cố thiên tinh thu hồi tay cười nói quân tông chủ quả nhiên có đảm lược tương lai thành tựu không thể đo đếm được thúc khen vãn bối được yêu mà sợ đừng nhìn quân thường tiếu vẻ mặt bình tĩnh thực ra vừa rồi thiếu chút nữa chui vào vạn cổ giới Cha. Lúc này, Cố Triêu Tịch chạy tới, nói, "Mẹ gọi cha có việc." "Vậy được." Cố Thiên Tinh đứng dậy, nói, "Cố Mỗ tạm thời không bầu bạn được, thúc đi thong thả." Sau khi nhìn theo phụ thân rời khỏi, Cố Triêu Tịch vù một cái ngồi ở trên ghế, chống cái cằm nhỏ, chớp mắt nói, "Quân tông chủ, ngươi sao lại đến?" Đổi là người khác, có thể sẽ khen đáng yêu, nhưng Quân Thường Tiếu biết hắn là đầu thai chuyển thế, có lẽ nhớ một bộ phận ký ức kiếp trước, cho nên ở trong lòng cạn lời đóng giả trẻ con không hài hòa chút nào cả ngồi chiến hạm đến nó đâu bị phụ thân ngươi chém thành hai đoạn đang sửa chữa bao lâu sửa xong cũng chỉ quân thường tiếu nói ngươi hỏi cái này làm chi cố chiêu tịch chống người lên đưa đầu tới đè giọng nói ta muốn theo quân tông chủ ra ngoài xem chút trong lòng quân thường tiếu vui vẻ đến vạn cổ giới vì cái gì không phải là huynh đệ gặp lại dắt tay ngao du vũ trụ sao mới đầu còn rất lo lắng vợ chồng cố thị sẽ không nhả người hôm nay chủ động đề xuất đi cùng mình thế này very good rồi nhưng cố chiêu tịch lại nói đừng để phụ mẫu ta biết quân thường tiếu phục hồi tinh thần kinh ngạc nói ngươi lại muốn rời nhà trốn đi không cố chiêu tịch nghiêm nghị nói là vợ chưa cưới của ta muốn ra ngoài thăm thú thân là trượng phu tương lai phải thỏa mãn nguyện vọng của nàng không nhìn ra nha huynh đệ của ta còn rất thương lão bà được vì huynh đệ vì đệ muội nói cái gì cũng phải dẫn bọn họ rời khỏi đi vũ trụ càng rộng lớn hơn sông pha một chút ký chủ đây là đang tìm chết hệ thống nói không sợ đến lúc đó bị cố thiên tinh cùng giới chủ sơn hải giới đuổi giết khắp thế giới cũng đúng quân thường tiếu lâm vào trầm mặc từ nữ tử tóc vàng vừa rồi nói hắn có thể nhìn ra giới chủ sơn hải giới đối với con gái quản lý rất lợi hại mình mang huynh đệ đi hẳn là không có vấn đề mang nàng đi chỉ sợ có chút phiền toái quân tông chủ Cố chưa tịch tựa như hiểu khó xử chỗ của hắn, thấp giọng nói, đây là quyết định của chúng ta, không có một chút liên quan nào với ngươi, yên tâm lớn mật mang chúng ta đi thôi. À, cứ quyết định như vậy, ta đi nói cho vợ chưa cưới. Vù, từ ghế dựa nhảy xuống, lon ton rời khỏi. Quân thường tiếu lắc lắc đầu, sau đó uống một ngụm trà, thầm nghĩ, kiếp trước ca thua thiệt người quá nhiều, kiếp này đã có cơ hội, vô luận khó khăn bao nhiêu, nguy hiểm bao nhiêu, nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng. Huynh đệ, đệ muội, Quân Thường Tiếu ta phải mang đi. ầm, um. ngay lúc này, căn nhà cỏ tranh phía trước đột nhiên sụp đổ, Cố Thiên Tinh hoa lệ bay ra, bốn chân chạm đất rơi trên mặt đất. Tình huống gì vậy? Quân Thường Tiếu vẻ mặt dại ra. vù, Cố Mẫu xài bước từ trong phòng đi ra, hét lớn, nói, có phải lại lấy công thức ẩn khí đan đổi rượu hay không? Không. Sao không còn nữa? Ta, ta không biết. ầm, um. ầm, um. Cố Mẫu lao tới, túm áo Cố Thiên Tinh từ trái đánh sang phải từ phải đánh sang trái, đập mặt đất lõm xuống mấy trượng, cảnh bạo lực gia đình dị thường thảm thiết, dọa quân thường tiếu. đợi một chút, hắn đâu rồi? ầm um, ầm, um. quân thường tiếu trốn tới trước chiến hạm hư hao, xa xa nghe được nổ vang cùng tiếng kêu thảm thiết, lòng tràn đầy hổ thẹn nói: thúc, xin lỗi. thúc, ngươi không sao chứ? trong đình nhỏ, quân thường tiếu yếu ớt nói: trong lòng hắn rất áy náy, bởi vì nhiệm vụ mang công thức ẩn khí đan trộm đi, liên lụy cố thúc chịu khổ bạo hành gia đình không sao. Đừng nhìn cố thiên tinh giờ phút này đầu đầy u cục, mắt hít thành một đường nhỏ, nhưng loại khí tức thế ngoại cao nhân kia vẫn tồn tại, nói, quen rồi. Thê lương cỡ nào, bi thương cỡ nào. Quân thưởng tiếu thầm nghĩ, tìm cơ hội vụng trộm mang công thức trả về. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ẩn khí đan đã tự động ghép đến đan dược cát, công thức đương nhiên phải trả lại cho cố thúc, bằng không về sau ở nhà làm sao ngừng đầu được. Ai? Cố thiên tinh lắc đầu nói, khoảng thời gian này chỉ cần thiếu đồ thì trách ta, ta sao lại xui xẻo như vậy? Thiếu cái gì? Quân thưởng tiếu nói. Cái gì độ thiên trưởng ấn này, cái gì hoa chiếu tâm kinh này, cái gì đại thiên phân ảnh quyết này, những võ học bí tịch này mất hết rồi. Cố thiên tinh nói xong nước mắt cũng chảy xuống rồi. Không sai. Hắn là thích lấy võ học đi đổi rượu, nhưng đều là một ít dâu ria, hoặc từ ở trong tay người khác lấy được, võ học cao cấp đối đãi như đồ gia truyền. Sao có thể hồ đồ cầm đi đổi? Những võ kỹ này của Thúc nghe qua rất mạnh, quân thưởng tiếu uống ngụm trà mặt ngoài vững vàng trong lòng kinh hô độ thiên trưởng ấn cùng đại thiên phân ảnh quyết là từ trong tay thúc trộm đến không khéo như vậy chứ hệ thống nói chính là khéo như vậy vài loại võ kỹ vạn cổ tông trước mắt chủ yếu tu luyện tất cả đều là trộm của cố thiên oa có thể nói vặt lông dê chuyên nhằm vào một con mà vặt nhìn xem mang người ta vặt thành bộ dạng gì rồi bốp cố thiên tinh siết chặt nắm tay giận dữ nói bắt được tên trộm đó ta nhất định mang hắn phân cân thác cốt, lột da rút gân. Ực. Ừ. Quân thường tiếu nuốt một ngụm nước bọt, cột sống toát ra mồ hôi lạnh. Quân tông chủ, cố thiên tinh nói, ngươi làm sao vậy? A, quân thường tiếu buông chén trà xuống, nói, bụng đột nhiên có chút không thoải mái, vãn bối cáo từ trước. Dứt lời, đứng dậy rời khỏi. Đứng lại. Ngay lúc này, cố thiên tinh đột nhiên gọi dừng lại. Ra đầu quân thường tiếu nháy mắt nổ tung, nhịp tim cũng theo đó nhanh hơn, cố gắng giữ bình tĩnh nói thúc có việc gì sao bốp cố thiên tinh đi tới một bàn tay đặt lên trên vai hắn nói chuyện ngày hôm qua ta nghe cẩu oa nói rồi nếu không phải quân tông chủ sớm chạy tới chỉ sợ phải sinh ra biến cố cho nên cố mỗ cực kỳ cảm tạ quân thường thiếu thiếu chút nữa khóc ra thúc cảm tạ thì cảm tạ cần gì nghiêm túc như vậy có biết trái tim nhỏ bé của ta thiếu chút nữa từ trong cổ họng nhảy ra hay không đi thôi cố thiên tinh phất tay quân thường tiếu vội vàng chuồn thẳng đến lúc tới trước chiến hạm mới thở phào một hơi thầm nghĩ làm ta sợ muốn chết đồ cũng không phải ký chủ trộm cần gì thấp thỏm không yên ngươi còn có mặt mũi nói phá án rồi độ thiên trưởng ấn hoa chiếu tâm kinh đại thiên phân ảnh quyết ba loại võ kỹ thường tu đều từ chỗ cố thiên tình trộm đến loại hành vi nhằm vào một con dê vặt lông dê này bản thân quân thường tiếu cũng không nhìn được nữa ước chừng phun hệ thống mấy canh giờ phun miệng khô lưỡi khô ai đám người Lý Thanh Dương lắc đầu. Tông chủ loại tình huống hướng vào không khí chửi ẩm lên này, thật sự có chút làm người ta không sao hiểu nổi. Được được. Hệ thống nói, ta sai, ta sai. Vốn chính là lỗi của ngươi. Quân thường tiếu rít gào, không có lấy nửa xu nào quan hệ với ta. Hoàn thành nhiệm vụ xử thi bản thượng giới, thưởng cho hoa chiếu tâm kinh cùng độ thiên trường ấn. Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến thưởng đại thiên phân ảnh quyết. Cho dù công thức đan dược vừa đạt được cũng là bởi vì nhiệm vụ phụ tuyến, nhìn chung bốn loại này không có một loại nào là quân thường tiếu tiêu giá trị cống hiến hoặc giá trị thanh danh chủ động mua cho nên theo lý thuyết hắn quả thực vô tội chẳng lẽ nhiệm vụ đến ta không đi làm trộm khẳng định là trộm rồi điểm ấy không thể phủ nhận nhưng không phải là quân thường tiếu cố ý đi trộm tất cả đều là lỗi của hệ thống tuyệt đối không thể để cố thúc biết vạn cổ tông ta tu luyện những võ kỹ này nếu không sẽ to chuyện ầm um, ầm um. đột nhiên tiếng đánh nhau chuyển đến Quân Thường Tiếu quay đầu nhìn, liền thấy Dạ Tinh Thần và Hà Vô Địch bay lượn ở trên không núi non hoang dã đánh túi bụi. Lại đánh nhau rồi. Dạ sư đệ thật đúng là làm không biết mệt. Các đệ tử nghị luận. Hà Vô Địch bởi vì lúc trước biểu hiện phi thường cường thế, khiến Dạ Tinh Thần chịu đà kích gấp bội, cho nên thường thường chủ động khởi xướng khiêu chiến. Đương nhiên, không phải vì phân cao thấp, mà là vì luận bàn ấn chứng. Võ đạo là ở trong giao thủ không ngừng với cường giả chậm rãi trưởng thành lên. Quân tông chủ Cố Thiên Tinh từ nơi xa bay vút đến, nhìn về phía hai người đánh nhau giữa không trung, gật đầu khen, "Những đệ tử này của ngươi đều là hạt giống tốt nha." Tuyệt đối không phải cố ý thổi phồng, mà là thực sự cầu thị. Thật ra, Vô Luận Dạ Tinh Thần và Hà Vô Địch, tư chất thiên phú đều phi thường không tệ, phóng mắt toàn bộ vũ trụ thượng tầng cũng là đỉnh cấp. So với Lệnh Lang kém xa, Quân thường Tiếu Khiêm Tốn nói, "Không phải, không phải." Cố Thiên Tinh nói, "Cầu oa từ nhỏ được các loại thiên tài địa bảo bồi bổ, mới có tư chất bây giờ những đệ tử này của ngươi không có cơ sở như vậy có thể lấy được thành tựu hôm nay thật sự đáng quý thúc quá khen rồi quân tông chủ cố thiên tinh hỏi từng nghe nói vũ trụ thánh chiến hay chưa vũ trụ thánh chiến quân thường tiếu lắc đầu nói chưa từng nghe đây là giải đấu võ đạo quy cách cao nhất vũ trụ thượng tầng mỗi ngàn năm tổ chức một lần đến lúc đó thiên tài đứng đầu đến từ các đại vị diện đều sẽ tập trung một chỗ thi đấu đoạt danh hiệu thiên tài số một vũ trụ cố thiên tinh nói Quân thưởng tiếu nói thầm, không phải là long hổ tranh bá phiên bản vũ trụ sao? Đối với loại so đấu giữa thiên tài này, cẩu thẳng cũng không coi trọng, bởi vì thân phận của hắn là tông chủ, không phải ngôi sao mới dần dần dâng lên, thế nào cũng phải dùng thực lực chứng minh bản thân. Nếu giải đấu có liên quan với tông môn, vậy còn đáng giá đi nghiêm túc cân nhắc một lần. Những đệ tử này của ngươi tu vi và tư chất đều không tệ. Cố thiên tinh nói, hoàn toàn có thể tham gia vũ trụ thánh chiến sắp tổ chức, có lẽ lấy được thành tích tốt nâng cao uy danh thương hải hệ ta thì sao nghe y tứ thúc quân thưởng tiếu nói mỗi tinh hệ đều sẽ phái thiên tài xuất chiến không sai cố thiên tinh hơi nhớ lại nói mượn vũ trụ thánh chiến một lần trước vũ trụ thượng tầng toàn bộ tinh hệ phái thiên tài xuất chiến nhân số nhiều tới trăm vạn trăm vạn quân thưởng tiếu trợn to mắt số lượng này khủng bố mỗi một tinh hệ đều có ngàn vạn bị diện tùy tiện phái vài người liền có thể hình thành quy mô khổng lồ Cố Thiên Tinh nói, nghe nói vũ trụ thánh chiến lần thứ nhất, thiên tài dự thi gần vượt ngàn vạn. Quân thưởng tiếu có chút ngất. Số lượng thiên tài quả thực so với cát còn nhiều hơn. Không phải vậy sao? Cố Thiên Tinh nói, ta còn tính để con trai tham gia vũ trụ thánh chiến, không nói lấy được thành tích tốt, ít nhất có thể tôi luyện một chút, nếu may mắn xông vào 100 hạng đầu, còn có thể đạt được vũ trụ chi nguyên thêm vào, trợ giúp về sau đột phá thiên cơ cảnh. Vũ trụ chi nguyên. Quân thưởng tiếu lại bị rung động. Vị diện chi nguyên chính là nguồn năng lượng của toàn bộ vị diện, vũ trụ chi nguyên chẳng phải chính là nguồn năng lượng của toàn bộ vũ trụ. Độ Thiên trưởng ấn. Đúng lúc này, Dạ Tinh Thần và Hà Vô Địch đánh tới chỗ đặc sắc, ùn ùn thi triển võ học, Trường ấn dậm rạp hội tụ trên bầu trời, hình thành hình ảnh cực kỳ đồ sộ. Vốn đang cân nhắc vũ trụ chi nguyên quân thường tiếu nghe vậy, mái tóc vù một cái thoát ly với da đầu, cũng ở trong lòng rít gào, xong rồi, có một loại hố gọi là hố cha, có một loại hố gọi là hố cẩu hôm nay, ở dưới mí mắt cố thiên tinh, dạ tinh thần cùng hà vô địch chơi sò cầu thẳng rồi. Thật ra bắt đầu, quân thường tiếu tính bỏ bọn họ đừng đánh, nhưng bởi vì tán gẫu tới vũ trụ thánh chiến quên mất. Không sai, cố thiên tinh gật đầu nói, hai đệ tử này của ngươi lĩnh ngộ đối với độ thiên trưởng ấn, đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, quả thật hậu sinh. Nói một lát, không nói nữa. Nói một lát, quanh co tới rồi. Bọn họ, sao biết độ thiên trưởng ấn? Quân tông chủ, Cố Thiên Tinh vung tay lên, mang quân thưởng tiếu cong lưng kiễng chân đang muốn chuồn bắt lấy, lạnh lùng nói, tình huống gì vậy? Ặc, à, ồ, được nha. Cố Thiên Tinh túm hắn đến trước mặt, cả giận nói, thì ra bí tịch là ngươi trộm. Thúc, quân thưởng tiếu vội vàng vuốt thẳng đầu lưỡi, nói, ta không trộm. Đệ tử ngươi sao lại biết? Cái này, nhìn thấy hắn do dự, Cố Thiên Tinh giơ hắn lên, hơn nữa nhớ tới bởi vì võ học bị trộm chịu khổ bạo hành gia đình en lần, lửa giận nháy mắt bốc lên đỉnh đầu, rít gào, tiểu tử, ta muốn bóp nát ngươi. Thúc, nghe ta. ầm ầm, ầm ầm. Quân thường tiếu tựa như một chiếc lá tản, từ phía đông va vào phía tây, từ phương bắc lao tới phía nam, cũng chuyển đến tiếng chó kêu a à ồ. Hả? Dạ tinh thần cùng hà vô địch ngừng tay, đều nhìn về phía cố thiên tinh nơi xa đang điên cuồng trà đạp quân thường tiếu, trong lòng không khỏi kính nể, vẫn là tông chủ lợi hại, dám tìm cường giả như vậy luận bàn. Phá án rồi, độ thiên trưởng ấn bị tiểu tử này trộm nói cố thiên tinh đánh quân thường tiếu ít nhất một canh giờ lửa giận vẫn chưa rút đi túm áo lớn tiếng rít gào ai hắn cũng không dễ dàng mà gánh tội nhiều năm như vậy rốt cuộc bắt được hung phạm về phần quân thường tiếu thôi tuy trộm bí tịch không phải ý niệm chủ quan của hắn nhưng trộm chính là trộm chịu trận đòn cũng xứng đáng thúc quân thường tiếu mặt mũi bầm dập nói võ học là từ tông môn truyền thừa xuống lúc này, đánh chết cũng không thể nói là trộm. Ai? Thất huyền thánh tôn. ầm um, ầm um, ầm um, ầm um. Cổ thiên tinh một lần nữa mang quân thường tiếu đè xuống đất đánh loạn một trận, quát, ngươi lừa kẻ ngốc à. Thất huyền thánh tôn là thần thoại vũ trụ, là bất diệt truyền thuyết, điểm ấy hắn cực kỳ tán đồng. Nhưng muốn nói có quan hệ với vạn cổ tông, khẳng định không tin. Bình thường, hà vô địch mới đầu cũng không tin. Nhưng ở dưới tiếp xúc, đặc biệt lĩnh ngộ thất huyền hà quang phá, không thể không tin, dù sao trên đời hiện nay còn có thế lực nào có thể lấy ra bảy tàn quyển nói tóm lại cố thiên tinh chưa gia nhập vạn cổ tông chưa từng xâm nhập tiếp xúc nếu đổi với hà vô địch một lần chắc chắn cũng phải trở thành đứng đầu tổ ba người tưởng tượng cha lúc này cố chiêu tịch từ nơi xa chạy tới nhìn thấy quân tông chủ bị ngược đãi vội vàng hô đừng đánh nữa đừng đánh nữa một tầng ý tư khác là mang hắn đánh cho tàn phế ta làm sao rời khỏi sơn hải giới Cố Thiên Tinh vì duy trì hình tượng phụ thân hòa ái dễ gần, tùy tay mang quân thường tiếu ném xuống đất, khôi phục bộ dáng tiên phong đạo cốt, nói: "Quân tông chủ, phải giải thích rõ ràng cho ta." Ai u, quân thường tiếu rít gào, "Lưng của ta!" Độc giả tỏ vẻ, sao không mang con hàng này đánh chết còn kết thúc? Vợ à, bí tịch là hắn trộm, không quan hệ với ta. Cố Thiên Tinh thề, đây tuyệt đối là thời điểm mình cả đời này biểu hiện kiên cường nhất, loại cảm giác đó quả thực quá sướng. Quân tông chủ, cố mẫu cao mày nói chuyện là thế nào thẩm quân thường tiếu ôm khuôn mặt sưng vù nói đội thiên trưởng ấn chính là võ học vạn cổ tông ta truyền thừa xuống thúc cứ nói ta trộm oan uổng truyền thừa cái rắm cố thiên tinh quát đội thiên trưởng ấn là ta sáng tạo nếu chỉ là võ học cao cấp từ bên ngoài đạt được hắn có thể sẽ đoán có thể bị in thêm mấy phần hay không may mắn thế nào lưu lạc đến vạn cổ tông nhưng loại võ học này chỉ một nhà có tuyệt đối không có chi nhánh đã học khẳng định trộm đứa nhỏ. Cố mẫu nói, chậm rãi nói. Cố thiên tinh thiếu chút nữa hộc máu. Lúc trước bí tịch tìm không thấy, không hỏi nguyên do cho ta mấy bộ combo. Sao đến lượt tiểu tử này, ngược lại có kiên nhẫn như vậy? Chẳng lẽ đó chỉ là một cái lý do để bạo hành gia đình? Thúc, quân thưởng tiếu nói, người đã nói bí tịch này là ngày sáng tạo. Nếu muốn lĩnh ngộ đến mức lô hỏa thuần thanh, ít nhất cần bao nhiêu năm? Ít nhất 100 năm. Bí tịch mất đã bao lâu? Cố thiên tinh lặng lẽ. Vài năm, Cố mẫu giúp hắn nói. Vậy không phải đúng rồi sao? Quân thưởng tiếu nói, một quyển võ học ít nhất trăm năm mới có thể lĩnh ngộ. Đệ tử vạn cổ tông ta đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Xin hỏi mấy năm có thể làm được sao? Không làm được. Cố mẫu cũng là cường giả. Tự nhiên biết độ thiên trưởng ấn phu quân sáng chế khó tu luyện bao nhiêu. Cho dù thiên tư dị thường cường hãn, ít nhất cũng phải lĩnh ngộ mấy chục năm. Mấy chục năm là đối với người khác. Thời không bí cảnh, tìm hiểu một phen. Tên và chiêu thức đều giống nhau, Cố Thiên Tinh cả giận nói, giải thích như thế nào. Thúc vừa rồi cũng nói, thiên tài dự thi vũ trụ thánh chiến hơn trăm vạn hơn ngàn vạn, trong đó tất nhiên có võ giả trùng tên trùng họ, võ học thiên hạ trăm sông đổ về một biển, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, võ học nguyên lý sáng tạo ra giống nhau lại cùng tên cũng bình thường. Quân Thưởng Tiếu nói nghiêm trang, nói rung động đến tâm can. Luận nói nhảm. Hệ thống cảm khái nói, chỉ phục ký chủ. Quân Tông chủ nói có đạo lý. Cố Mẫu tỏ vẻ đồng ý, có đạo lý cái rắm cố thiên tinh nói tất cả đều là đang nói nhảm vẫn là cố đại gia nhìn thấu triệt ngại là giờ phút này vợ không đứng ở bên hắn thậm chí xoay người lấy ánh mắt hồ nghi nói chàng là muốn lấy quân tông chủ làm người chịu tội thay không tuyệt đối không có quân thường tiếu thấy thế nức nở nói ta oan uổng mà đứa nhỏ cố mẫu nói yên tâm đi thẩm sẽ chủ trì công đạo cho ngươi dứt lời véo tai cố thiên tinh nói đi theo ta về phòng một chuyến không phải vợ à tiểu tử này là đầu sỏ trộm bí tịch nàng không chất vấn hắn sao lại trách ta đừng nhìn cố thiên tinh rất trâu bò ở trước mặt lão bà lại rất nhát gan ầm um, ầm um, a a nghe được cố thúc lại bị đánh quân thường tiếu vội vàng ôm mặt chạy ra ngoài cũng ở trong lòng nói nguy hiểm thật nguy hiểm thật tông chủ lúc này trần đức tuấn truyền âm nói vạn cổ hào sửa xong rồi trong lòng quân thường tiếu vui vẻ nhìn về phía cố chiêu tịch đang ở vườn thuốc tưới nước cho thiên tài địa bảo nói huynh đệ có thể đi rồi thật sao cố chiêu tịch vội vàng vứt siêu nước nói chờ ta một chút ta đi một chút sẽ trở lại mẹ ngươi đang đánh cha ngươi đây là một cơ hội tốt nhanh lên ngay đây cố chiêu tịch hướng tĩnh tâm tiểu hồ chạy như điên mười phút sau vạn cổ hào sửa xong bay lên bầu trời phần đuôi phun ra hào quang nháy mắt biến mất ở sơn hải giới hà Hả? Cố mẫu kéo một chân cố thiên tinh từ trong phòng đi ra, nhíu mày nói, đứa nhỏ đó sao không nói gì đã đi rồi. Đi, đi cái rắm Tiểu tử đó, có tật giật mình. Chạy rồi, đợi một chút. Cố thiên tinh đột nhiên nhảy dựng lên, nhìn về phía vườn thuốc trụi lùi, lập tức phát ra giống giận chấn động núi sông, cẩu tặc, dám trộm thiên tài địa bảo của ta. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé quân thưởng tiếu thành công mang theo huynh đệ và đệ muội chuồn đi. Nhưng, thiên tài địa bảo cố thiên tinh vất vả bồi dưỡng mất hết rồi. Rất nhiều người theo bản năng cho rằng, hung thủ nhất định là cầu thẳng, dù sao hắn có tiền án này, hơn nữa vừa rồi bị đánh, tồn tại động cơ gây án. Trên thực tế thì sao? Trộm đi thiên tài địa bảo là cố chiêu tịch. Mấy năm qua, dược liệu phụ thân gieo chồng luôn do hắn đến phụ trách tới cùng bồi dưỡng, dần dần sinh ra cảm tình, lo lắng mẫu thân bạo hành gia đình sẽ lan đến cho nên thu hết vào nhẫn không gian phòng ngày phòng đêm cướp nhà khó phòng về phần quân thường tiếu bị cố thiên tinh ngược đãi ước chừng một canh giờ trừ phi đầu óc bị lửa đá trước khi đi mới dám trộm đồ tiếp cha con sẽ bồi dưỡng chúng nó thật tốt đứng ở trước cửa sổ nhìn về phía sơn hải giới trong tinh không càng lúc càng xa trong mắt cố chưa tịch trào ra nước mắt một kiếp này hắn cảm nhận được thật sâu tình yêu của cha mẹ ly biệt tự nhiên rất thương cảm huynh đệ quân thường tiếu đi tới vỗ vỗ bờ vai hắn nói chim ưng non trung quy phải rời tổ một mình bay lượn trên bầu trời cố chiêu tịch lau đi nước mắt cười tươi nói đa tạ quân tông chủ mang chữ quân xóa đi a à, đừng giả bộ nữa cố trưởng lão sơn hải giới cố thiên tinh từ trong dược liệu bị trộm phục hồi tinh thần lại cả kinh nói con trai sao cũng không thấy nữa đi theo quân tông chủ rồi cố mẫu nói cố thiên tinh cả giận nói giỏi nha trộm thiên tài địa bảo của ta lại bắt cóc con ta tiểu tử này có phải chán sống hay không còn có sao nàng không ngăn cản chứ con ta kiếp trước vốn là trưởng lão vạn cổ tông hôm nay tông chủ người ta tự mình tìm đến vì sao phải ngăn cản chứ đúng cố thiên tinh vỗ ót nói thiếu chút nữa quên mất việc này thật ra chuyện có liên quan kiếp trước của cố chiêu tịch hai người đã biết nói chính xác là con trai chủ động thẳng thắn dù sao luân hồi chi linh đã sớm bại lộ sơn hải giới và thượng giới cách nhau khá xa cho dù có chiến hạm tinh linh giới cũng sẽ hao phí lượng lớn nguồn năng lượng quân tông chủ không ngại xa xôi vạn dặm tự mình chạy tới có thể thấy được rất để ý con trai chúng ta cố mẫu nói đúng rồi cố thiên tinh nhớ tới cái gì nói khó trách con trai tu luyện độ thiên trưởng ấn nhanh như vậy thì ra kiếp trước từng ở vạn cổ tông tìm hiểu nói một lát trầm mặc rồi tiểu tử đó không chỉ có nháy mắt học được độ thiên trưởng ấn còn nháy mắt học được hoa chiếu tâm kinh cùng đại thiên phân ảnh quyết có phải hay không ý nghĩa cẩu tặc, cố thiên tinh ngửa mặt lên trời rít gào, người rút cuộc đã trộm của ta bao nhiêu võ học, vù, đột nhiên giới chủ sơn hải giới bay tới cực nhanh, ầm ầm đáp ở trước mặt vợ chồng cố thị, lấy ra một phong thư, cả giận nói, con trai người mang theo con gái ta lén bỏ trốn rồi, cái gì, cố thiên tinh trợn tròn mắt, hai người đính hôn, cha mẹ không phản đối, có cần thiết lén bỏ trốn sao, thất thần làm chi, giới chủ sơn hải giới hét lớn, mau đuổi theo đi thân gia không cần lo lắng. Cố mẫu nói, cậu oa cùng Lâm Nhi lần này rời khỏi cũng coi như một loại rèn luyện, có lẽ về sau có thể chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Cố thiên tinh chưa phát hiện quân thường tiếu chuồn, là vì toàn bộ hành trình đang bị bạo hành gia đình, cố mẫu thì luôn lưu ý, chưa ngăn cản cũng là hy vọng con trai cùng con dâu có thể ở, trong mưa gió thành lập tình cảm bạch đầu dai lão. Nói trắng ra là, cố mẫu càng thêm hy vọng nhìn thấy hai người cùng nhau rời khỏi, mà không phải ở Sơn Hải giới chờ sau khi thành niên, không có trụ cột cảm tình liền vội vàng thành hôn. Được rồi. Giới Chủ Sơn Hải giới từ bỏ ý định đuổi theo con gái, đã không nhất định phải theo vị hôn phu lén bỏ trốn, vậy tùy ý nó, dù sao cô nương gả ra ngoài như bát nước đổ đi. "Con." Cố Thiên Tinh nhìn về phía bầu trời, nói, "Cho con 10 năm thời gian, 10 năm sau mang con tham gia vũ trụ thánh chiến." "Nghĩ thông rồi." Giới Chủ Sơn Hải giới nói, "Ta tuy không màng danh lợi, không hỏi việc đời." nhưng con trai cần rèn luyện, vũ trụ thánh chiến vừa vặn là một cơ hội. Cố thiên tinh nói, theo ta được biết, giới chủ Sơn Hải giới nói, rất nhiều thiên tài đứng đầu vị diện bậc một điều đã báo danh, muốn tranh đoạt một danh ngạch của thương hải hệ phi thường khó khăn. Đối với người khác mà nói khó khăn, cố thiên tinh nói, đối với con ta mà nói như lấy đồ trong túi. Ha ha, giới chủ Sơn Hải giới cười to nói, người đã có lòng tin như vậy, ta liền chờ 10 năm sau ở khán đài, xem hiền tế kỹ áp quần hùng như thế nào ta chết như thế nào vạn cổ hào cố chiêu tịch co mày ngây thơ vô tả trong ánh mắt bị tang thương thay thế quả nhiên quân thưởng tiếu nói ngươi có một bộ phận ký ức mất đi hắn biết huynh đệ chỉ cần dựa vào luân hồi chi linh đầu thai chuyển thế nhất định sẽ mất đi một bộ phận ký ức quan trọng ví dụ như thượng giới gặp gỡ hoàn toàn không nhớ rõ mình là ai thả lỏng tâm thần quân thưởng tiếu nói ta mang ngươi đi một nơi đối với loại bệnh mất trí nhớ máu chó này hắn có một bộ phương án trị liệu hoàn chỉnh nơi nào đi thì biết ồ cố chưa tịch thả lỏng tâm thần chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên xuất hiện ở trong hoàn cảnh tương tự ngục giam vù vù ánh đèn sáng lên trói mắt cố chưa tịch sau khi thích ứng theo bản năng ngẩng đầu liền thấy ở sau khi cảnh tối om dài tới năm khung hình trên không nhất thời hiện lên vài chữ to thiên nguyên trấn ngục tháp huynh đệ quân thường tiếu vỗ vỗ bờ vai hắn nói kế tiếp ta sẽ tiến hành trị liệu mọi phương vị đối với ngươi, quá trình tuy rất thống khổ, nhưng tuyệt đối có thể trăm phần khiến ngươi tìm về ký ức mất đi. Cố chưa tịch dùng mình. Bốp! Quân thưởng tiếu vỗ tay, nói, nhị nha, lão bằng hữu của ngươi lại tới rồi. Nhị nha! Cố chưa tịch nói thầm, có chút quen thuộc. Không biết vì sao, trái tim đột nhiên tăng tốc, mỗi một sợi tóc gáy đều dựng thẳng lên, bàn chân cùng lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Bắp chân không nghe sai sử run rẩy, cả người cũng sắp đứng không vững, cẩn thận tính toán. Cố chưa tịch đã vào tù lần thứ ba rồi. Hi! Đột nhiên, bên tai chuyển đến thanh âm thanh thúy. Cố chưa tịch cứng ngắc quay đầu, chỉ nhìn một cô bé như thực như ảo đứng ở trước người. Trong tay nàng cầm ngọn nến, bởi vì đặt ở trước cầm, cả khuôn, mặt bị chiếu xạ cực kỳ âm trầm khủng bố. Bên cạnh cô bé còn có hai người đứng, một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ đen, chán phân biệt viết bạch vô thường và hắc vô thường, cái lưỡi đỏ tươi cũng sắp thả chạm đất rồi. Quỷ! Cố Chiêu Tịch lần thứ hai tiến vào Thiên Nguyên Trấn Ngục Tháp tiếp nhận nhị nha trị liệu, bởi vì quá trình viết quá chi tiết, cho nên bị kiểm duyệt, do đó sửa chữa cũng xóa đi trên diện rộng, vì tránh cho tình huống tương tự xuất hiện, phía sau sẽ áp dụng phương thức giản lược đi. Không cần giản lược. Cố Chiêu Tịch rít gào, ta nhớ ra rồi. Ngay tại nháy mắt hắn bị nhị nha treo lên, ký ức phong ấn ở sâu trong linh hồn, như nước lũ vỡ đê điên cuồng trào ra. Ta tên Cố Chiêu Tịch, ta là huynh đệ sinh tử của tông chủ, ta là trưởng lão vạn cổ tông ta vì thương sinh thượng giới đeo bom lao về phía chín chiếc chiến hạm của tinh linh giới lão đệ lão ca quân thường tiếu cùng cố chiêu tịch khóc giống lên nước mắt tèm nhem ôm nhau cảnh tượng đó muốn bao nhiêu thương cảm có bấy nhiêu thương cảm các loại đạo cụ trị liệu chuẩn bị sẵn nhị nha nhìn thấy chủ nhân cùng huynh đệ gặp lại lần nữa nói thật không dễ gì có cảnh quay còn chưa biểu hiện như thế nào đã kết thúc rồi ai triệu đậu đậu cùng đới luật thở dài nói có thể cho câu lời thoại hay không bởi vì sợ hãi đối với nhị nha chôn sâu trong linh hồn bệnh mất trí nhớ của cố chưa tịch lập tức khỏi cảnh huynh đệ sinh tử lần nữa gặp lại làm người ta rơi lệ lão ca cố chưa tịch nghiêm túc nói ta vẫn nguyện ý xả thân thủ nghĩa vì tông môn làm người bom vui không cả đời này lão ca sẽ không để ngươi chết nữa quân thường tiếu vẻ mặt cùng giọng điệu rất nghiêm túc tuy nhất định sẽ bị tiểu xỉ phân tích quá độ Lão ca, cố chiêu tịch nói, ta mang dược liệu của phụ thân cầm hết tới đây rồi, nếu tông môn có cần, ta nguyện ý kính dâng không ràng buộc. Cố thiên tinh nếu nghe được lời con trai nói, khẳng định sẽ yên lặng cởi giày ra. Cố thúc biết không? Không biết, ta vụng trộm lấy đi. Quân thường tiếu ở trong lòng rít gào, xong đời, cố thúc có lẽ cho rằng là ta trộm. Tự tin chút. Hệ thống nói, mang có lẽ xóa đi. Ai? Quân thường tiếu lắc đầu nói, ta ở trong mắt cố thúc, thành một tên trộm chuyên nghiệp rõ đầu rõ đuôi rồi. Lão đệ, những dược liệu này là của nhà ngươi, vạn cổ tông ta không thể lấy. Cẩu thạng cũng rất áy náy, cho nên sẽ không đòi thiên tài địa bảo cố thiên tinh bồi dưỡng, huống chi, có ẩn tu thuật, ẩn khí đan không dùng đến. Lão ca có điều không biết, cố chưa tịch lấy ra một quyển bí tịch, nói, những thiên tài địa bảo này cha ta gieo trồng, có thể luyện chế rất nhiều đan dược thần kỳ. Đâu? Đây là đan dược bách khoa toàn thư cha ta sáng tác, lại là trộm đến đồ của cha ta chính là đồ của ta sao có thể tính là trộm cố chiêu tịch nghiêm túc nhìn hắn quân thường tiếu giơ ngón tay cái nói cố thúc có con trai tốt cố thiên tinh sơn hải giới chuyển đến tiếng rít gào của cố mẫu đan dược bách khoa toàn thư sao không thấy nữa quân thường tiếu ngươi thằng nhãi khốn kiếp này đừng để lão tử bắt được ngươi ầm um, ầm um, a à. hung thủ trộm thiên tài địa bảo không phải quân thường tiếu nhất định khiến một số người nào đó thất vọng rồi nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm ở chỗ từ nay về sau bắt đầu chỉ cần cố thiên tinh thiếu đồ khẳng định do cầu thẳng gánh tiếng xấu là một cao thủ để người khác gánh tiếng xấu hôm nay chính thức trở thành gánh nổi hiệp một thế hệ mới chỉ nghĩ thôi đã thấy rất vui vẻ lão ca ngồi ở trong nhà ăn cố chiêu tịch vừa ăn đồ ăn của liễu uyển thi vừa hỏi chúng ta muốn lữ hành vũ trụ sao không quân thường tiếu buông đũa ánh mắt lạnh lùng nói đi tinh linh giới cảm nhận được luồng sát ý rất mạnh đó, cố chiêu tịch lập tức hiểu, lão ca đây là chuẩn bị làm việc lớn. Nếu không phải bọn hắn đến xâm phạm, huynh đệ cũng sẽ không xả thân thủ nghĩa. Quân thường tiếu cầm lấy đũa, sau đó bẻ gãy, nói, cho nên, vị diện này vô luận mạnh bao nhiêu, ta đều phải khiến nó hoàn toàn biến mất. Nhiệm vụ chủ tuyến tuy là chinh phục vũ trụ thượng tầng, nhưng động lực duy nhất của hắn trước mắt chính là tiêu diệt tinh linh giới, báo thù rửa hận cho tinh vẫn đại lục chịu khổ hủy diện. Vì thế, cho dù không từ thủ đoạn, ta từng nghe ta cha nói, Cố Triều Tịch nói, tinh linh giới là vị diện đứng đầu số lượng không nhiều trong vũ trụ thượng tầng, muốn tiêu diệt nó, chỉ sợ không có hy vọng. Không, Cố Triều Tịch ngưng trọng nói, cần lão ca cung cấp bom uy lực mạnh hơn do ta tự mình đưa vào. Sớm làm tốt chuẩn bị làm người bom, đây mới là huynh đệ. Ta nói rồi, sẽ không để ngươi hy sinh nữa. Ta chết một lần liền mạnh lên một lần, lão ca không cần lo lắng có xứng với cố thúc xứng với cố mẫu không cố chưa tịch trầm mặc huynh đệ quân thường tiếu đứng lên một bàn tay khoác lên trên vai nói người tuy có luân hồi chi linh có thể sống lại vô hạn nhưng có một gia đình tốt đẹp có phụ mẫu yêu thương mình không dễ tìm kiếp này vô luận gặp phải bất cứ khó khăn gì đều phải cố gắng sống sót rất thực tế rất nghiêm túc giống như lại về tới trạng thái sau khi tinh vẫn đại lục hủy diệt rõ rồi cố chưa tịch ánh mắt kiên định nói ta sẽ cố gắng sống không vì mình chỉ vì cha mẹ. Quân thường tiếu vỗ vỗ bờ vai hắn nói đừng quên còn có vị hôn thê. Phốc, Ngụy lão ngồi ở bên cạnh nghe lén phun ra một ngụm trà. Tông chủ nói ra lời này không thể tưởng tượng, nhưng nhắc tới vị hôn thê trên mặt cố chưa tịch hiện ra sự không vui cũng nói lão ca về sau có thể không nhắc tới chỉnh dung quái kia không? ầm, um. vừa mới dứt lời hoa lệ từ bàn ăn bay ra mặt hung hăng va vào trên tường thanh khâu lâm lửa hận ngút trời đi tới sau đó túm áo cẩu oa dơ cao cao cả người giống như bị lửa giận bao phủ nghiến hàm răng trắng nói ta không chỉnh sửa dung mạo đệ muội thật đáng sợ chuồn thôi chuồn thôi quân thường tiếu vội vàng xoay người đứng lại thanh khâu lâm quay đầu nói tìm cái thế giới thích hợp ở lại ta muốn cùng vị hôn phu ẩn cư sơn giã ẩn cái rắm cố chiêu tịch quát ta muốn theo lão ca kiến công lập nghiệp Ẩm, Ẩm thanh khâu lâm bắt lấy hắn dùng sức quật xuống đất cho đến khi đập đầu đầy u cục lúc này mới xách lên nói ngươi lặp lại lần nữa cố chưa tịch nói nam nhi tốt không bao giờ không nói hai lời ầm um, ầm um. quân thường tiếu từ nhà ăn chuồn ra lắc đầu nói đây chỉ sợ là truyền thống tốt đẹp của lão cố gia nhỉ làm chi vậy lúc này hoa mân côi đi tới đang chuẩn bị tiến vào nhà ăn lại bị quân thường tiếu vội vàng ngăn lại nói không có việc gì hình ảnh bạo hành gia đình tuyệt đối không thể để nàng nhìn thấy nhỡ đâu bị lây bệnh mình về sau còn sống như thế nào lão ca cho điếu thuốc góc khoang thuyền cố chưa tịch đầu đầy cục sưng bởi vì mắt nheo thành một sợi chỉ bộ dáng nhìn qua cực kỳ bi thảm ngươi còn nhỏ quân thường tiếu nói không thể hút thuốc ai cố chưa tịch ngồi xổm xuống nói đi ngang qua một cái vị diện mang nữ nhân đó thả xuống đi ta không muốn nhìn thấy cô ta nữa dù chỉ một khắc quân thường tiếu tỏ vẻ đồng tình nhưng khuyên giải vị hôn thê xinh đẹp như vậy lại là con gái giới chủ huynh đệ cần gì mâu thuẫn chứ tình cảm nam nữ là chướng ngại của con đường võ đạo có đạo lý huynh đệ hai người nhìn nhau tràn đầy một cảm giác anh hùng tiếc anh hùng ngụy lão tránh ở nơi xa nghe lén lắc đầu nói hai huynh đệ này hết thuốc chữa rồi không phải hắn vì cái lông gì nghe lén mãi thế ngày hôm sau diễn võ trường vạn cổ tông cao tầng đệ tử tập trung một chỗ đây là hoan nghênh cố trưởng lão vì tông môn xả thân thủ nghĩa lại lần nữa trở về tập trung hết rồi lễ xong quân thường tiếu ngồi ở đại điện mang đan dược bách khoa toàn thư cố chiêu tịch cho lấy ra nói kế tiếp chính là vừa phát triển tông môn vừa tới tinh linh giới hả ánh mắt dừng lại ở một tờ đan dược bên trên ghi lại tên là tốc thành linh đan kinh ngạc nói đây không phải là nhất chuyển tốc thành đan sao quả thực nhìn từ giới thiệu đều có kịch độc đều có công hiệu tăng lên chuyển đan cảnh chẳng lẽ là cố thúc từ trong tay ma vọng tộc đạt được sau đó thu nhận sử dụng quân thường tiếu tiếp tục lật xem càng xem càng chấn động bởi vì bên trong ghi lại rất nhiều công thức đan dược thần kỳ thậm chí còn có công thức đan dược đột phá tầm chân cảnh huynh đệ ngươi mang đến cho lão ca một bảo bối rồi đan dược bách khoa toàn thư ghi lại rất nhiều công thức đan dược cổ quái hơn nữa quý giá cái này đối với quân thường tiếu mà nói không thể nghi ngờ là bảo tàng thật lớn ví dụ như lục vị địa nguyên đan bây giờ xem sau khi dùng có thể cho võ giả thuận lợi từ chuyển đan, cảnh đỉnh phong bước vào tầm chân cảnh, thậm chí không có bất cứ tác dụng phụ nào. Nhưng, đan dược càng thần kỳ, dược liệu càng hiếm có. Cũng may cố chưa tịch không chỉ lấy được đan dược bách khoa toàn thư, còn mang thiên tài địa bảo phụ thân gieo trồng mang hết đến. Phương diện số lượng tuy không nhiều, nhưng mỗi cái đều là bồi dưỡng rất lâu, hoàn toàn có thể tùy thời tùy chỗ dùng cho luyện chế. Trong đan dược đường, tám đường chủ lấy phùng quy trần cầm đầu tập trung một chỗ, biểu cảm trên mặt ai cũng dối rắm táo bón sao vậy quân thường thiếu buông chén trà xuống nói có khó khăn lục vị địa nguyên đan tuy không thể mang đến trợ giúp cho đệ tử hạch tâm nhưng có thể cho ngoại môn đệ tử dùng hôm nay đã có công thức đan dược có dược liệu tự nhiên cần lập tức tiến hành luyện chế như vậy đan dược đường phái huy công dụng rồi hơn nữa còn là tám đường chủ mỗi người đều là cao thủ luyện đan cho nên nói quân thường tiếu chỉ phụ trách phát triển tông môn có việc hay không có thì làm màu gặp vấn đề hoàn toàn có thể giao cho đường khẩu cơ cấu tương ứng tông chủ phùng quy trần ngưng trọng nói công thức đan dược cấp bậc cao không có nắm chắc quá lớn bọn họ và cố thiên tinh hoàn toàn không ở cùng một tầng cấp luyện chế đan dược trên đan dược bách khoa toàn thư hoàn toàn là tân thủ non nớt đây là vấn đề của các ngươi không phải vấn đề của ta nửa năm quân thường tiếu đứng dậy Nghiêm túc nói, phải mang lục vị địa nguyên đan luyện ra cho bổn tọa, nếu không, tất cả đều theo mò tiểu đạo dọn nhà xí. Nhìn theo tông chủ rời khỏi, đám người phùng quy trần cùng đỗ hồng trần, vội vàng vây quanh trước đan dược bách khoa toàn thư, người một lời ta một câu bắt đầu nghiên cứu. Ta thấy có thể như vậy, không được, có phiêu lưu, phải đổi một loại phương thức ổn thỏa, bởi vì quân thường tiếu hạ mệnh lệnh cứng, bởi vì không muốn đi dọn nhà xí, tám đường chủ đoàn kết một lòng đều tự cống hiến điểm mấu chốt cùng phương pháp, không quan tâm có hiệu quả hay không, ít nhất mở rộng cách suy nghĩ. Ngay tại lúc bọn họ thảo luận đang say xưa, viên công tử trong góc đường khẩu hiện lên mỉm cười nơi khóe miệng. Tám đường chủ ngẫu nhiên luyện chút đan dược, còn lại toàn bộ hành trình ăn không ngồi dối rốt cuộc có công việc, khiến trong lòng hắn tràn ngập vui mừng. Vạn cổ hào tựa như một cầu vồng, xuyên qua ở trong vũ trụ mênh mông. Bởi vì là tự động điều khiển, quân thường tiếu càng nhiều thời gian du rú ở tông môn, ngẫu nhiên bồi dưỡng võ đạo đám người lâm nghị cùng diệp phong cố chiêu tịch cũng mang tâm tư đặt ở trên tu luyện hơn nữa cả ngày trầm mê ở trong phòng đáp nạn tháp rèn luyện hoặc các loại bí cảnh đương nhiên càng nhiều vẫn là giữ khoảng cách với thanh khâu lâm để tránh lại bị ức hiếp lúc này cơ sở tốt cố thiên tinh tạo cho cố chiêu tịch liền bày ra cảnh giới cùng tu vi có thể nói tiến bộ thần tốc quân thưởng tiếu hâm mộ thiếu chút nữa trốn vào trong góc ôm mặt khóc có cha tốt đúng là khác hẳn mình tuy không gặp được nhưng chờ có con phải để nó trở thành cường nhị đại danh xứng với thực ha ha hệ thống cười gượng bày tỏ kính ý ầm um, ầm um. trên diễn võ trường hai bóng người đan sen ngang dọc các loại hào quang bắn ra có thể nói huyễn lệ nhiều màu sắc độ thiên trưởng ấn cố chiêu tịch bay lên không trung từ trên cao hướng xuống thi triển võ học ầm ầm tôn mục thành trượt đến địa điểm bên rìa lực lượng chân linh rót vào hai nắm tay mang trưởng ấn ép xuống đánh vỡ hết bịch bịch Cố triêu tịch sau khi rơi xuống đất, cực kỳ chật vật lui về phía sau. Lúc này, Tôn Mục Thành lao tới, thi triển một combo, trực tiếp mang hắn đánh bay ra ngoài, sau đó đứng nghiêm chắp tay, cố trưởng lão, đã nhường rồi. Cố triêu tịch gian nan ổn định thân thể bên ngoài sân, biểu cảm trên mặt cực kỳ đặc sắc. Mới vài năm không gặp, tiểu tử này thực lực mạnh như vậy rồi. May mắn may mắn, chưa ngu ngốc đi khiêu chiến đệ tử hạch tâm, bằng không mình chỉ có thể bị bọn họ ngược đãi thảm hại hơn. Ai? quân thường tiếu lắc đầu. Lão đệ này của ta có thể cho rằng có phụ thân châu bò, lại từ nhỏ tạo cơ sở võ đạo tốt, cho nên vừa trở về tông môn đã dám khiêu chiến tôn mục thành, không thua gì đệ tử hạch tâm. Hừ, cố chiêu tịch vung tay áo nói, đợi ta tu luyện hai ba năm, lại nhất quyết cao thấp, tư chất cùng thiên phú của hắn cực cao. Nhưng Trung Quy chỉ năm sáu tuổi, chỉ cần cho đủ thời gian trưởng thành, về sau treo lên đánh tôn mục thành thậm chí bất cứ đệ tử nào của tông môn hẳn là, không có vấn đề gì lớn đương nhiên thêm cái điều kiện tiên quyết bọn họ tuyệt đối đừng thừa dịp mình đuổi theo bước vào thiên cơ cảnh nói trắng ra là vợ chồng cố thị đối với con trai cẩn thận quan tâm lại từ nhỏ giúp hắn đắp nặn các phương diện thân thể nhưng so với đệ tử vạn cổ tông thật ra không có tranh lệch cách xa lắm huống hồ lại ở vạn cổ giới thiên địa thuộc tính mênh mông có thể tùy ý hấp thu cố chưa tịch đầu thay đầu một cái gia đình tốt đệ tử vạn cổ tông là tập thể bật hách một tháng sau quân thưởng tiếu mới từ đình viện hoa mân côi ở lại đi ra bên tai chuyển đến phùng quy trần la lên đan dược luyện thành rồi ồ nhanh như vậy sao quả nhiên ở dưới mệnh lệnh nghiêm khắc mới có thể để cao hiệu suất làm việc quân thưởng tiếu xuất phát hướng tới đan dược đường mà hoa mân côi thì từ trong phòng đi ra nhìn thấy hoa hồng đầy sân đều đã được tu bổ liền ở trong lòng nói thầm hắn đến đây lúc nào đan dược đường đám người phùng quy trần vươn thẳng lưng ngửa đầu cái mũi cũng sắp hướng lên trời rồi tông chủ dặn dò nửa năm phải luyện ra lục vị địa nguyên đan, kết quả một tháng đã sớm hoàn thành, hai chữ. Kiêu ngạo. Có hiệu quả chưa? Quân thường tiếu cầm một viên thuốc trong suốt lấp lánh hỏi. Tông chủ xin yên tâm. Đỗ Hồng Trần nói, nghiêm khắc dựa theo dược liệu cùng bộ sậu của đan phương luyện chế mà thành, trừ phi. Bản thân đan phương có vấn đề, nếu không tuyệt đối sẽ không ngoài ý muốn. Lâm Nghị. Có đồ nhi. Thử xem hiệu quả. Vâng. Lâm Nghị tiếp nhận đan dược, không chút do dự nuốt vào. Từ khi bái vào Vạn Cổ Tông, trở thành đệ tử dưới chứng Quân Thường Tiếu, thực lực của hắn tăng lên rõ rệt, hôm nay đã bước vào chuyển đan cảnh đỉnh phong, vừa vặn có thể lấy để thử nghiệm hiệu quả đan dược. Vù vù. Lục vị địa nguyên đan vào miệng tan ngay, chờ dược hiệu hoàn toàn phát huy, thiên địa thuộc tính cùng thiên địa áo nghĩa mênh mông hội tụ trong cơ thể, khiến Lâm Nghị vội vàng ngồi xếp bằng dưới đất, vận chuyển hoa chiếu tâm kinh lần lượt luyện hóa. Phùng Quy Trần cùng Đỗ Hồng Trần tuy có lòng tin, nhưng vẫn rất khẩn trương, dù sao không thành công, bản thân liền phải công tác, Mao Tiểu Đạo phải thất nghiệp. Vù, đột nhiên, quanh thân Lâm Nghị bộc phát ra một sóng khí cường thế, xu thế thăng cấp hội tụ ở trên không đan dược phong, thậm chí bày ra lốc xoáy thật lớn. Sắp thăng cấp rồi. Đan phương cố thúc sáng tác quả nhiên có hiệu quả. Mắt Quân Thưởng Tiếu sáng lên, thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng hình ảnh lục vị địa nguyên đan sản xuất lượng lớn đệ tử đời thứ hai nhập môn không bao lâu tất cả bước vào tầm chân cảnh đương nhiên loại đan dược này không những có thể ân trạch đệ tử còn có thể ân trạch toàn bộ vạn cổ giới đến lúc đó đám người tạ thành chủ và ngả gia chủ cũng có thể bước vào tầm chân cảnh đặt ở thượng giới ít nhất tính là chuẩn nhất lưu cao thủ xu thế thăng cấp duy trì một canh giờ chờ sau khi dần dần nội liễm lầm nghị mở mắt ánh mắt lóe ra hào quang cảnh giới cũng từ chuyển đan cảnh bước vào tầm chân cảnh thành công rồi Phùng Quy Trần cùng Đỗ Hồng Trần kích động ôm nhau, gánh nặng dọn nhà xí cũng hoàn toàn buông xuống. Không tệ. Quân thưởng tiếu khen, loại đan dược này, các ngươi cần luyện chế nhiều hơn mới được. À, Phùng Quy Trần gãi gãi đầu, nói, dược liệu không đủ nha. Dược liệu bổn tọa phụ trách tìm kiếm. Quân thưởng tiếu nói, các ngươi chỉ cần ở về sau cam đoan xác suất luyện đan thành công là được. Không thành vấn đề. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio lục vị địa nguyên đan luyện chế thành, đại biểu chỉ cần dược liệu đủ nhiều, hoàn toàn có thể khiến đệ tử kẹt ở đỉnh phong chuyển đan, cảnh nháy mắt đột phá tầm chân cảnh. Muốn nói tiếc nuối, trên đan đạo bách khoa toàn thư không ghi lại công thức tăng lên cấp bậc cao hơn. Nếu có đan dược bước vào thiên cơ cảnh thì tốt rồi. Quân thường tiếu lầm bẩm Đừng không biết đủ. Hệ thống nói, đã rất mạnh rồi. Cũng đúng. Quân thường tiếu trêu ghẹo đan dược bách khoa toàn thư này của cố thúc, ta đoán về sau có thể sẽ từ trong thương thành quét ra, hệ thống trầm mặc kết hợp chiến trường độc lập lúc trước xuất hiện loại tình huống này không phải không có khả năng nói đi nói lại trừ một ít trang bị cùng trí bảo đặc thù quân thường tiếu phàm thương phẩm mua ở thương thành phần lớn đến từ ngàn vạn vị diện đều có thể tìm được chủ mất trộm bây giờ việc cấp bách quân thường tiếu nâng cầm nói vẫn là phải nghĩ cách gieo trồng lượng lớn dược liệu của cố thúc bằng không không bột đố gột nên hồ đinh đệ tử mao tiểu đạo kiên trì không ngừng dọn nhà xí một ngàn ngày hoàn thành nhiệm vụ tông môn, đạt được 1.000 điểm giá trị thanh danh. Đinh. Đệ tử tĩnh chi hiểu kiên trì không ngừng dọn nhà xí 1.000 ngày, hoàn thành nhiệm vụ tông môn, đạt được 1.000 điểm giá trị thanh danh. Đinh. Giá trị thanh danh tông môn, 10.000. Rốt cuộc gom đủ. Quân thường tiếu vội vàng mở ra thương thành hệ thống, hơi do dự, vẫn mang thiên uy bí cảnh trước sau chưa cập nhật mới xóa đi mua lấy. Đinh. Giá trị thanh danh tông môn, không. Đau lòng. Cẩu thẳng ôm ngực, hắn cũng chưa đi xem bí cảnh mới vừa mua mà là tiếp tục dùng giá trị cống hiến cập nhật mới trước mắt mà nói thiên tài địa bảo cố thiên tinh gieo trồng cấp bậc quá cao cho dù đi ngang qua một số vị diện nào đó cũng rất khó tìm được cho nên chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở trên thương thành đinh 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 tần suất cập nhật rất nhanh có thể thấy được toàn bộ hành trình không ra thứ tốt ta không thể để cầu thẳng muốn cái gì nhất định phải cho hắn cái đó bằng không tác giả làm gì còn mặt mũi cho nên dùng hết số lần cập nhật của VIP 5, hắn ngay cả cái lông cũng chưa quét ra. Được rồi, quân thường tiếu tựa vào trên ghế, nói, chỉ có thể chờ tháng sau. Lúc này, hắn mới có tâm tư dùng nhập nhẫn không gian, lấy ra bản thuyết minh sử dụng thiên uy bí cảnh bắt đầu đọc kỹ. Má nó, thứ tốt. Sau khi xem xong, quân thường tiếu từ ghế dựa đứng dậy, ánh mắt lóe ra sự phấn khởi. Căn cứ bản thuyết minh giới thiệu chi tiết, nếu đệ tử thuận lợi thông quan, có thể thưởng vũ khí trí bảo mà trang bị nơi này tồn tại tệ nhất cũng là cấp chữ tiên cấp chữ tiên thuộc loại phân chia cấp bậc của thượng giới đặt ở vị diện cao cấp hơn chưa chắc hiếm lạ nhưng ít nhất cũng coi như không kém huống chi đây còn là bước khởi đầu hướng lên trên nữa có cấp trí chăn không sai chính là trí chí chăn của trí chăn tiên kiếm nếu dùng ánh mắt võ giả thượng giới để xem nhất định phân loại ở cấp bậc thần khí bọn thanh dương nếu mỗi người đạt được một thanh vũ khí trí chăn chẳng phải trâu tới tận trên trời rồi. Ánh mắt quân thưởng tiếu càng thêm nóng rực. Đệ tử hạch tâm phần lớn kẹt ở tầm chân cảnh đỉnh phong, muốn nâng cao một bước, chỉ có thể chờ đợi cơ duyên, cho nên giờ phút này có thể tăng lên chiến lực trình độ lớn nhất, cũng chỉ có dựa vào trang bị mạnh mẽ đắp lên. Ta, nửa bước thiên cơ cảnh. Ta, bộ sáu món trí chăn. Ta, thiên cơ cảnh. Ta, trí chăn 9981 bộ. Quấy dày. Thiên uy bí cảnh tuy không tệ, nhưng khuyết điểm cũng rõ, chỉ cho đệ tử đi vào, tông chủ và cao tầng không cần nghĩ. Vậy thì khốn kiếp rồi. Không sao, chỉ cần ký chủ dũng cảm cập nhật thương thành, sớm hay muộn sẽ quét ra bí cảnh thích hợp mình, thích hợp cao tầng, đến lúc đó trang bị trí chăn trang bị đến tận răng, tới một người giết một người, đến một đôi diệt một đôi. Hệ thống là nhân viên tiếp thị tốt, đáng tiếc đổi lấy là cầu thẳng trợn mắt, nói, thế giới có xa bao nhiêu, ngươi liền cút xa bấy nhiêu cho ta. Thương thành có bí cảnh áp dụng cho tông chủ cùng cao tầng hắn tin, nhưng có thể quét ra hay không hoàn toàn dựa vào vận khí cho nên tất cả tùy duyên mọi sự chớ cưỡng cầu vù vù hậu sơn lại có một lốc xoáy khổng lồ dần dần hiện ra sau đó cùng sinh tử bí cảnh thời không bí cảnh cử thiên bí cảnh dựng thành một hàng tông môn nhà người khác đều là xuất ngoại rèn luyện vạn cổ tông là chân không ra khỏi cửa đã có thể hưởng thụ đãi ngộ tương đương thậm chí thông quan cho kinh nghiệm cho trang bị ngươi nói đệ tử thăng cấp có thể không nhanh sao tông chủ Tô Tiểu Mạt nhếch miệng cười nói, đây lại là món đồ chơi gì? Thiên uy bí cảnh, có công năng gì? Muốn biết, tự mình vào xem. Tô Tiểu Mạt lập tức lùi bước. Loại bí cảnh chưa biết này, dưới tình huống chưa có ai thăm dò, quỷ biết có hố to chờ mình hay không? Ta đi. Dạ tinh thần nói. Cho nên nói, vẫn là dạ đế đủ đàn ông, không thẹn với lão nhị mà chuyện khâm định. Ta cũng đi. Tiêu tội kỷ đi ra. Công cùng thủ có thể sẽ tới muộn, nhưng chưa bao giờ vắng họp đi đi quân thường tiếu ra hiệu để hai đệ tử này đi dò đường cẩu thạng vẫn rất yên tâm bởi vì ở hạ giới đã thường xuyên cùng nhau rèn luyện phương diện ăn ý không phải nói đi dạ tinh thần trước một bước bước vào thiên uy bí cảnh tiêu tội kỷ theo sát sau đó trong bí cảnh rốt cuộc có khảo nghiệm gì quân thường tiếu cũng không rõ cho nên chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện cho hai đệ tử ít nhất có thể toàn thân mà lui đạp đạp thiên uy bí cảnh dạ tinh thần cùng tiêu tội kỳ bỗng dưng xuất hiện nơi này hoàn cảnh rất áp lực phụ cận tràn ngập sương mù đậm đặc giống như hỗn độn mới mở cái gì cũng thấy không rõ rắc rắc đột nhiên có động tĩnh chuyển tới dạ tinh thần và tiêu tội kỳ cảnh giác nhìn qua liền thấy nơi xa chỗ tầm nhìn miễn cưỡng có thể thấy rõ đi ra một võ giả mặc chiến giáp kỳ dị nếu quân thường tiếu ở đây lập tức sẽ ý thức được đây không phải võ sĩ nhật bản sao đặc biệt bên hông treo hai thanh trường đao Vù. Võ sĩ dừng chân, ngồi xếp bằng dưới đất. Dạ tinh thần cùng tiêu tội kỷ không chút lơi lỏng, thậm chí trở nên càng thêm cẩn thận. Người quái dị này tuy không bộc phát khí tức, nhưng đôi mắt sắc bén như chim ưng kia đủ để nói lên thực lực phi phàm. Keng. Võ sĩ lấy ngón tay cái mang hai thanh đao từ vỏ đao lấy ra, sau đó dựng thẳng hai bên trái phải, nói, đây là binh khí của ta, thái diễm, thái quỳ, ai thắng, sẽ là chủ nhân mới của chúng nó. Mắt dạ tinh thần cùng tiêu tội kỳ sáng rực lên, hai thanh đao kích cỡ giống nhau như đúc, đều dài một mét, rộng hai ngón tay, mặt đao bóng loáng như gương, lưỡi đao lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, nhìn qua là biết thần binh lợi khí. Đơn đả độc đấu. Không sai. Ta đến đơn đấu cùng hắn. Dạ tinh thần vừa nói, vừa giơ tay, cái chán hiện lên chữ công, chiến giáp cùng phương thiên họa kích phong cách hoa hạ nồng đậm bỗng dưng xuất hiện. Tiêu tội kỷ vội vàng lui rất xa về phía sau. Đến, chiến. Dạ tinh thần dơ phương thiên họa kích, chỉ hướng tên võ sĩ ngồi ở trên mặt đất kia, người sau chống đao đứng lên, sau đó tay phải giơ đao thẳng, tay trái cầm đao ngược, nói: "Xin chỉ giáo." Vù, ngay lúc này, dạ tinh thần vung phương thiên họa kích, bay lên không trung, lực lượng chân linh mênh mông mang theo khí thế bá giả ầm ầm ép tới. Đinh, đinh. Võ sĩ song đao hợp cùng một chỗ, mang chiến kích thế lớn lực trầm tiếp được, sau đó thuận thế lui về hơn 10 bước, bày ra tư thế ra chiêu quỷ dị, nói: "Nhị đao lưu, quỷ thiết." vù trước mặt dạ tinh thần vết đao chữ thập bỗng dưng xuất hiện chút tài mọn hắn xài bước đan qua vung phương thiên họa kích trực tiếp mang vết đao hiện lên mạnh mẽ phá đi sau đó tạo thế quét ngang đánh tới đinh 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 dưới ống kính hai người từ trái đánh tới phải từ trước đánh tới sau binh khí va chạm sinh ra tia lửa cùng năng lượng mênh mông dung hợp bày ra một màn cực kỳ đồ sộ chỉ thiếu lý thượng thiên tìm góc độ chụp ảnh lưu niệm đinh đinh trong thiên uy bí cảnh, binh khí của dạ tinh thần cùng võ sĩ điên cuồng đối trọi, có thể nói một đường tia chớp mang đốm lửa, tiêu tội kỷ trói mắt cũng sắp không mở ra được. Gã song đao này thực lực không kém. Thế, mà có thể đánh khó phân thắng bại với dạ sư đệ. Nhị đao lưu, lạc vũ, hoành tảo thiên quân. Nhị đao lưu, sát thần trảm, hoành tảo thiên quân. Nhị đao lưu, hoành tảo thiên quân. Nhị đao lưu, hoành tảo. Ý thức được mình thiếu chút nữa bị dẫn vào trong rãnh, võ sĩ vội vàng mang song đao đưa ngang trước người, rít gào, ngươi chỉ biết một chiêu. Hoành tảo thiên quân, vù, dạ tinh thần trước sau như một nhảy vọt tới, chỉ thấy toàn thân phương thiên họa kích lóe ra là hào quang hiệu quả đặc biệt, lực lượng ép tới như có thể xé rách hư không. Đinh, võ sĩ giơ ngang đao ở phía trước, thân đao gặp công kích mãnh liệt, lảo đảo lui về phía sau hơn 10 trượng mới đứng vững thân thể, hai tay bị chấn động mơ hồ phát tê. Dạ tinh thần từ trạng thái ngồi sổm đứng lên, Phương Thiên Họa kích vẫn như cũ bị hiệu quả đặc biệt bao phủ, cả người nhuộm đẫm cực kỳ cường thế, nói, loè loẹt, vô dụng. Quả thực, chiêu thức huyễn lệ nữa, không thể tạo thành thương tổn, chỉ có thể tính là khoa chân múa tay. Cho dù tùy ý lấy ngón tay chọc tới, thực lực đạt đến mức tận cùng, đủ để hủy thiên diệt địa. Dạ tinh thần chính là người như vậy. Nếu có thể nháy mắt giết chết địch thủ, tất nhiên thẳng tắp mà tới. Giống như quân thường tiếu, thi triển võ học đặc biệt còn không biết xấu hổ nhảy múa. Phi, được rồi. Võ sĩ đứng thẳng người, lưỡi song đao dán trên mặt đất, nói, thực lực ngươi không kém, ta sắp nghiêm túc rồi. Vù vù. Trong khoảnh khắc, quanh thân hắn bị hào quang màu đỏ bao phủ, ánh mắt sắc bén như ưng cũng dần dần trở nên đỏ bừng như máu, giống như bị ác ma đến từ địa ngục bám vào người. Mạnh lên rồi. Tiêu tội kỷ ngạc nhiên nói. Si. Dạ tinh thần tuy vẻ mặt khinh thường, nhưng trong lòng vẫn dâng lên cảnh giác. Giác lúc này võ sĩ giơ ngang song đao trước người tạo thành chữ thập đan sen thanh âm lạnh như băng nói vạn giải bát tí tu la ong 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 thái diễm thái quỳ đột ngột run run lên nhanh chóng trào ra năng lượng quỷ dị bao phủ chủ nhân vù vù cuồng phong nổi lên âm trầm đến cực điểm dạ tinh thần nhíu mày theo bản năng lui về hai bước a à, trong năng lượng quỷ dị truyền đến loại tiếng kêu quái dị phát ra dựa hết vào giống đó của võ sĩ sau đó bước ra một bước áo giáp trên thân không biết khi nào rụng ra hiển lộ ra cơ bắp to lớn từ đường chủ nếu ở đây khẳng định cực kỳ khinh rẻ bởi vì khi chiến đấu chỉ nổ quần không nổ áo hoàn mỹ không có linh hồn dạ tinh thần cùng tiêu tội kỳ ánh mắt ngưng trọng bọn họ không để ý áo giáp nổ tung không để ý trên người có hoa văn phác họa để ý là sau lưng người này bỗng dưng có thêm bảy cánh tay màu đỏ tính cả hai cái nắm đao vừa vặn không đúng vừa rồi hô hình như là bát tí ta đã lĩnh ngộ áo nghĩa trí cao, ngưng tụ ra cánh tay thứ 9, các ngươi bất ngờ không? Võ sĩ ngạo nghễ nói, tiêu tội kỳ giết gào, ngươi là ai chúng ta đều không biết, bất ngờ cái lông à? Ta, 6 tuổi tập võ, 18 tuổi lĩnh ngộ nhị đao lưu, 39 tuổi đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. ầm um, võ sĩ đang giới thiệu lịch sử quang huy trước đây của mình, liền bị dạ tinh thần một cước đạp bay đi, nói, ồn ào. Người trẻ tuổi, võ sĩ nhẹ nhàng hạ xuống, mang song đao ném lên giữa không trung, nhách miệng cười nói, ngươi là kình địch đầu tiên cả đời ta gặp, cho nên có tư cách để ta vận dụng. Ong 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 ong. Song đao đảo quanh ở giữa không trung, nhanh chóng phân hóa ra bảy thanh. Bốp, bốp. Võ sĩ lấy chín cánh tay tiếp được đao khí tự nhiên hạ xuống, sau đó đan sen ngang dọc đưa ngang trước người, nói, áo nghĩa đỉnh cao, cửu đao lưu. Nói xong lời ngu ngốc, không khí lập tức xấu hổ. Bởi vì, Tiêu tội kỷ chỉ hướng cánh tay vừa rồi đao rơi xuống chưa tiếp được, do đó cắt bị thương, nói, cần băng bó một chút không? Có băng vải không? Có. Cảm ơn. Võ sĩ mang mấy cánh tay cắt bị thương băng bó đơn giản, cả khuôn mặt nhanh chóng khôi phục phong cách nghiêm túc, nói, hôm nay ta lấy ý chí của ta, đến tranh cao thấp với các hạ. Cửu đao lưu, bát tí đường lang. Bước ra một bước, chín đao bùng nổ hiệu quả đặc biệt, dần dần ở phía sau hắn hội tụ ra hư ảnh một con bọ ngựa cực lớn chín cái chi trước giống như chín thanh đao sắc bén thật lớn tiêu tội kỳ cạn lời rõ ràng chín cái cứ phải hô tám cái giống với tông chủ không biết chữ số bọ ngựa thật lớn vung chín cái chi trước khí tức khủng bố nháy mắt bao phủ bí cảnh ngay cả trong không khí cũng bộc phát khí tức sắc bén mà lại lạnh lẽo võ sĩ bùng nổ áo nghĩa đỉnh cấp mình lĩnh ngộ tuy nhìn qua có chút ngu ngốc nhưng không thể phủ nhận khí thế rất mạnh ta nói rồi ngay lúc này dạ tinh thần bay lên không trung hai tay ấn lên phương thiên họa kích hung hăng ép xuống, nói, loài loẹt, vô dụng. Vù, vù, lực lượng cường đại gào thét, vô tình xé rách không gian. Dạ sư đệ, tiêu tội kỷ nói, nghiêm túc rồi. Đúng vậy, dạ tinh thần nghiêm túc rồi. Vì võ sĩ kỳ quái này, vô luận động thủ hay ra chiêu, luôn loài loẹt, rong dài như vậy, khiến hắn rất bực bội, cho nên phải mau chóng giải quyết. Về phần song đao, xin lỗi, không có lấy một chút hứng thú. Vù, dạ tinh thần từ trên không ép xuống, ở dưới lực lượng bao phủ, giống như hóa thành một con mãnh hổ từ đỉnh núi nhảy xuống, nanh vuốt sắc bén vô tình cào xé về phía bát tí đường lang tạo dáng. Giống, mãnh hổ xuống núi, thế như trẻ tre. Ánh mắt võ sĩ nổi lên ngạc nhiên, bật thốt lên, dừng lại. ầm, um. lực lượng cuồng bạo sôi trào trên mặt đất, hình thành gợn sóng mắt thường có thể thấy được hướng bốn phương tám hướng tỏa đi, không gian càng bị chấn động vặn vẹo cực nhanh. Tiêu tội kỷ vội vàng mang khiên ánh sáng dựng ở trước người, chỉ nghe thấy dư uy điên cuồng tấn công, sinh ra tiếng phành phành phành, trong lòng không khỏi cả kinh nói, dạ sư đệ so với lúc trước càng mạnh hơn rồi. Phải, Hà vô địch nháy mắt diệt boss, không chỉ mang đến đả kích cho dạ đế, cũng kích thích rất mạnh tâm lý muốn mạnh lên, cho nên khoảng thời gian này càng thêm nghiêm khắc bản thân, càng thêm tra tấn bản thân, cảnh giới tuy chưa tăng lên, nhưng chiến lực đã tăng lên. Nam nhân nên ác một chút, năng lượng dao động như nước lũ dần dần biến mất tiêu tội kỷ thu hồi khiên ánh sáng vội vàng nhìn về phía khu vực giao chiến chỉ thấy dạ tinh thần đứng ngạo nghễ chiến kích dựng thẳng trước người như một vị bất bại chiến thần về phần con bọ ngựa to lớn huyễn hóa ra kia đã hoàn toàn tan thành hư vô ngay cả võ sĩ cũng tạo thế nửa quỳ xuống hai thanh thái đao tùy ý phân tán dưới đất thân đao ảm đạm không ánh sáng như mất đi linh hồn thắng bại đã định tiêu tội kỷ nói quệ võ sĩ phun ra một ngụ máu sau đó gian nan ngồi xếp bằng dưới đất, đầu nhẹ nhàng cúi xuống, nói, ngươi, thắng rồi. Vù, vù, dạ tinh thần vung tay, hai thanh thái đao cả vỏ đao trên người đối phương bay hết ra, cũng rơi ở trước mặt tiêu tội kỷ, người sau lập tức hiểu ra, vội vàng thu vào nhẫn không gian. Võ sĩ ngẩng đầu, nói, ta chính là liễu sinh thập binh vệ, về sau nếu có cơ hội, hy vọng còn có thể chiến một trận nữa với các hạ. Dứt lời, hóa thành mây khói tiêu tán. Đinh! Bởi người khiêu chiến chưa thể ở thời gian quy định chiến thắng Liễu Sinh thập binh vệ, sẽ bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Vù vù, Dạ Tinh Thần và Tiêu Tội Kỳ bỗng dưng biến mất, chờ phục hồi tinh thần, đã đứng ở ngoài thiên uy bí cảnh. Thế nào? Quân Thưởng Tiếu chờ đã lâu vội vàng hỏi, có thu hoạch gì? Tiêu Tội Kỳ lấy ra hai thanh thái đao, nói, chỉ đạt được song đao của một võ giả quái dị, gọi là Cái gì thai ấy? Quân Thưởng Tiếu tiếp nhận, kinh ngạc nói, đồng doanh đao. Keng rút đao ra. Hệ thống rít gào, không phải, đệ tử ở bí cảnh đạt được vũ khí, hắn thân là đứng đầu một tông sao có thể sử dụng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Thiên uy bí cảnh chỉ có đệ tử tiến vào, lẽ ra đạt được trang bị cũng nên chỉ có đệ tử sử dụng mới đúng. Kết quả, cầu thẳng thế mà dễ dàng rút ra thái đao. Đúng rồi, quân thường tiếu ngạc nhiên nói, không trói buộc sao. Dứt lời, lại từ trong tay tiêu tội kỳ tiếp nhận một thanh thái đao khác, cũng dễ dàng rút ra, hoàn toàn không có bất cứ trở ngại gì. Liễu trưởng lão, quân thường tiếu nhét đao lại ném qua, nói, ngươi tới thử xem. Được, liễu tư nam đón lấy thái đao, keng một tiếng rút ra khỏi vỏ, nhìn lưỡi đao sắc bén, khen, đao tốt, hệ thống hết chỗ nói rồi. Tông chủ và trưởng lão đều có thể dùng, cái này nói lên, thiên uy bí cảnh tuy có hạn chế, nhưng trang bị có thể dùng chung. Ta đến xem, lúc này phạm giã tử đi tới từ trong tay liễu tư nam tiếp nhận thái đao sau khi tỉ mỉ nghiên cứu kinh ngạc nói ít nhất là cấp chữ tiên quân thường tiếu không ngoài ý muốn thậm chí có chút mất mát nho nhỏ trên giới thiệu nói chỉ cần ở trong bí cảnh đạt được trang bị ít nhất là cấp chữ tiên đáng tiếc cho không phải cấp trí chăn hắn có thể giữ bình tĩnh đám người liễu tư nam ngẩn ra cấp chữ tiên ở thượng giới thuộc loại thần binh lợi khí người nắm giữ cũng đều là đại nhân vật có uy tín danh dự hôm nay hai đệ tử tiến vào bí cảnh một chuyến tùy tay mang ra hai thanh điều này có chút khoa trương đáng tiếc tiêu tội kỷ nói khiêu chiến thất bại thất bại quân thường tiếu kinh ngạc nói vậy sao còn cho vũ khí tiêu tội kỷ lập tức mang chuyện dạ tinh thần chiến liễu sinh thập binh vệ lần lượt nói ra khó trách là đông doanh đao sau khi hiểu biết nguyên do quân thường tiếu tỉnh ngộ nói thì ra người sử dụng là một người đông doanh đợi chút thiên uy bí cảnh sao có thể có người đông doanh phải biết rằng đây không phải hệ ngân hà lại càng không phải địa cầu quản nhiều như vậy làm gì hệ thống nói đã đưa trang bị cấp chữ tiên để đệ tử đi khiêu chiến nhiều hơn là được cũng đúng quân thưởng tiếu thu hồi suy nghĩ miên man nói có lẽ đánh bại tên kia cần ở thời gian chỉ định tinh thần tuy cuối cùng chiến thắng nhưng bởi vì quá thời hạn cho nên bị nhận định thất bại hư dạ tinh thần hừ lạnh một tiếng nói lần sau đi vào phải tiêu diệt gọn gàng dứt khoát tuyệt không thể chậm trễ thời gian. Hắn không cho rằng trong bí cảnh chỉ có một tên liễu sinh thập binh vệ, hẳn là còn có cường giả khác, trang bị cho hay không cho không sao cả, ít nhất là nơi rèn luyện rất tốt. Vô địch, quân thưởng tiếu nói, ngươi đi vào sông pha chút. Vâng, hà vô địch đi tới, trong lòng rít gào, đều trách ta lần trước quá phô trương, mới bị tông chủ coi trọng như vậy. Vù, hoa vào vòng xoáy, đặt mình trong bí cảnh. Rắc rắc, đột nhiên, có tiếng vang chuyển đến, Hà vô địch xoay người nhìn, liền thấy một võ giả quỷ dị đi vào. Ai? Liễu sinh thập binh vệ. Gã này đã lại xuất hiện, nói rõ vừa rồi cũng chưa bị tiêu diệt, mà là sau khi thất bại biến mất, chờ đợi một người khiêu chiến khác đến. Như vậy, hẳn là tính ảo ảnh bí cảnh tự động sinh thành đi. Bốp! Liễu sinh thập binh vệ ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó dùng ngón tay cái búng vỏ đao. Kết quả? Búng một cái tịch mịch. Hả? Hắn cúi đầu, phát hiện bên hông rỗng tuếch, mờ mịt nói, đao của ta đâu? khóe miệng Hà Vô Địch run rẩy. Tuy lần đầu tiên nhìn thấy người này, nhưng từ trong tiêu tội kỷ vừa rồi giảng giải đại khái đoán ra, đây chính là võ sĩ Dạ Sư huynh chiến thắng, về phần đao, tự nhiên chính là hai thanh kia Tiêu Sư huynh lấy ra. "Thôi, thôi." Liễu Sinh thập binh vệ đứng lên, nói, "Không có đao, ta vẫn có thể chiến." Đến Cầu Chỉ giáo. "Ừm." Uhm. Vừa dứt lời, Hà Vô Địch bước dài một cái lao tới, nắm tay phải thẳng tắp đánh lên bụng gã, lực lượng cường đại bùng nổ trực tiếp ở sau lưng dâng lên gợn sóng năng lượng mắt thường có thể thấy được. Uệ, liễu sinh thập binh vệ phun ra một ngụm máu, trong mắt lồi ra, miệng há hốc, dưới pha quay chậm hai chân rời mặt đất, khom lưng bay vút đi, sau đó hóa thành làn khói. K.O. Đinh. Chúc mừng người khiêu chiến ở thời gian quy định chiến thắng liễu sinh thập binh vệ. Đinh. Bởi người khiêu chiến nháy mắt hạ gục anh Linh, đạt được đánh giá hoàn mỹ, hiệp tiếp theo sẽ trực tiếp khiêu chiến một anh Linh cấp S. Vù cảnh tượng trước mắt đột ngột thay đổi, Hà Vô Địch đặt mình ở chỗ tương tự đại điện. Chính phía trước, có một bức tường, trên tường vẽ đồ án hình người trông rất sống động, số lượng nhiều có thể nói là rậm rạp, hơn nữa ngu bàn tay đều khắc ký hiệu S, có ý tứ gì? Hà Vô Địch hoàn toàn xem không hiểu. Nếu đổi là quân thường tiếu, kết hợp S này, cùng với vừa rồi A trên mu bàn tay liễu sinh thập binh vệ, khẳng định sẽ lập tức hiểu. Đây là một loại đánh số phân chia thực lực thường gặp trong trò chơi. Vạn cổ tối cường tông vạn cổ tối cường tông. Tay rút ra 10 ngay cả chỉ cần 998, cấp S đệ tử hạch tâm mang về ra, liên tục đổ bộ bảy thiên, cũng có 3 S cộng, tông chủ miễn phí lĩnh, còn không chạy nhanh cầm lấy di động hạ tái. Vù, vù, lúc này, trên thân tưởng như bị năng lượng nào đó kích phát, bức tranh lấy đường nét phác họa lóe ra hào quang lấp lánh, giống như trở nên có máu có thịt. Mời người khiêu chiến lựa chọn đối thủ. Thanh âm hùng hậu vang lên ở bên tai. hà vô địch đã hiểu đây là muốn cho mình ở trên tranh tường chọn lựa một đối thủ. Chọn ai tốt đây? Hào vô địch bắt đầu tỉ mỉ xem. Làm một gã thánh tùy tiện, nếu chiến đấu không thể tránh né, khẳng định muốn chọn yếu nhất, ít nhất có thể bảo tồn thực lực. Hắn đi. Hào vô địch chọn xong một mục tiêu. Vù. Dứt lời, bức họa bị lựa chọn hóa thành hào quang bay ra. Cùng lúc đó, cảnh tượng trước mắt từ đại điện u ám biến thành lâm viên đầy trời phiêu đãng hoa đào. Hào vô địch trở nên cảnh giác, bởi vì dưới cây đào to nhất phía trước, một người khôi ngô ngồi tựa lưng đang xem thẻ tre trên đầu hắn đội mũ màu đồng cỏ bên cạnh đặt một cái hộp gỗ vừa dài vừa rộng bên trong hẳn là đặt binh khí gì đi người tới là ai hãy xưng tên ra thanh âm hùng hậu uy nghiêm khí chàng phi thường cường đại quan môn đệ tử vạn cổ tông hà vô địch hà vô địch chắp tay nói các hạ là ai vù người khôi ngô mang thẻ tre đặt nhẹ bên cạnh sau đó chậm rãi xoay người tiếng vang như chuông nói hán thọ đình hầu quan vân trường mắt phượng, lông mày như con tằm nằm ngang. Mặt đỏ như gấc, môi như thoa son. Không sai. Chính là quan nhị gia. Hà vô địch trợn tròn mắt. Tên khí thế mênh mông, dáng người khôi ngô này chênh lệch với lão hán trên bức tranh mình chọn tròm dâu thật dài. Tựa như say rượu cũng quá lớn rồi nhỉ. Sớm biết đã chọn lão già lùn bên cạnh rồi. Vù. Quan vân trưởng nâng tay, hòm gỗ trên mặt đất bay lên, bước tới, nói, người ta chiến một trận, Hà Vô Địch tuy rất buồn bực chọn một kẻ có chút mạnh mẽ, nhưng đã vượt ải, cũng chỉ có thể chiến đấu, vì thế chắp tay nói, "Mời." Ầm. Um. Quan Vân Trường đặt một bàn tay trên hòm gỗ. Tấm ván gỗ đậy nắp nhất thời bay ra cũng từ bên người Hà Vô Địch bay đi, năng lượng cuồn cuộn thổi rối loạn mái tóc của hắn. "Cao thủ." Hà Vô Địch nhíu mày, đã rất lâu chưa động thủ rồi. Quan Vân Trường lạnh nhạt thỏ tay vào dương gỗ đã mở, nói, "Hy vọng đừng làm quan mỗ thất vọng." Vù chộp một cái bắt một cái tịch mịch vù chộp lần hai lại bắt một cái tịch mịch quan nhị gia quay đầu nhìn phát hiện thùng gỗ rỗng tuếch ngạc nhiên nói đao của ta đâu hai thanh đao này tuy tốt nhưng nhìn từ chất liệu tựa như so ra kém thanh long yển nguyệt đao của nhị gia ngoài bí cảnh quân thường tiếu mang thanh long yển nguyệt đao thần cải tạo gọi ra đang đối chiếu với thái diễm thái quỳ của liễu sinh thập binh vệ không tệ phạm giã tử đồng ý nói trên chất liệu cùng chế tác có khác biệt rất lớn chỉ tiếc. Quân thưởng tiếu nói, mua quá sớm, cấp bậc theo không kịp. Tuy trong khoảng thời gian này, hắn ngẫu nhiên sẽ gọi ra thanh long yển nguyệt đao chém người, nhưng phần lớn ỷ lại thực lực của mình, về vũ khí mà nói, đã thuộc loại sản phẩm đào thải. Không có cách nào cả. Trang bị ra sân giai đoạn trước khẳng định không so được với trang bị hậu kỳ, đây là định luật không thể xê dịch, trừ phi giống nan thu chi đao có thể không ngừng thăng cấp. Ký chủ lúc mua chỉ chương 157, bây giờ cũng hơn 1.700 chương rồi, có thể sử dụng đến bây giờ đã không tệ rồi. Hệ thống nói, đúng vậy, năm đó nếu không phải dựa vào vũ khí thần cải tạo này, lại nào có thể chiến thắng tần hạo nhiên, bây giờ nghĩ đến, tràn đầy hồi ức, tràn đầy cảm xúc. Thanh long yển nguyệt đao thần cải tạo là theo không kịp bước chân thời đại, nhưng không thể phủ nhận, giai đoạn trước giúp cầu thẳng hóa giải không ít phiền toái, cũng coi như kẻ chứng kiến hắn một đường mạnh lên, một đường đi tới. Nếu có khả năng, quân thường tiếu nói, ta hy vọng có thể thăng cấp thanh đao này, để võ thánh chi hồn hoa hạ đứng ngạo nghễ đỉnh núi. Cẩu Thặng là người nhớ tình cũ, hắn hy vọng vũ khí trang bị cho dù đã đào thải, cũng có cơ hội tỏa sáng mùa xuân thứ hai, đi theo mình nam chinh bắc chiến, ngạo thị hoàn vũ. Tắm xong đi ngủ đi. Hệ thống nói, cảm ơn. Quân thưởng tiếu nói, ngươi cái tên mồm thúi nói ngược này. Đao của ta đâu? Trong bí cảnh, quan nhị ra hai lần chộp vào không khí, lông mày như con tằm nằm nhíu lại, dưới tức giận thêm vào, cả khuôn mặt tỏ ra càng đỏ hơn làm võ thánh uy trấn hoa hạ đầu tiên khiến người đời nhớ tới không phải mũ mà là cây thanh long yển nguyệt đao theo hắn nam trinh bắc chiến này rượu nóng chảm hoa hùng qua năm ải chém sáu tướng cái này đều không tách rời thanh long yển nguyệt đao hệ thống rít gào độc giả đọc truyện ngu ngốc đọc đến nơi đây ai còn mẹ nó còn tích cực với ngươi chứ đừng quá coi trọng bản thân hà vô địch hết chỗ nói rồi lúc trước tên võ sĩ quỷ dị kia hỏi đao đâu sao người này cũng hỏi đao đâu thôi thôi quan nhị gia nói không có vũ khí tiện tay quan mỗ cũng vô tâm ham chiến ngươi trở về đi nói xong xoay người rời khỏi tựa như bởi vì mất đi thanh long yển nguyệt đao bóng lưng hắn tỏ ra hơi tang thương hoang vắng mã vĩnh ninh nếu ở đây khẳng định có thể lý giải thống khổ của nhị gia bởi vì đao khách chân chính chính là đao còn người còn đao mất người mất nhận thua rồi trong lòng hà vô địch vui vẻ chỉ cần có thể tận khả năng tránh chiến đấu tận khả năng tránh tiêu hao không thể nghi ngờ là vô cùng tốt hả ngay lúc này, Hà Vô Địch phát hiện trong dương gỗ rỗng lưu lại đột nhiên lóe ra ánh sáng mở nhạt, cũng dần dần ngưng tụ ra một viên thủy tinh lấp lánh, vì thế vội vàng đi qua, nói, đây là thưởng qua ải sao. Không quan tâm. Trước thu vào nhẫn nói sau. Vù. Hà Vô Địch bên này vừa mang thủy tinh to bằng bàn tay thu đi, trong bí cảnh truyền đến thanh âm, bởi anh Linh cấp S vô tâm chiến đấu, phán định người khiêu chiến thất bại, sẽ bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Vù. Hà vô địch còn chưa hoàn hồn, người đã xuất hiện ngoài thiên uy bí cảnh. Không phải chứ, tên kia không muốn chiến đấu tự mình chạy, sao cuối cùng mang thất bại tính đến trên đầu ta? Tình huống gì vậy? Quân Thường Tiếu do hỏi. À, hà vô địch mang tình huống gặp được nói ra, hơn nữa trọng điểm nói người cổ quái vô tâm ham chiến kia. Quân Thường Tiếu nghe xong, lâm vào trầm ngâm. Người nọ đội nón xanh, lông mày như con tằm, mắt xếch, khuôn mặt táo đỏ, nhìn qua uy vũ bất phàm nghe như thế nào giống như thế đó đang hình dung quan nhị ra. Bốp, cầu thẳng ấn lên nút hiệu quả đặc biệt của thanh long yển nguyệt đao, võ thánh chi hồn nhất thời xuất hiện phía sau, nói, là hắn sao? Đúng đúng, hà vô địch nói, chính là hắn. Võ thánh chi hồn tuy nhìn qua nửa thực nửa giả, nhưng vô luận dung mạo, và cử chỉ đều giống quan nhị ra trong thiên uy bí cảnh như đúc, chỉ cần mắt không mù, tự nhiên lập tức nhận ra. Quân thường tiếu triệt tiêu hiệu quả đặc biệt, nói, sau đó thế nào? đao hắn mất rồi liền tự rời khỏi đao mất rồi quân thường tiếu ngạc nhiên nhìn về phía thanh long yển nguyệt đao thần cải tạo ở trong lòng nói thầm chẳng lẽ thanh long yển nguyệt đao thần cải tạo này đến từ quan nhị gia của bí cảnh hệ thống nói không khéo như vậy chứ ồ đúng rồi hà vô địch mang thủy tinh lấp lánh lấy ra nói đây là thứ đệ tử đạt được như một loại khoáng thạch đặc thù quân thường tiếu nhìn sau đó hiện lên vẻ mặt mừng như điên viên thủy tinh lấp lánh trước mắt nhìn từ hình thái cùng quý cách thế mà cực kỳ tương tự với thăng cấp hồn thạch cải tạo của nan thu chi đao chẳng lẽ không có khả năng hệ thống kịp thời dội nước lạnh vẫn có khác biệt quả thực nói từ ý nghĩa nghiêm khắc nhìn từ một số góc cạnh thậm chí màu sắc nào đó là có khác biệt rất lớn hơn nữa bên trong in đồ án một con thanh long loại nhỏ đây là thứ hồn thạch cải tạo không có chờ chút đồ án thanh long quân thưởng tiếu vội vàng nhìn về phía thanh long khắc ở mặt đao thanh long yển nguyệt đao trải qua đối chiếu nghiêm túc ra kết luận là hai thứ giống nhau như đúc chẳng lẽ hắn vui vẻ nói thứ này là dùng để thăng cấp thanh long yển nguyệt đao càng không có khả năng không khéo như vậy đinh thừa dịp lúc hệ thống phát công quân thường tiếu cầm lấy thủy tinh ấn ở trên mặt đao của thanh long yển nguyệt đao thứ trước nháy mắt hóa thành hào quang màu xanh lục dung nhập trong đó hai bên như sinh ra phản ứng hóa học mãnh liệt quả nhiên để ta đoán đúng rồi vù Đúng lúc này, thanh long yển nguyệt đao rời tay bay ra, treo ở trên không vạn cổ giới, quanh thân bị hào quang lấp lánh bao phủ, dần dần hội tụ ra một con thanh long thật lớn, tạo dáng xoay quanh đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Giống, tiếng rồng gầm vang vọng thiên địa, vù vù. Thành chỉ chỗ long tộc, cao tầng lấy long ngạo thiên cầm đầu ùn ùn bay ra, nhìn về phía con cự long màu xanh rít gào kia trên bầu trời, ánh mắt đều hiện lên sự kinh ngạc. Long khí thật cường đại, nhưng mà, lại có khác biệt với long tộc ta, đây rốt cuộc là lực lượng gì vậy? Long tộc thậm chí toàn bộ sinh linh vạn cổ giới đều vẻ mặt mê mang, chỉ có quân thường tiếu sau khi cảm nhận được khí tức mênh mông cuồn cuộn kia, khóe miệng dần dần hiện lên mỉm cười, sau đó đưa tay dán ở trước ngực, ngạo nghễ nói, đây là lực lượng đến từ đông phương. Vù, vù, thanh long rít gào, khí thế hoành tráng, duy trì ước chừng một lát, thanh long yển nguyệt đao từ trong lực lượng đông phương thần bí bay ra, ầm một tiếng cắm ở trước người quân thường tiếu, đồ án thanh long khắc ở mặt đao lóe sáng như trở nên sống động như thật cái này đám người hà vô địch cùng lý thanh dương vẻ mặt ngây dại vù quân thường tiếu cầm thanh long yển nguyệt đao bước lên đồ án mặt đao hào quang nóng rực một con thanh long như thực như ảo nháy mắt quấn quanh toàn thân quát to phi long tại thiên giống ánh đao và thanh long lao vút lên trời hiệu quả đặc biệt cao khí chẳng mạnh chấn động đám người hà vô địch liên tiếp lui về phía sau cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía bầu trời nhìn về phía hư không bị dần dần xé rách hai nửa kia. Tông chủ. Bật. Đại chiêu rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bầu trời bị xé rách, có thể nói siêu rung động. Phải biết, đây là hiên viên giới từng bậc một, bức tường không gian con mẹ nó mạnh, thế mà bị dễ dàng chém rách. Đủ để nói lên thanh long yển nguyệt đao dung hợp với thủy tinh, đã được thăng cấp mọi phương vị. Vù. Quân thường tiếu tiêu sái hạ xuống, đao chống xuống đất, một lực lượng thần bí đến từ đông phương nháy mắt nhộn nhạo ra. Đám người Lý Thanh Dương dâng lên sự kính ngưỡng. Một khắc đó, bóng lưng Quân Thưởng Tiếu vô cùng vĩ ngạn, vô cùng cường thế, thiếu chút nữa làm bọn họ nhịn không được hô to như vỡ giọng. "Tông chủ, Châu Bò." "Đương nhiên, đau lòng nhất là hệ thống." Không chỉ có thành công nói gở bị ngược lại, còn bị hung hăng vào mặt. "Cảm ơn." Quân Thưởng Tiếu thu đao, vô cùng cảm kích nói. "Hệ thống rít gào, ta lúc trước không nên nhiều lời." "Phốc." Lúc này Quân thường tiếu nhìn qua uy vũ bất phàm nháy mắt như vũng bùn gục ở trên mặt đất, miệng không ngừng phun ra bọt mép, như phát tác động kinh. Viên thủy tinh lấp lánh kia thật là đạo cụ dùng để thăng cấp thanh long yển nguyệt đao, cho nên sau khi thành công dung hợp, khiến vũ khí được tăng lên trên diện rộng, thậm chí ngay cả hiệu quả đặc biệt cũng theo đó tăng mạnh. Nhớ năm đó, cầu thẳng lần đầu sử dụng võ thánh chi hồn, tuy cường thế chiến thắng tần hạo nhiên, nhưng hậu quả là toàn thân hư thoát, rời khỏi chính khí môn cũng là bị đệ tử nâng đi. Không sai, thanh long yển nguyệt đao thần cải tạo bản thăng cấp cũng kế thừa truyền thống quang vinh làm màu xong lập tức hư thoát quân thường tiếu mềm nhũn dưới đất nói cảm giác lâu rồi không có tông chủ ngươi không sao chứ đỡ bổn tọa dậy đưa ta về phòng lý thanh dương cùng tiêu tội kỷ vội vàng đỡ quân thường tiếu lên nhưng lúc gần đi vẫn không quên dặn dò Cáp. các các ngươi tiếp tục xông dạ tinh thần và tiêu tội kỷ đi vào cho hai thanh thái đao hà vô địch đi vào cho một viên thủy tinh thăng cấp vũ khí thần cải tạo thiên uy bí cảnh này quả nhiên là bảo tàng lớn. Vâng, các đệ tử tuân lệnh. Sau khi nhìn theo tông chủ rời khỏi, tô tiểu mặt bẻ tay nói, ta đi vào. Đám người dạ tinh thần tường an vô sự đi ra, điều này làm hắn không còn lo lắng bên trong tồn tại hố to nữa. Đương nhiên, cần cẩn thận. Tô tiểu mặt nhìn về phía hà vô địch, nói, sư, đệ, có chỗ nào phải chú ý không? Có. Hà vô địch ngưng trọng nói, nếu sư huynh tiến vào một đại điện, lại phải đi chọn đối thủ, ta đề nghị chọn kẻ yếu nhất, ví dụ như, hắn hơi tạm dừng, nói, lão già lùn cầm cung, lão già lùn cầm cung, tô tiểu mặt ghi tạc trong lòng, sau đó sửa sang lại một chút giáo phục, hướng về phía đồng môn vất vất tay, tiêu sái bước vào bí cảnh, rắc rắc, trong hoàn cảnh sương mù dày đặc lượn lờ, liễu sinh thập binh vệ ra sân lần nữa, bởi vậy có thể thấy được, người này hẳn là kẻ trông cửa trong rất nhiều anh linh của thiên uy bí cảnh, chỉ cần đệ tử vào đều có thể gặp được, quy củ cũ. Liễu Sinh thập binh vệ trước khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, ý đồ lấy ngón tay búng song đao, phát hiện bên hông cái gì cũng không có, ngạc nhiên nói, "Đao ta đâu?" Ầm. Um. Vừa dứt lời, Tô Tiểu Mạt lấy một cú đá nghiêng thật đẹp, trực tiếp mang đối phương đá vô tung vô ảnh, nói, "Cảm giác thật yếu." Đinh. Chúc mừng người khiêu chiến ở thời gian quy định chiến thắng Liễu Sinh thập binh vệ. Đinh. Bởi người khiêu chiến nháy mắt hạ gục Anh Linh, đạt được đánh giá hoàn mỹ, hiệp tiếp theo sẽ trực tiếp khiêu chiến một Anh Linh cấp S cảnh tượng trước mắt biến hóa đặt mình trong đại điện đại điện nơi hà sư đệ vừa rồi nói ông ông khi một bức tường biến thành hình ảnh trông rất sống động tô tiểu mạt nhất thời hiểu có ý tứ gì rồi ta chọn ánh mắt nhìn chằm chằm từng anh linh cuối cùng tập trung ở trên lão già lùn cầm cung kết hợp sư đệ lúc trước nhắc nhở không chút do dự nói lão vù cảnh tượng trước mắt đột ngột biến hóa hà vô địch xuất hiện ở một đỉnh núi vách đá bên cạnh khắc ba chứa định quân sơn vù vù một luồng sát khí lạnh lẽo chỉ có ở trong hai quân đối trọi mới sẽ xuất hiện tràn ngập đến khiến tô tiểu mặt nháy mắt nghiêm túc hẳn lên Soàn xoạt tiếng mài đao chuyển đến tô tiểu mặt ngẩng đầu liền thấy trên tảng đá lớn phía trước một lão già cao tuổi mặc chiến giáp đang mài đại đao dì sắt bên cạnh còn đặt một cây cung cùng túi tên là lão người ta chọn so với các anh linh oai hùng bất phàm kia trên bức tranh người này quả thực quá già rồi mình chiến đấu với lão, tựa như có chút không tử tế. Tiểu tử. Lão già dừng lại, lấy ngón tay búng mặt đao, nói, từng nghe nói bảo đao chưa già hay không. Thanh âm cùng ánh mắt phát ra tăng thương, lại có một loại sức uy hiếp khó có thể nói thành lời. Điều này làm tô tiểu mặt dâng lên sự kính trọng, chắp tay nói, tiền bối, mời. Keng. Lão giả thu đao vào vỏ đao, cố sức cầm cung, đeo túi tên, từ tảng đá nhảy xuống, thiếu chút nữa đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Trong lòng Tô Tiểu Mạt càng thêm hổ thẹn. Mình đang tuổi trắng niên, lại tìm lão nhân chiến đấu, có xứng với tông chủ liên tục cường điệu thiết cốt bong bong không? Sớm biết đã chọn người trẻ tuổi tay cầm trường thương, nhìn như gan góc phi thường. Hổ thẹn thì hổ thẹn. Nhưng mình dù sao đang khiêu chiến bí cảnh. Vù, Tô Tiểu Mạt vận khí, lực lượng chân linh tràn ngập, nói, đắc tội rồi. Vù, hai chân sải bước, tốc độ khai hỏa toàn bộ. Nhưng khi hắn vừa mới chuẩn bị lao tới, lão giả mặc giáp lấy tốc độ cực nhanh lấy tên, cài tên, kéo cung, toàn bộ quá trình có thể nói liền mạch lưu loát, mây trôi nước chảy. Má, tô tiểu mặt trợn tròn mắt, vừa rồi còn giả không làm gì được, sao đột nhiên thân thủ thoan thoát rồi. Người trẻ tuổi, lão giả nói, mang ta coi là người giả yếu là một loại coi rẻ, cũng là đang không có trách nhiệm đối với chính ngươi. Vù, vù vù, vừa dứt lời, trường cung trong tay lóe ra hào quang lấp lánh. Đầu mũi tên lại không ngừng hội tụ năng lượng, Tô tiểu mặt vội vàng nghỉ chân ra đầu dần dần phát tê không ổn sau khi phát hiện không ổn hắn vội vàng xoay người lực lượng chân linh rót vào hai chân nháy mắt kéo tàn ảnh chuồn đi nhưng ánh mắt lão giả giống như bật hách tự ngắm tùy ý mục tiêu di chuyển vị trí như rắn bò đầu mũi tên luôn tập trung trên mông thẳng đến khi bắt được cơ hội buông ra hai ngón tay quát nhất kiếm định càn khôn vù mũi tên nhọn bùng nổ bắn ra như cầu vồng lao thẳng vào mặt trời Tô Tiểu Mạt điên cuồng chạy trốn, điên cuồng di chuyển vị trí đột nhiên dừng lại, ở thời gian không phải không một giây nhìn về phía ống kính, rít gào, ta xong rồi. Phốc. Bên ngoài, Lý Thượng Thiên cầm dao găm hung hăng cắm ở trên dưa hấu, sau đó nhanh nhẹn mang nó phân giải thành từng miếng, cười nói, sư huynh, ăn dưa. Tô sư đệ đi vào không có vấn đề chứ. Lý Thanh Dương tiếp nhận một miếng dưa, có chút lo lắng nói. Tiêu tội kỷ vừa ăn vừa nói, hẳn là không có vấn đề. Phi hà vô địch mang hạt dưa hấu phun ra nói chỉ cần chọn lão già cầm cung nhất định có thể dễ dàng thắng lợi lúc mọi người ở đây nghị luận tô tiểu mạt ầm một tiếng xuất hiện ở ngoài lốc xoay bí cảnh nhanh như vậy hà vô địch ngạc nhiên tô sư đệ lý thanh dương cầm miếng dưa đi tới phát hiện đối phương luôn đưa lưng về phía mình không nhúc nhích vì thế nói ngươi làm sao vậy đột nhiên tô tiểu mạt ôm mông như con khỉ nhảy lên nhảy xuống ở hậu sơn thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu quái dị Tô Tiểu Mạt khiêu chiến thất bại, kết quả rất bi thảm. Cái này chứng minh rất tốt, người đại gia vĩnh viễn là người đại gia, không thể bởi vì lớn tuổi đi coi rẻ hắn. Đương nhiên, Tô Tiểu Mạt cũng không đi coi rẻ như thế nào, thua cũng thua ở trên tiễn pháp bách bộ xuyên cái gì đó, cho dù đổi làm hào vô địch chỉ sợ cũng phải nhảy lên nhảy xuống. Ta đi thử xem." Lý Phi bẻ tay bước vào thiên uy bí cảnh. "Phi, chọn lão già cầm cung báo thù cho. Không thành vấn đề." Ở sau khi rút ngắn lại dài đến nửa chương, Lý Phi bị đưa ra khỏi bí cảnh, sau đó ôm mông nhảy lên nhảy xuống. Ta đến. Long Tử Dương thật sự không nhìn được nữa. Kết quả, lấy phương thức tương tự nhảy cẫng lên ở trước mặt đồng môn. Đệ tử Hạch Tâm nhiều lần chịu thiệt, cũng không ảnh hưởng người khác, nội ngoại môn đệ tử bắt đầu lần lượt xếp hàng tiến vào thiên uy bí cảnh. Mặc dù có một bộ phận có thể nháy mắt hạ gục Liễu Sinh thập binh vệ, không có binh khí, nhưng đại bộ phận vẫn là ở trong thời gian quy định miễn cưỡng hoàn thành cho nên không thể kích hoạt điều kiện tiến vào đại điện dẫn tới đối thủ cửa thứ hai có sự khác nhau ha ha ta đạt được một thanh kiếm lý thượng thiên bị đưa ra khỏi bí cảnh ôm một thanh kiếm sắc bén trên mặt hiện lên nét mừng như điên thanh kiếm này đến từ một anh linh mu bàn tay khắc chữ a nhìn qua giản dị tự nhiên nhưng trên thực tế cũng không kém gì thái đao của liễu sinh thập binh vệ tông chủ ngày hôm sau lý thanh dương báo cáo ngày hôm qua đệ tử khiêu chiến thiên uy bí cảnh tổng cộng có trăm người thông qua cửa thứ nhất có. Sau khi nghe xong đệ tử báo cáo, quân thường tiếu tổng kết ra, phàm nháy mắt hạ gục cửa thứ nhất đều sẽ bị đưa vào đại điện chọn lựa đối thủ, mà thường quy đánh bại đều sẽ tiến vào cửa thứ hai bình thường, phương diện độ khó thấp hơn không ít. Đặc biệt kết hợp đối thủ của Hảo vô địch cùng với lão nhân cầm cung, hắn cơ bản có thể xác định, hẳn là quan vũ cùng Hoàng Trung trong ngũ hổ thượng tướng. Thú vị, khóe miệng quân thường tiếu hiện lên mỉm cười. Anh Linh trong bí cảnh thế mà có nhân vật Tam Quốc, hơn nữa còn tồn tại người đông doanh có phải ý nghĩa bức tường vẽ đều bắt nguồn từ danh nhân hoặc danh tướng cổ đại thế giới trước đây hay không không đúng những nhân vật cổ đại này đặt ở thế giới cao võ sao lại mạnh như vậy không thể phủ nhận với quan vũ cùng hoàng trung thời đại từng ở đã tính là chiến lược đỉnh cấp nhưng trung quy thuộc loại thấp võ ở thế giới cao võ giơ tay nhấc chân lay động thiên địa tuyệt đối bị nghiền áp còn có thanh long yển nguyệt đao vũ khí này từ giai đoạn trước đã mua đến sau khi trải qua thăng cấp, uy lực được tăng lên trên diện rộng, chẳng lẽ đã tấn thăng vũ khí trí chăn? Nếu là như thế, quân thưởng tiểu ánh mắt nóng rực nói, vũ khí trang bị các anh linh cấp S đó cầm, có thể đều là cấp bậc trí chăn. Thanh Dương, có thời gian bảo đám người tinh thần đi thiên uy bí cảnh nhiều hơn, đặc biệt khiêu chiến anh linh cấp S, cái này. Lý Thanh Dương yếu ớt nói, đánh không lại nha. Hắn hôm qua cũng đã vào thiên uy bí cảnh, nhưng không chọn Hoàng Trung, chọn là võ giả cầm thương bên cạnh, kết quả bị đối phương bảy lần vào bảy lần ra cho đầu vắng mắt hoa, cuối cùng đau thương bại trận. Thử nhiều thêm. Quân thưởng tiếu nói, tình cơ chế. Thực lực đệ tử hạch tâm đã không kém, mạnh nữa nhất định phải nửa bước thiên cơ cảnh, cho nên cầu thẳng không cho rằng bí cảnh tồn tại thực lực áp chế, có thể cần đi chậm rãi mò mẫm. Nói trắng ra là, số lần bị giết nhiều rồi, tự nhiên liền có kinh nghiệm. Vâng, Lý Thanh Dương quay về ngọn núi đệ tử ở, mang đám người tô tiểu mặt gọi đến cùng nhau thương lượng đối sách. Đơn giản, Tô Tiểu mặt ô mông nói, chúng ta cùng nhau đánh. Ý kiến hay. Lý Phi tỏ vẻ đồng ý, lấy nhiều đánh ít, thắng không thượng võ nhị. Lý Thanh Dương nói, Hà Vô Địch nói, bí cảnh cũng không phải luận võ luận bàn, chúng ta không cần để ý lấy nhiều đánh ít. Cũng đúng. Ừ. Dạ sư đệ đâu? Một mình hắn đến hậu sơn trước rồi. ầm, ừ. Trong thiên uy bí cảnh, nắm tay dạ tinh thần, hội tụ lực lượng chân linh cường đại trực tiếp mang liễu sinh thập binh vệ trông cửa đánh giết, sau đó nghiêng mặt về phía ống kính, nói, rác rưởi. Bởi vì nháy mắt hạ gục anh linh cấp A, cho nên bị đưa vào trong đại điện chọn lựa anh linh cấp S. Chọn ai đây? Dạ đế nhìn nhìn, cuối cùng chọn một trắng hán dáng người khôi ngô. Vù. Cảnh tượng trước mắt biến hóa, đặt mình trong binh doanh hừng hực bốc cháy. Giết. Giết. Dạ tinh thần mặc kệ tiếng hô giết quấy rối tâm thần. Ánh mắt luôn tập trung ở nơi xa, nơi đó có một nam tử khôi ngô đứng, hai tay kéo hai thi thể nhách miệng cười nói người muốn khiêu chiến ta ai cổ chi ác lai điển vi quân thường tiếu đoán không sai trên tường đại điện khác rất nhiều nhân vật đều đến từ những năm cuối đông hán đương nhiên trên một bức tường khác còn có bức tranh nhưng luôn hiện ra màu xám ảm đạm tựa như đại biểu chưa được kích hoạt từ họa phong mơ hồ có thể đại khái nhìn ra có đứa bé ba đầu sáu tay dẫm bánh xe có người chim sau lưng mọc hai cánh cầm chùy lớn có võ giả anh tuấn ba mắt dắt chó, có con khỉ mặc chiến giáp vác gậy. Nói tóm lại, nhân vật muôn hình muôn vẻ, đủ loại trang bị. Nhìn từ trước mắt, các đệ tử muốn đạt được những trang bị này, điều kiện cơ bản chính là mang bọn họ đánh bại, cùng với trang bị còn tồn tại mà không phải giống quan nhị ra, người đi ra nhưng đao không còn. Vù. Bởi hôm qua chưa đúng hạn đánh bại đối thủ, đau thương bị truyền tống ra ngoài, cho nên dạ tinh thần cũng không nói lời thừa, trực tiếp lao vào. Ẩm. Um, Ẩm. Um. Điển Vi mang hai thi thể trong tay ném ra ngoài, cũng nổ tung ở giữa không trung, thịt cùng máu tươi tràn ngập giữa không trung. Vù! Dạ Tinh Thần lao ra, bắt sẵn thủ Quyết Độ Thiên Trường ấn, nháy mắt ở trên không liên tục vỗ mấy trưởng, lực lượng bùng nổ có thể nói sóng trường ngập trời. Tới hay lắm! Điển Vi hét to một tiếng, lấy thân thể cường hãn lao tới, không chỉ phá đi Trường ấn, còn ép đến trước mặt Dạ Đế. Trường ấn mang theo lực lượng vạn quân hung hăng ấn xuống. ầm! Um mặt đất chấn động, không gian sụp đổ. Ừm, Điển Vi nhướng mày. Bàn tay hắn tuy đánh vào trên thân mục tiêu, nhưng bị áo giáp cứng rắn đỡ, vì thế ngạc nhiên nói, đây không phải mặt thú nuốt đầu liên hoàn khải của Lữ Bố sao. Vù vù. Đúng lúc này, dạ tinh thần võ trang hạng nặng vươn ra tay phải, bắt lấy phương thiên họa kích bỗng dưng xuất hiện đột nhiên vung. Ẩm. Ừ. Bịch bịch. Điển vi liên tiếp lui về phía sau, đợi ổn định thân thể, thấy rõ vũ khí trong tay tên kia cả kinh nói phương thiên họa kích chết dạ tinh thần nhảy lên một chiêu hoành tảo thiên quân ép xuống ầm um, ầm um. lực lượng cuồng bạo thổi quét ở bí cảnh điển vi kinh ngạc bị ép liên tiếp đánh lui nhưng trong ánh mắt luôn tràn ngập mê hoặc trang bị của lữ bố thằng nhãi kia sao tất cả ở trong tay hắn hay là nói hắn đã mang đối phương đánh bại vậy càng không đúng là một trong các võ hồn mạnh nhất trong cấp s tiểu tử này đã chiến thắng còn kế thừa trang bị vũ khí cần gì phải đến khiêu chiến ta nữa mà nó cố ý bắt nạt người ta sao vù dạ tinh thần nhảy lên lần nữa vì tốc chiến tốc thắng vì không hao phí thời gian hắn mang lực lượng rót hết vào phương thiên họa kích khi vung sinh ra năng lượng dao động quấy nhiễu không gian quanh mình hình thành một vết rách như bị lưỡi đao chém rách ẩm chiến kích mang theo lực lượng khủng bố hung hăng nện ở trên người điển vi mà người sau tựa như lựa chọn bỏ cuộc lập tức hóa thành xương khói tiêu tán khu vực đó cũng dần dần xuất hiện một cái hộp gỗ lớn đinh chúc mừng người khiêu chiến ở thời gian quy định chiến thắng cổ chi ác lai điển vi truy cập halayzi com hoặc link ở phần mô tả để mời em silly cà phê nhé dạ tinh thần thắng rồi ngay cả chính hắn cũng vẻ mặt mờ mịt theo lý thuyết tên kia thực lực hẳn là rất mạnh mới đúng vì sao đột nhiên hủy diệt rồi mà thôi. Xem trang bị trước rồi nói tiếp. Dạ tinh thần tới trước thùng gỗ, một cước đá văng ra, bên trong đặt hai thanh đoản kích, nhìn từ chất liệu cùng hào quang, tựa như cũng không kém gì phương thiên họa kích của mình. Không có tác dụng gì. Hắn tùy tay vung lên, thu vào nhẫn không gian. Xét thấy người khiêu chiến chiến thắng anh linh cấp S, cửa ải tiếp theo có thể tiếp tục chọn lựa cấp bậc tương tự. Cùng lúc thanh âm hùng hậu vang lên, dạ tinh thần lại bị đưa vào trong đại điện, sau đó nhìn về phía bức tranh trên tường nói lần này phải chọn kẻ mạnh mẽ hơn bằng không không có ý nghĩa dạ đế ngày qua uy bí cảnh không phải vì vũ khí mà là vì tìm đối thủ luận bàn, cho nên càng hy vọng gặp được thế lực ngang nhau cường giả ầm um, trong một khu vực khác của bí cảnh lấy lý thanh dương và tiêu tội kỳ cầm đầu đoàn đội thuận lợi đánh bại người trông cửa liễu sinh thập binh vệ bởi vì nháy mắt hạ gục không có gì bất ngờ xảy ra tiến vào đại điện chọn ai đương nhiên chọn tôi tiểu mạt vốn muốn chọn hoàng trung nhưng nghĩ đến ngày hôm qua bị thống khổ gì đó, vội vàng mang ánh mắt rời đi, đặt ở trên một anh linh toàn thân bị hắc quang bao phủ, nói, chọn hắn đi. Được. Lý Thanh Dương đồng ý, vù. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên xảy ra biến hóa, mọi người nháy mắt thoát ly đại điện, đặt mình ngoài cổng thành cao ngất khắc hổ lao quan. Má nó. Tô Tiểu Mạt dùng mình, nói, không khí có chút quỷ dị. Phiền toái rồi. Hà vô địch nhíu mày nói, chúng ta như đã chọn một kẻ thực lực không tầm thường, ngay lúc này trong cửa thành truyền đến tiếng vó ngựa lát sau một con tuấn mã đỏ rực chậm rãi đi ra trên thân kéo bóng người bị ma khí ngút trời bao phủ tuy thấy không rõ dung mạo nhưng khí thế phi thường cường thế song đời hà vô địch thầm nghĩ chỉ sợ phải thất bại rồi hí tuấn mã đỏ đậm rừng ở ngoài cổng thành bóng người bị ma khí bao phủ nói người tới là ai thanh âm rất bá đạo biểu cảm trên mặt đám người lý thanh dương nghiêm túc đến cực điểm kẻ ngồi trên lưng ngựa tuy chưa lộ ra bộ mặt bản tôn, nhưng vô luận khí tức hay thanh âm, đều phát ra một khí thế nuốt núi sông, thực lực sợ so với lão giả cầm cung ngày hôm qua gặp được còn mạnh hơn. Võ tướng Tam Quốc mạnh yếu, dựa theo tác giả yêu thích để quyết định, mọi người không cần tranh luận, nếu không một giây sau anh Linh cấp S mạnh nhất, Doraemon sẽ lóe sáng ra sân, sau đó, bị ngược. Đệ tử vạn cổ tông, ai, một đám rác rưởi mà thôi. Mọi người trầm mặc. Nếu đổi làm người khác nói như vậy, bọn họ có thể cho rằng rất kiêu ngạo, nhưng từ trong miệng bóng đen thần bí nói ra, giống như là lẽ đương nhiên. Đừng lãng phí thời gian nữa, các ngươi cùng lên đi. Vốn Lý Thanh Dương đang cân nhắc lấy nhiều đánh ít có chút thắng mà không thượng võ, nghe được đối phương đã yêu cầu mọi người cùng lên, vội vàng chắp tay nói, đắc tội rồi. Vù, đám người tiêu tội kỷ và tô tiểu mà tiến vào trạng thái chiến đấu, lấy ánh mắt trao đổi với nhau. Trên việc đánh boss, bọn họ rất ăn ý, thôi, Hào vô địch ở trong lòng nói thầm, không thể phô trương nữa, ta phải lòng tay toàn bộ hành trình. Bởi vì lần trước xông vào sinh tử bí cảnh bùng nổ một phen, trực tiếp kính dâng ra hai bản bí tịch, cho nên lần này đánh đoàn, hắn phải bảo chỉ tuyệt đối thu mình khiêm tốn. Hí! Ngay lúc này, Tuấn mã đỏ đậm ngửa đầu hí, sau đó cất vó lao tới. Đấu tốc độ sao? Tô Tiểu mặt sờ sờ cái mũi, nói, ta cũng không tệ đâu. Vù, vù, di hình hoán vị. Lăng ba vi bộ, càn khôn đại na tôi tiểu mạt mang tốc độ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn nhưng cuối cùng vẫn không tránh được vận mệnh bị vó ngựa một cước đạp bay dùng lời dạ tinh thần để nói loè loẹt vô dụng sư đệ lý thanh dương kinh hô ầm um, đúng lúc này tiêu tội kỳ dơ khiên đứng ở trước người tiếp được chi trước tuấn mã màu đỏ hai đầu gối không ngừng trầm xuống sắc mặt dị thường dữ tợn độ thiên trường ấn hà vô địch bắt lấy cơ hội từ cánh lao tới, kết quả trưởng ấn ngưng tụ đều bị đuôi ngựa quét bay đi, vì thế làm bộ gặp cắn trả rơi ở nơi xa, thầm nghĩ, một con ngựa cũng mạnh như vậy. Vạn cổ vô ảnh cước, Lý Phi tụt lại, cước ảnh lòe loẹt hiện lên, kết quả đổi lấy là bị tuấn mã đỏ đậm đá hậu một cái đạp bay đi. Có thể nói, chỉ là trong thời gian rất ngắn, đệ tử hạch tâm vạn cổ tông bị đánh ngã không ít, cục diện phi thường bất lợi. Ngay cả ngựa xích thố của ta cũng không làm gì được bóng đen lạnh nhạt nói, các ngươi có tư cách gì khiêu chiến bản tướng quân. Đáng giận. Tô Tiểu mặt đứng lên, trên mặt dâng lên sự tức giận. Các vị. Lý Thanh Dương nói, chơi thật đi. Được. Mọi người nhìn nhau một cái, chợt động tác chỉnh tề hai tay đan nhau, mu bàn tay hiện lên văn tự. Các loại kỹ xảo tràn ngập, quả thực chính là siêu nhân biến thân. Giáp. Tiêu tội kỳ cơ giáp hóa dựng lên khiến ánh sáng. Làm khiên thịt chủ lực đánh đoàn, dưới bất cứ tình huống nào cũng sẽ đứng ở trước tất cả đồng đội. Ẩm. Um. Hà vô địch mang sinh tử môn nâng ra, dùng ánh mắt nói cho đồng bạn, đợi lát nữa chiến đấu, mang con ngựa này đưa vào. Đám người Lý Thanh Dương lần lượt kích phát văn tự cùng với vũ khí riêng. Kỹ xảo khai hỏa toàn bộ, con bài chưa lật ra hết. Có thể nói là, cổ có trước hổ lao quan tam anh chiến lữ bố, nay có trước hổ lao quan các đệ tử chiến xích thố, đối chiếu, sao lại? Tệ như vậy chứ? a à, bóng đen khinh thường nói, rác rưởi trung quy là rác rưởi Nhưng, các ngươi đã nghiêm túc như vậy, bản tướng tự nhiên cũng phải nghiêm túc. Hí. Ngựa xích thố dưới khố ngựa đầu hí vang, ma khí hội tụ quanh thân bóng người cũng dần dần tan đi, đầu tiên hiển lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, hai mắt phát ra hào quang sắc bén, nhìn qua phi thường dọa người, là thú dữ. Hà Vô Địch ở trong lòng nói thầm. Vù vù, ma khí tiếp tục tiêu tán, hiển lộ ra thân thể đầy đủ. Một khắc đó, khí tức âm trầm hội tụ quanh mình càng thêm mãnh liệt. Bên tai tựa như truyền đến tiếng hô giết chấn động trời đất. Nhưng mà, đám người Lý Thanh Dương và Tiêu tội kỳ trợn tròn mắt, bởi vì gã lạnh lùng kia thế mà ở Trần, chỉ mặc một cái quần cộc ngồi trên lưng ngựa, tuy cơ bắp nhìn qua phi thường hoàn mỹ. Cái này, khóe miệng Hà Vô Địch run rẩy. Gã hiển lộ ra chân dung nhìn qua thực lực rất mạnh, sao không mặc quần áo? Chẳng lẽ giống với Tử Đường chủ, chỉ cần đánh nhau nhất định phải phá tan quần áo? Hà, Phi tướng Lữ Phụng Tiên cảm nhận được một tia mắt lạnh theo bản năng cúi đầu nhìn, thấy mình cái gì cũng không mặc, ngạc nhiên nói, thú diện thôn đầu liên hoàn khải của ta, tây xuyên hồng cầm bách hoa bào của ta đâu. Phốc ha ha, tô tiểu mạt nhịn không được, ôm bụng cười lên. Lữ phụng tiền ánh mắt lạnh lẽo nói, ngươi dám cười nhạo bản tướng, lập tức khiến ngươi chết không có chỗ chôn Dứt lời, nâng tay muốn triệu hồi binh khí, kết quả cái gì cũng chưa triệu ra. Đáng giận, phương thiên họa kích sao cũng không còn. Vù. Ngay tại lúc Lữ Phụng Tiên phẫn nộ, một bóng người bỗng dưng xuất hiện ở trên chiến trường. Đầu đội tam xoa thúc phát tử kim quan, mặc thú diện, thôn đầu liên hoàn khải, khoác tây xuyên hồng cầm bách hoa bào, tay cầm phương thiên họa kích. Đám người Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỷ vui vẻ nói, dạ sư đệ, Lữ Phụng Tiên đang dối rắm trang bị của mình sao không còn, dạ tinh thần bỗng dưng xuất hiện ở trên chiến trường. Có thể thấy được, sau khi chiến thắng cổ chi ác lai, vì theo đuổi kích thích lựa chọn anh linh tương tự. Không tệ, đêm đế nói, người này khí thế rất mạnh, ngoài miệng tuy nói vậy trong lòng lại đang khinh rẻ sao không mặc quần áo chẳng lẽ có sở thích giống với tử lân yêu vương dạ tinh thần không thích a tử nguyên nhân có thể bắt nguồn từ trước kia uống nhiều là đi linh thú phong nhìn thấy trang bị cùng vũ khí của mình mặc ở trên người tên kia ánh mắt lữ phụng tiên lóe ra sự tức giận nói thì ra là bị ngươi trộm đi hí ngựa xích thố ngửa đầu hí to tựa như đang phối hợp chủ nhân không thể không nói có một vật cưỡi dưới chân phát ra cước khí như vậy cho dù lữ phụng tiên không mặc quần áo cũng tỏ ra uy vũ bất phàm dạ sư đệ lý thanh dương ngưng trọng nói người này cực độ nguy hiểm vừa rồi mấy người liên thủ bị một con ngựa bạo hành cho dù đối phương giờ phút này không có trang bị vẫn mang đến áp lực thật lớn cho bọn hắn mượn lời nghi ngờ của độc giả để nói nếu đổi làm người bình thường không có vũ khí trang bị thực sự như con gà nhưng lữ phụng tiên khác ánh mắt sắc bén kia khí thế cường đại kia phi thường đáng sợ không thẹn với một trong các anh linh cấp s mạnh nhất Dạ tinh thần có thể rõ ràng cảm giác được, cho nên ánh mắt lóe ra chiến y mãnh liệt. Ta, cần đối thủ như vậy. Vù, phương thiên họa kích vung lên, nhảy bật lên bay tới. Lên, đám người Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỷ cũng không có bất cứ sự do dự nào, theo sát sau đó lao đi. Đệ tử hạch vạn cổ tông tâm lấy dạ tinh thần cầm đầu, bùng nổ lực lượng khác nhau lao về phía Lữ Phụng Tiên trước hồ lao quan. Bởi vì nhãn nhụy rất thật 3D mô hình, khiến cho từng cái màn ảnh đều tinh mỹ tuyệt luân, có thể nói dụng tâm làm cg dùng chân làm trò chơi một đám ô hợp trong ánh mắt lữ phụng tiên nổi lên khinh thường ngựa xích thố dưới chân đột nhiên tăng tốc kéo hào quang đỏ đậm đón đỡ độ thiên trưởng ấn tô tiểu mặt đầu tiên làm khó mấy đạo trưởng ấn từ trên trời giáng xuống ngựa xích thố lấy di chuyển vị trí cực kỳ là lướt tránh thoát sau đó nhảy vọt lên hướng tới đối phương đá ra một cước trên không hình thành sóng năng lượng hình chữ u con mẹ nó tô tiểu mặt kinh hô đây rốt cuộc là một con ngựa hay là một người, thế mà có thể cách không ngưng tụ lực lượng. Sư huynh, cẩn thận. Tiêu tội kỷ xài bước lao tới, dùng sức ném khiên ra, hóa thành hào quang hung hăng đánh vào trên vó ngựa, nhất thời chuyển đến tiếng nổ vang chấn động thiên địa. Vù. Tô tiểu mạt nhân cơ hội né tránh, chán chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Nếu không phải sư đệ kịp thời viện trợ, nếu như bị vó ngựa ấn trúng mục tiêu, chỉ sợ trực tiếp chết toi rồi. Bịch bịch. Lại nói tiêu tội kỷ, thân thể liên tiếp lui bắn đi, thẳng đến sau khi ổn định mới mang khiến ánh sáng bay trở về tiếp được, máu trong cơ thể kịch liệt sôi trào. Hoành tảo thiên quân. Bên kia, dạ tinh thần nhảy bật tới, hào quang hình cung xuyên qua chiến trường. Bốp, lữ phụng tiên vỗ ở trên lưng ngựa, mặc quần cộc bay lên, hai bàn tay hội tụ ma khí cuồn cuộn, quát, vô danh tiểu tốt, chớ làm càn. ầm đôi tay kia giống như gân thép xương sắt, trực tiếp mang hoành tảo thiên quân đè xuống phá đi, sau đó lao về phía dạ tinh thần triển khai áp sát vật lộn tựa như có tính toán cướp đoạt phương thiên họa kích cùng lúc đó lý thanh dương và hà vô địch cũng lao tới hai người mỗi người một bên từ bên cạnh giúp đỡ dạ tinh thần công kích hoàn toàn tái hiện trước hồ lao quan tam anh chiến lữ bố vạn cổ vô ảnh cước lý phi tận dụng cơ hội mang theo cước ảnh đến lữ phụng tiên lấy bàn tay phải đánh bay lý thanh dương xoay người vươn tay trái trực tiếp bắt lấy chân đối phương hung hăng điện xuống ầm um. lý phi đột nhiên rơi xuống thân thể hóa thành hư vô lý sư đệ Nhìn thấy đồng môn bị giết trong chớp mắt, ánh mắt Tô Tiểu Mạt lóe ra lửa giận, đang muốn chuẩn bị lao tới, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, liền thấy ngựa xích thố không biết từ khi nào xông đến trước mắt, cái chân to hướng phần mặt đạp đến. Ầm. Um. Lại là một tiếng vang lớn, kèm theo bụi đất cuồn cuộn. Tô Tiểu Mạt dựa vào tốc độ né tránh, nhưng sau khi vững vàng ở nơi xa, trong ánh mắt nổi lên kiêng kỵ thật sâu. Con ngựa này quá mạnh, một khi bị nó đá trúng, kết cục khẳng định đào thải. Sư đệ lý thanh dương lớn tiếng nói bám trụ con ngựa này hắn cùng dạ tinh thần ba người kịch chiến lữ phụng tiên cũng không chiếm thượng phong nếu lại để xích thố lao vào khẳng định sẽ có phiêu lưu diệt đoàn được tô tiểu mạt lập tức dùng thân pháp lao về phía ngựa xích thố chí không ở mang nó đánh chết mà ở chỗ hấp dẫn hỏa lực dãy dụa vô vị lữ phụng tiên cười lạnh một tiếng hắn tuy nhìn ra sách lược của mấy người lại chưa triệu hồi xích thố mà là tùy ý đối phương dẫn dắt mặc quần cộc lấy sức một người cứng rắn đối kháng dạ tinh thần lý thanh dương hà vô địch cùng với tiêu tội kỳ gia nhập sau đó trừ lục thiên thiên chưa tới đệ tử vạn cổ tông đang ở hồ lao quan tất cả đều là trung tâm lữ phụng tiên không có trang bị lại có thể thoải mái có thừa lấy ít đánh nhiều thật sự có chút khủng bố nói cái này nếu mặc trang bị tay cầm vũ khí chẳng phải mang quân thường tiếu đè ở trên mặt đất ma sát đương nhiên nếu dùng mũi phương thiên họa kích đi mài ra mặt cầu thẳng chỉ sợ có chút quá khó khăn rồi. Ầm, um. trước hổ Lao Quan, năng lượng bùng nổ, thanh thế to lớn. Hí, ngoài hổ Lao Quan, xích thổ hí, vang vọng bầu trời. Rất nhanh, hai bên kịch chiến nửa canh giờ, người tới ta đi đánh đầy đặc sắc, chẳng phân biệt cao thấp. Nếu mang lữ bố so sánh thành boss, vậy tuyệt đối có lượng máu 999 tầng, đám người Lý Thanh Dương tuy phối hợp ăn ý, nhưng trước sau không thể đánh ra thương tổn hữu hiệu, trước mắt chỉ tiêu hao hết một tầng máu. Hà Sư Đệ, lý thanh dương hô đừng cất giấu nữa hà vô địch hết chỗ nói rồi quả nhiên sau lần trước thể hiện rất khó khiêm tốn tiếp ai hắn lắc lắc đầu vẻ mặt trở nên dị thường nghiêm túc vì thông qua cửa ải này vì đồng ầm um. đúng vào lúc này lữ phụng tiên đánh tới một trưởng trực tiếp đánh vào trên mặt hà vô địch đang chuẩn bị làm màu khiến hắn biến mất tại chỗ trước khi đi không quên kêu thảm một tiếng ai ra lý thanh dương cùng tiêu tội kỳ rít gào còn có thể diễn giả hơn chút nữa không Vù. Sau khi giải quyết hảo vô địch, Lữ Phụng Tiên đột nhiên thu hồi tay, tung người bay đến trên hổ lao quan, tựa như vương giả cao cao tại thượng nói, các ngươi đều phải chết. Ong ong. Không gian chấn động, hảo quang lóe ra. Một cây trường cung khắc đồ án rồng dần dần hiện lên. Đây là long thiệt cung. truyền thuyết lấy gân rồng chế tác. Rất nhiều người chỉ biết Lữ Phụng Tiên tay cầm phương thiên họa kích, dưới khố ngựa xích thố, lại không biết cũng tiễn pháp siêu quần, nếu không không có điển cố viên môn bắn kích đám người Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỳ thấy thế, trong lòng dâng lên sự bất an mãnh liệt. Bốp, lữ bố tay trái bắt lấy long thiệt cung, tay phải kéo dây cung, mấy mũi tên như bị ma khí tràn ngập bỗng dưng xuất hiện, phân biệt khóa mục tiêu đệ tử vạn cổ tông ở chiến trường. Mông tô tiểu mặt căng thẳng, tiễn xuyên nhật nguyện. Lúc này, lữ bố buông dây cung, mấy mũi tên từ cửa thành bay ra, kéo theo hào quang tựa như hóa thành con rồng rít gào. Ẩm, um, tiêu tội kỳ dựng khiên ánh sáng ở trước người, nói mở khiên ông ông trong khoảng cách phía trước mọi người bỗng xuất hiện một tấm gương thật lớn bóng loáng như gương phát ra khí tức không thể lay động chỉ là so với mũi tên bắn tới vẫn thiếu một chút ý tứ dạ tinh thần quát triệt tiêu phòng ngự hắn rõ khiên khó có thể ngăn cản mấy luồng lực lượng kia kết quả cuối cùng là tựa như cũng ý thức được mình cho dù có thể giúp đồng môn hóa giải nguy cơ lần này nhưng cũng tránh không được chịu khổ đào thải tiêu tội kỷ nhách miệng cười nói kế tiếp, giao cho các ngươi rồi. Nhìn bóng lưng kiên cố, Lý Thanh Dương và dạ tinh thần như trở lại tử vong cốc năm đó, trong cảnh tượng cùng nhau khiêu chiến hỏa long thú. Ta nguyện lấy thân tàn này, thừa nhận cho các ngươi lôi đỉnh vạn quân. Bởi vì câu này, tiêu tội kỷ đi lên con đường tanh thịt không lối về, luôn đứng ở tuyến trước nhất, bảo hộ đồng môn không bị thương tổn. Vù, vù. Mấy mũi tên bùng nổ bắn đến, tiếng long thú rít gào rung động màng tai. Không, mắt thấy sắp đánh ở trên mấy tấm khiên dạ tinh thần trợn mắt muốn nứt hét lớn đây vốn là bí cảnh rèn luyện cho dù thất bại cũng sẽ không tử vong nhưng lúc này lại biểu hiện khó có thể tiếp nhận như thế có thể thấy được hai người có cảm tình đồng môn thâm hậu bao nhiêu tí tách tí tách hả lý thanh dương và tô tiểu mạt ngừng đầu phát hiện bầu trời đang có mưa nhiệt độ đột nhiên giảm xuống giọt mưa cũng biến thành bông tuyết rơi trên mặt đất như mang không khí đóng băng khí rét lạnh này chẳng lẽ hai người dọc theo phương vị khí tức hiện lên nhìn liền thấy nơi xa có bóng người yểu điệu đi tới theo mỗi một bước bước ra khí lạnh dưới chân nhanh chóng tràn ngập khiến toàn bộ chiến trường hồ lao quan từ mùa hè nóng nực nháy mắt tiến vào trời đông giá rét lục thiên thiên quần áo trắng hơn tuyết xuất hiện hoàn cảnh vốn cực nóng cũng nhất thời trở nên rét lạnh thấu xương hí ngựa xích thố hí lên luồng khí tương tự lửa dưới chân dẫm cũng bởi mặt đất đóng băng trở nên dần dần yếu đi nếu cái này còn chưa thể hình dung hoàn cảnh quanh mình lạnh bao nhiêu như vậy mấy mũi tên nhọn bay tới, ở dưới hàn khí dữ dội quấy rối đã giảm tốc trên diện rộng, nếu không, đám người Lý Thanh Dương căn bản không có thời gian quay đầu. Hát xì. Lữ Phụng Tiên trên thành lâu hát xì một cái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Loại thời, tiết lạnh vô cùng này đối với hắn không mặc quần áo mà nói, tựa như có chút không hữu hảo. Trái lại đám người Lý Thanh Dương, ở sau khi đại sư tỷ ra sân, lưu loát phủ thêm áo khoác lông đại biểu xa hoa, đội mũ thật dày, bịt tai, khăn quàng cổ. Rắc, rắc rắc. Mấy mũi tên nhọn thong thả bay tới Trung Quy không chịu được hàn khí quấy rối, không chỉ dừng lại giữa không trung, toàn thân cũng bị đóng băng. Về phần ngựa xích thố, trừ toàn thân màu đỏ rực, vô luận dưới chân hay là trong ánh mắt đều không có chút khí nóng, thậm chí đứng ở trên băng còn có khả năng trượt. Pháp sư khống tràng, quả nhiên trâu bò. Cơ hội tốt. Mắt tô tiểu mặt sáng lên, vội vàng đi giày trượt băng tuyệt đối đừng hỏi món đồ chơi này ở đâu ra hỏi chính là cầu thẳng cho vù tô tiểu mạt vung cánh tay lao tới bởi đế giày có lưỡi trượt nơi đi qua lưu lại hai dấu vết thật nhỏ lắc mình biến hóa trở thành vận động viên trượt băng chuyên nghiệp vù vù mượn dùng mặt băng bóng loáng tốc độ tô tiểu mạt càng nhanh hơn hí ngựa xích thố ngửa đầu hí vang một tiếng đang muốn chuẩn bị né tránh kết quả tứ chi vừa phát lực soạt một cái té ngã xuống đất bởi vậy có thể thấy được mặt băng ảnh hưởng đối với nó rất lớn trên hành động chịu trói buộc rõ ràng vù tô tiểu mạt bắt lấy cơ hội vây quanh đối phương chuyển vài vòng sau đó bay lên không trung mang lực lượng chân linh rót vào trên lưỡi trượt làm ra động tác xoay tròn không trung yêu cầu cao độ trượt băng nghệ thuật mới có vù 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 từng ánh đao sắc bén nổ bắn đến chuẩn xác vô cùng đánh ở trên ngựa xích thố không còn ưu thế trên tốc độ thậm chí còn chịu hạn chế thật lớn Vậy nó đơn giản chỉ là một cái bao cát dùng để đánh. Vù, Tô Tiểu Mạt nhẹ nhàng hạ xuống đất, dọc theo bên sân tiêu sái trượt đi, vết đao để lại nhìn như hỗn độn, lại dần dần phát họa ra chữ vạn cổ tông. 10 điểm. Quân thường tiếu dơ bảng. Ký chủ lại cướp cảnh rồi. Hệ thống vừa rít gào, vừa dơ lên tấm biển nói, 10 điểm. Giang Hồ tái kiến ngồi ở trên ghế giám khảo dơ tấm biển lên, nói, ta chấm 9 điểm. Vù, vù. Tô Tiểu Mạt sau khi đắc thủ, chưa lãng phí cơ hội tốt tiếp tục chạy ở trên mặt băng ngẫu nhiên bắt lấy cơ hội triển khai công kích hoa mỹ ầm ầm lưỡi dao sắc bén từ trên thân ngựa xích thố xẹt qua trong thời gian ngắn tuy chưa phá được phòng ngự nhưng mang đến đau đớn thì càng thêm rõ ràng lữ phụng tiên cũng không đi quản vật cưỡi mà là tập trung lục thiên thiên nói tướng mạo không tệ nhưng mà kéo cung lần nữa hội tụ mấy mũi tên nói so với thuyền nhi kém quá xa vù vù vừa dứt lời, mũi tên mang theo ma khí cường đại từ thành lâu bay ra, nhìn từ khí tức cùng tốc độ phát ra, hiển nhiên so với vừa rồi càng mạnh hơn. Lên! Lục thiên thiên lạnh lùng nói. Rắc rắc! Khiến ánh sáng của tiêu tội kỳ bị nhiều tầng băng bao trùm. Hắn lập tức hiểu có ý tứ gì, lập tức xảy bước lao tới, sau đó mang khiên băng đặt trước người, hình thành phòng ngự tuyệt đối. Đám người Lý Thanh Dương tới gần khu vực phòng ngự, ngay cả tô tiểu mạt đang công kích ngựa xích thố cũng trượt tới mũi tên ma khí ngút trời tự mang hệ thống đuổi, khi đệ tử vạn cổ tông ôm làm một đoàn, liền từ phân tán chuyển thành tập trung, trước sau không đồng nhất bùng nổ bắn đến. ầm, um. một mũi tên, ầm, um. ầm, um. hai tên, tam tên, theo mỗi lần oanh kích thanh chuyển đến, cùng mang theo một khối khối vụn băng. A, tiêu tội kỳ bộ mặt giữ tợn lấy vai tỷ khiên ánh sáng, hai chân lại đang chậm rãi lui về phía sau, có thể thấy được tuy có đại sư tỷ hàn băng thêm vào nhưng vẫn khó có thể đối kháng toàn bộ công kích, có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào. Kiền, chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, ly, đoái. Ngay lúc này, dạ tinh thần hai tay kết ấn, hướng hư không đánh ra một trưởng, tám chữ lóe ra hào quang lóa mắt, cũng ở trước tấm khiên hiện lên đồ án bắt quái. Vù. Mũi tê nhọn tựa như một cọng cỏ cuối cùng đè ngã lạc đà dung nhập đồ án, cũng xuất hiện trên không ngựa xích thố đang cố gắng bò dậy. Ẩm. Ừ. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc chuyển đến, mặt băng quanh mình nhanh chóng sụp đổ. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, liền thấy ngựa xích thố đã gục dưới đất, toàn thân từ đỏ bừng biến thành cháy đen, trong miệng không ngừng sùi bọt mép, sau đó, dần dần tan vào hư vô. Lạnh rồi, bị kỹ năng của chủ nhân ngộ thương rồi. Đám người Lý Thanh Dương chưa bởi vì ngựa xích thố bị giải quyết mà cảm thấy vui vẻ, ngược lại cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Con ngựa kia thực lực không tầm thường, lại chịu khổ giết trong nháy mắt, nếu không phải đại sư tỉ thêm vào phòng ngự, dạ sư đệ kịp thời di chuyển hỏa lực, mọi người giờ phút này khẳng định đoàn diện đáng giận lữ phụng tiên cả giận nói dám thương tổn ngựa của ta vù tung người từ thành lâu nhảy xuống hai tay hội tụ ma khí cuồn cuộn hóa là một ngọn núi lớn hướng mọi người hung hăng điện xuống lục thiên thiên lui về phía sau một bước hai tay đan nhau kỹ xảo văn tự kích phát mái tóc đen hóa thành màu bạc trắng như cực hàn băng tiên không nếm khói lửa nhân gian vù 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 gió lạnh dữ dội bông tuyết phất phới ngọn núi ma khí hội tụ bị băng tuyết dính, tốc độ rơi xuống dần dần hoãn chậm lại. Ngay cả lữ phụng tiên, treo ở giữa không trung cũng rõ ràng cảm giác thân thể chịu cản trở, đặc biệt khí lạnh thấu xương ùa vào trong cơ thể, khiến cơ bắp lộ ra bên ngoài cũng bắt đầu run lên. Một chữ lạnh, chết. Ngay lúc này, dạ tinh thần tránh khỏi ngọn núi bay tới, lực lượng chân linh trong cơ thể rót hết vào trong phương thiên họa kích, mang theo lực lượng lôi đỉnh vạn quân đánh về phía lữ phụng tiên. ầm! Um ánh sáng sò xuyên thiên địa đột nhiên nổ tung, khiến toàn bộ chiến trường cũng run rẩy theo đó. Bịch, dạ tinh thần rơi xuống đất, há mồm phun ra một ngụm máu. Vừa rồi lấy đấu chuyển càn khôn giúp tiêu tội kỳ hóa giải một mũi tên nhọn cuối cùng, vốn đã cực kỳ miễn cưỡng, nay lại bùng nổ toàn bộ lực lượng, có thể nói đã dính tuyết lại còn thêm xương. Tình huống không ổn tương tự còn có lục thiên thiên. Đừng nhìn nàng từ xuất hiện cho tới bây giờ biểu hiện rất bình tĩnh, thực ra mang chiến trường chuyển hóa thành trời đông giá rét, mỗi một giây đều đang tiêu hao lượng lớn lực lượng chân linh hơn nữa còn cần lấy lực lượng băng hàn để khống chế tốc độ giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà ẩm um. lúc này lữ phụng tiên treo ở giữa không trung rơi trên mặt đất hắn vẻ mặt dữ tợn ánh mắt lóe ra tức giận nói nếu không phải trang bị bị trộm các ngươi sớm đã chết không toàn thây Rắc. thân thể sụp đổ hóa thành hư vô đinh chúc mừng người khiêu chiến ở thời gian quy định chiến thắng lữ bố ma hóa đinh bởi người khiêu chiến đánh bại anh linh ma hóa cấp S, đạt được đánh giá hoàn mỹ, hiệp sau sẽ trực tiếp khiêu chiến một anh linh cấp 2S. Ông. Khu vực Lữ Phụng Tiên biến mất dần dần ngưng tụ một cái hộp, bên trong đặt con rối gỗ lấy xích thố làm nguyên hình. Chúng ta thắng rồi." Tô Tiểu mặt ngồi xuống, trên khuôn mặt suy yếu hiện lên nụ cười rạng rỡ. Lý Thanh Dương đi đến trước cái hộp, lấy ra rối gỗ ngựa xích thố, nói, "Đây chính là phần thưởng sau khi qua ải cho. Đại sư tỷ, phân phối như thế nào? Cho dạ sư đệ" Lục Thiên Thiên nói xong câu đó, liền lấy phương thức bỏ quyền biến mất ở trong chiến trường. Dạ sư đệ, Lý Thanh Dương mang dối gỗ ném qua. Trận này hao phí quá nhiều tinh lực, khiến hắn mệt mỏi không chịu nổi, cho nên cũng lựa chọn từ bỏ bị đưa ra khỏi thiên uy bí cảnh. Đi thôi, đi thôi. Tô Tiểu Mạt cùng Tiêu tội kỳ đều rời khỏi phó bản. Hồ Lao Quan chỉ còn lại có một mình Dạ Tinh Thần, hắn nhìn dối gỗ xích thố, nói, "Cảm ơn." Sau khi chiến thắng Lữ Phụng Tiên, đám người Lý Thanh Dương vốn có thể tiếp tục khiêu chiến, thậm chí khiêu chiến một anh linh mạnh hơn, nhưng cuối cùng lựa chọn rời khỏi bí cảnh. Không phải bọn họ không muốn tiếp tục chiến đấu, mà là thân thể cùng năng lượng không cho phép đi làm như vậy nữa. Huống chi, một anh linh cấp S, ở dưới điều kiện tiên quyết không trang bị vũ khí cũng mạnh như vậy, lại đi đánh anh linh cấp 2S chỉ sợ phải bị trực tiếp tiêu diệt. Đến tận đây, khiêu chiến thiên uy bí cảnh chấm dứt. Tuy quá trình chiến đấu có chút gian nan, nhưng tốt xấu đạt được trí bảo xích thố, lữ phụng tiên cũng đủ buồn bực không chỉ không đoạt lại trang bị cuối cùng ngược lại đánh mất vật cưỡi có người có thể sẽ ấm ức cho mãnh tướng số một tam quốc trên thực tế nguyên lý sáng tạo thiên uy bí cảnh chính là đánh bại anh linh thu hoạch trang bị cho dù vừa rồi đám người lý thanh dương đoàn diện lấy tính cách không chịu thua sớm hay muộn cũng sẽ lại đánh tới thẳng đến lúc mang gã đánh bại không chỉ lữ bố đám người quan vũ hoàng trung ở trong khiêu chiến sau đó tất nhiên có thể cường thế đứng ngạo nghễ ở trong bí cảnh nhưng kết quả cuối cùng đều tránh không được cống hiến trang bị bởi vì giá trị vũ lực của bọn họ là cố định đệ tử vạn cổ tông có thể không ngừng tăng lên đương nhiên những anh linh này tồn tại ý thức của mình ví dụ như cổ tri ác lai điển vi có thể không thể đánh đồng với lữ bố ma hóa nhưng nhìn thấy dạ tinh thần cầm phương thiên họa kích các loại trang bị thế mà ở sau khi khai chiến cơ chí lựa chọn chạy trốn thật sự có chút không thể tưởng tượng chiến thắng lữ bố ma hóa là bởi mọi người đồng lòng hợp sức ngựa xích thố lại cho dạ tinh thần đủ để thuyết minh đây là một đại gia đình có tình yêu không thèm để ý được mất chỉ để ý ai thích hợp hơn bộ ba món phương thiên họa kích lại thêm xích thố trang bị đầy đủ hết dạ tinh thần lại bị cảm động rồi tông môn như vậy đồng môn như vậy mình vì sao không thể dùng sinh mệnh đi bảo vệ dạ tinh thần nhớ tới cảnh tượng lúc trước ở đại điện nhìn thấy mình vì một nữ nhân rời khỏi vạn cổ tông lạnh nhạt nói loại chuyện này quả quyết sẽ không xảy ra dạ tinh thần ta một ngày là đệ tử vạn cổ tông vĩnh viễn đều là đệ tử vạn cổ tông. Đệ tử hạch tâm khiêu chiến thiên uy bí cảnh sẽ tạm thời có một cái kết, chỉ một lữ bố ma hóa đã khó chơi như vậy, trước khi khôi phục trạng thái, tốt nhất cùng với ôm nắm chắc tuyệt đối, thật sự không dám đi khiêu chiến kẻ cao cấp hơn. Cho nên, anh Linh cấp 2S có nhân vật nào, tất cả xem tác giả có nguyện ý kéo dài chương hay không, không kéo dài một câu mang vũ khí rút ra. Ồ, trong thư phòng, quân thưởng tiếu tháo mặt nạ xuống, kinh ngạc nói, còn có lữ bố, tông chủ tô tiểu mặt vẻ mặt nghiêm túc nói tên kia rất mạnh nếu không phải đại sư tỷ xuất hiện khống chế hoàn cảnh cùng dạ sư đệ bùng nổ chúng ta thiếu chút nữa lật xe quả nhiên có tình huống gì tên chim miệng rộng này lập tức nói ra cho cái gì dối gỗ xích thố ai cầm dạ sư đệ quân thưởng tiếu vội vàng mang dạ tinh thần gọi đến nói là lừa hay ngựa lấy ra đi một chút dạ tinh thần nhìn thoáng qua tô tiểu mặt đứng ở bên cạnh nghĩ Tên này một ngày không bà tám, trong lòng có phải khó con mẹ nó chịu hay không? Được rồi. Tông chủ đã muốn xem, thì chịu ra đi. Thật ra dạ tinh thần cũng rất tò mò. Con rối gỗ này mạnh như ngựa xích thối lúc trước ở bí cảnh gặp được hay không? Ngoài đại điện, đệ tử vạn cổ tông tập trung đông đủ. Dạ tinh thần cạn lời. Không phải là triệu hồi xích thố sao? Cần đến mức nhiều người như vậy vây xem. Đệ tử là bị quân thường tiếu cố ý gọi đến. Mục đích cũng là kích thích bọn họ mạnh lên nhanh hơn, sau đó đi thiên uy bí cảnh đánh trang bị. Đến đi." Cẩu Thẳng nói, "để mọi người mở rộng tầm mắt." Phù. Dạ Tinh Thần thở ra một hơi, sau đó lấy ra rối gỗ. Món đồ chơi nhỏ này làm dị thường tinh xảo, hoàn toàn có thể treo ở trên chìa khóa Maserati." Ông Linh Nghiệm tràn ngập, dung nhập trong đó. Ầm. Ừ. Rối gỗ đột nhiên nổ tung, luồng khí cuồn cuộn tràn ra, mang Dạ Tinh Thần hoàn toàn bao phủ. "Ma khí thật mạnh nha." Diêu Mộng Oánh kinh ngạc nói. "Hí Đột nhiên, một tiếng hí vang vọng truyền đến, mang ma khí hội tụ quanh mình xua tan, hiện ra ngựa chiến màu đỏ rực bốn chân có ngọn lửa thiêu đốt. Bởi vì lúc ấy ở giai đoạn vượt ải, đám người Lý Thanh Dương chưa nghiêm túc quan sát, hôm nay lại nhìn thấy xích thố, không khỏi kinh ngạc than thở bởi vật cưỡi uy vũ hùng tráng. Vù, dạ tinh thần nhảy lên ngựa, kỹ xảo văn tự kích phát, bàn tay hướng hư không móc một cái trực tiếp rút ra phương thiên họa kích, dưới các loại trang bị phối hợp, nhất thời toát ra khí thế đại tướng chinh chiến xa trường mọi việc đều thuận lợi tuyệt phối quân thường tiếu nói hí lúc này ngựa xích thố ngừa người hí vang ngọn lửa dưới chân bùng nổ kéo dạ tinh thần lấy tốc độ cực nhanh lao về phía bầu trời má các đệ tử kinh ngạc nói còn có thể bay quân thường tiếu cũng không bất ngờ dù sao thiếu chút nữa diệt vài tên đệ tử hạch tâm vật cưỡi của lữ bố ma hóa khẳng định có năng lực phi thường cường đại máu đang thiêu đốt dạ tinh thần cưỡi ngựa xích thố tung hoành trên bầu trời ánh mắt nóng rực một khắc đó, hắn cảm giác mình cùng trang bị, vũ khí, vật cưỡi hòa hợp một thể, chiến lực cũng được tăng lên trên diện rộng. Đến, Dạ Đế đứng ở trên không linh thú phong, nhìn về phía Tử Lân Yêu Vương đang may quần áo, nói: "Chiến." Trang bị vũ khí vật cưỡi kích phát thuộc tính bộ trang bị, khiến hắn có chút lâng lâng. "Xì." Si. Tử Lân Yêu Vương mang kim chỉ đặt ở trong hộp công cụ, sau đó thuần thục cởi áo khoác cùng quần, lắc lắc đầu nói: "Có chút kiêu ngạo nha." Vù ánh sáng tím từ linh thú phong bay ra, có thể nói thanh thế to lớn. Dạ tinh thần dơ lên phương thiên họa kích, ngựa xích thố dưới khố lao tới, bởi tốc độ quá nhanh, như hóa thành một ngọn lửa. Quân thường tiếu ngồi ở trước đại điện ăn xong hạt dưa, cũng thầm nghĩ, tinh thần có nguyên bộ trang bị lữ bố thêm vào, chỉ sợ không kém gì A à tử nhỉ. Tít tít, đột nhiên, bên tai chuyển đến tiếng cảnh báo. Quân thường tiếu lập tức rời khỏi tông môn trở lại vạn cổ hào, nhìn thấy bản đồ tinh không, trong khoang điều khiển có một điểm sáng đang nhanh chóng tới gần vị diện rừng trước chiến hạm phía sau còn dẫn theo mấy chục điểm sáng mở ra màn hình tít trên bản đồ tinh không hiện ra đồ án tương tự hình ảnh bên trên bày ra vũ trụ mênh mông vô tận tới gần điểm sáng không phải là vẫn thạch mà là một võ giả bị hào quang bao phủ có thể phi hành ở vũ trụ thượng tầng thực lực tất nhiên đạt tới nửa bước thiên cơ cảnh phóng to quân thưởng tiếu nói vù màn hình không ngừng mở rộng ánh sáng dần dần rõ ràng thấy rất rõ ràng bay tới cực nhanh là một nữ nhân sắc mặt nàng tỏ ra hơi tái nhợt tựa như có thương tích trong người hào quang theo ở phía sau hiển nhiên đang đuổi theo không bỏ ầm um, ầm um. trên linh thú phong dạ tinh thần cùng tử lân yêu vương đang chiến đấu bởi vì người trước có trang bị có vũ khí lại có vật cưỡi rất nhanh chiếm cứ thượng phong liễu tư nam công tôn hầu mau đến vạn cổ hào đột nhiên tiếng quân thường tiếu vang vọng tông môn dạ tinh thần cùng tử lân yêu vương lập tức ngừng tay ánh mắt nổi lên một tia ngạc nhiên bọn họ nghe ra tông chủ lời nói tuy bình thản lại phát ra tức giận cùng sát y mãnh liệt vù vù trong khoảnh khắc cao tầng vạn cổ tông lấy liễu tư nam cầm đầu xuất hiện hết ở vạn cổ hào không có gì bất ngờ nhìn thấy hình ảnh bản đồ tinh không hiện ra tộc trưởng công tôn hầu kinh hô không sai nữ nhân trong màn hình hướng vị diện vạn cổ hào dừng đỗ bay tới cực nhanh chính là thạch tượng tộc tiền nhiệm tộc trưởng công tôn nhược ly đoàn phụ thân công tôn cầu thạng thuyền trưởng vạn cổ hải tặc về phần đám võ giả kia ở phía sau đuổi theo không tha quân thường tiếu ánh mắt lạnh lẽo nói thủ hạ thiên ma hoàng truy cập halayzi com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé trong vũ trụ mênh mông công tôn nhược ly phi hành cực nhanh sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt có thể thấy được tình huống phi thường không ổn phía sau có một đám cường giả đang đuổi theo không tha nếu không có gì bất ngờ hẳn là sẽ đuổi kịp ở vị diện bỏ hoang phía trước nói đến cũng lạ những võ giả này có ba năm mươi trừ bốn người bay dẫn đầu phía trước là nửa bước thiên cơ cảnh kẻ khác tất cả đỉnh phong tầm chân cảnh theo lý thuyết chỉ có chạm đến thiên cơ mới có thể phi hành ở vũ trụ thượng tầng các võ giả chưa đạt tới kia sao lại bình yên vô sự đáng giận ý thức được đối phương càng lúc càng gần tốc độ mình càng lúc càng chậm trong đôi mắt sáng của công tôn nhược ly nổi lên tức giận từ thượng giới rời khỏi vì tìm kiếm kẻ phụ lòng, nàng đã phiêu bạc ở vũ trụ rất nhiều năm, kết quả không ngờ trêu vào một đám võ giả thân phận không rõ, bị đuổi giết ước chừng hơn nửa năm. Mà thôi, đã không thể chạy thoát, chỉ có thể ngọc thạch câu phần. Ánh mắt công tôn nhược ly nổi lên kiên quyết. Chẳng qua, mỗi khi nhớ tới vừa cùng con trai gặp lại không lâu, còn chưa nhìn thấy cháu, đã ngã xuống như vậy thật sự không cam lòng. Chết! Ngay lúc này, phía sau đám võ giả bộ mặt giữ tợn kia nhao nhao thi triển võ kỹ. Hình thành hào quang lấp lánh đánh, đến, Công Tôn Nhược Ly bị thương nặng tuy đã né tránh, nhưng phương diện tốc độ suy giảm không ít, khoảng cách hai bên lại kéo gần lại không ít. Chạy là chạy không thoát. Điều có thể làm, chính là trước khi chết kéo thêm mấy tên đệm lưng. Công Tôn Nhược Ly cắn răng tiếp tục phi hành. Trong lòng nàng dâng lên một ý niệm điên cuồng, tiến vào vị diện bỏ hoang phía trước, lấy phương thức thiêu đốt linh hồn trực tiếp dẫn nổ, có lẽ có thể đồng quy vu tận với bọn hắn. Vù thạch tượng chi lực còn sót lại trong đan điền trào ra toàn bộ công tôn nhược ly thời khắc cuối cùng bộc phát ra tốc độ cực nhanh trăm dặm mười dặm võ giả đuổi theo không bỏ ở phía sau cũng đang tăng tốc trong lúc đó không ngừng ngưng tụ lực lượng đánh tới vù vù năng lượng như đạn pháo từ tinh không nổ bắn đến thân thể bị thương nặng của công tôn nhược ly đã không cho phép đi trốn tránh nữa thấy các loại năng lượng hướng phía sau đánh tới lập tức hạ quyết tâm muốn thiêu đốt linh hồn vù đúng lúc này vị diện bỏ hoang đột nhiên bay ra một luồng hào quang trình độ nóng rực giống như mặt trời mang theo sát khí giống như có thể xé rách tinh không công tôn nhược ly vẻ mặt ngạc nhiên còn chưa lấy lại tinh thần đã bị một lực lượng không kém gì mình bao phủ nhất thời không chịu khống chế bay đi cũng bởi vậy thuận lợi tránh thoát các loại năng lượng tấn công hả tên đầu lĩnh kia nhìn thấy một luồng hào quang mang đi mục tiêu mình muốn đuổi giết lập tức quát đi vào vù 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 trong khoảnh khắc, mấy chục luồng hào quang tựa như sao băng bay vào vị diện bỏ hoang. Nhưng, sau khi toàn bộ tiến vào, đều vẻ mặt dại ra đứng ở giữa không trung, bởi vì bên trong có 11 chiếc chiến hạm đỗ, có 10 vạn võ giả mặc trang phục thống nhất xếp hàng chỉnh tề, bọn họ nghiêm chỉnh chờ đợi, giống như đang đợi mình đến. Có thể xác định, đây là một vị diện bỏ hoang không người hỏi thăm. Đột nhiên có nhiều người như vậy hội tụ, bất cứ một cường giả nào thấy cũng sẽ ngây dại. Không đúng, vì sao ở bên ngoài chưa cảm nhận được khí tức người cầm đầu cho mày lấy thực lực của hắn đừng nói một vị diện bỏ hoang cho dù vị diện bậc một bậc hai thực lực không tầm thường hoàn toàn có thể dựa vào linh nghiệm cường đại ở tinh không xa xôi bắt giữ được khí tức võ đạo bây giờ cho dù mắt thường nhìn thấy nhiều võ giả như vậy vẫn không cảm giác được khí tức như một đám người thường không có tu vi tà môn vù quân thường tiếu lấy lực lượng chân linh mang theo phụ thân đáp ở trên vạn cổ hào đưa lưng về nhau các võ giả treo ở giữa không trung ngây người kia, lạnh nhạt nói, đã vào rồi, vậy đừng đi ra nữa. Ong ong ong. Trong nháy mắt, hàng rào trận pháp kích phát, như nhà giam như mang toàn bộ vị diện bỏ hoang phong tỏa triệt để. Vù vù. Vù vù. Mười vạn đệ tử vạn cổ tông hội tụ giữa không trung không che giấu tu vi nữa, đều mang cảnh giới bùng nổ ra, sóng khí manh mông kia hội tụ trong thiên địa, có thể nói chấn thiên động địa. Người cầm đầu sắc mặt ngưng trọng. Các võ giả này ăn mặc thống nhất, tu vi thấp nhất cũng phải mức độ hạ vị tầm chân cảnh. Đặc biệt những người, đó đứng ở trước nhất, tùy tùy tiện tiện nhìn một người cũng có thực lực cấp bậc đỉnh phong. Ra ngoài, gặp được võ giả cấp độ tầm chân cảnh rất thông thường, nhưng ở một vị diện bỏ hoang gặp được hơn 10 vạn, thì có chút không thể tưởng tượng. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, người trẻ tuổi đứng ở trên chiến hạm giống như đầu mục, thực lực mạnh mẽ hoàn toàn không kém gì bất luận kẻ nào bên ta. Tiểu tử, người cầm đầu lạnh lùng nói, ngươi là ai? Quân Thường Tiếu chưa đi trả lời, mà là nhìn về phía Công Tôn Nhược Ly vẻ mặt tái nhợt, nói: "Phụ thân, ngài là bị bọn hắn đả thương." Kẻ cầm đầu đã hiểu, thì ra hai người là quan hệ cha con. Khó trách không nhìn lệnh bài Thiên Ma Hoàng treo bên hông mình, thế mà dám quang minh chính đại ra tay cứu người. Không đúng, nữ nhân không nên là lấy mẫu thân để xưng hô sao? Sao lại dùng phụ thân xưng hô? "Con ta." Công Tôn Nhược Ly ngây dại, đang muốn chuẩn bị đồng quy vu tận với kẻ đuổi giết, không ngờ thế mà sẽ được con trai cứu, đây thật sự là chuyện nằm mơ cũng không mơ thấy. Đợi một chút, phần khí tức này, công tôn nhược ly kinh hô, nửa bước thiên cơ cảnh. Trước khi rời thượng giới, nàng nhớ rõ tu vi quân thường tiếu chỉ cấp bậc tầm chân cảnh, vì sao mới tách ra vài năm đã có thực lực không kém gì mình. Bật hách mà, không sai, công tôn nhược ly không tiếp tục dối rắm con trai vì sao sẽ ở đây, nhìn về phía đám võ giả kia đuổi giết mình. Trong mắt đầy sự tức giận nói, bị bọn chúng đả thương. Tôn bất không? Có. Mang cha ta đi y dược đường. Vâng. Sau khi an bài xong, quân thưởng tiếu lấy ra trí chăn tiên kiếm, vẻ mặt lạnh lùng nói, các ngươi, đều phải chết. Cuồng vọng. Người cầm đầu lạnh lùng quát một tiếng, lập tức hội tụ một loại thuộc tính âm trầm tương tự ma khí, hướng vạn cổ hào đánh tới. Vù. Vù. Cùng lúc đó, ba gã nửa bước thiên cơ khác cũng giết tới. Bọn họ sẽ không sợ hãi quân thường tiếu, lại càng sẽ không sợ đệ tử vạn cổ tông, chỉ để ý lấy mạng công tôn nhược ly, bởi vì đây là nhiệm vụ bên trên giao cho. Vạn kiếm quy tông. Vù. Đột nhiên, một đạo kiếm quang khiến thiên địa thất sắc sò xuyên bầu trời, không chỉ phá đi thuộc tính âm trầm của người cầm đầu kia, còn trực tiếp xé rách hơn phân nửa không gian. Kết. Ba gã nửa bước thiên cơ khác dừng chân. Bọn họ cứng ngắc xoay người, liền nhìn thấy người trẻ tuổi kia chán ở phía sau lão đại, trên lưỡi trường kiếm ba thước ngưng tụ một giọt máu. Máu của ai? Phốc ngay lúc này ngực cường giả cầm đầu hiện lên vết kiếm máu tươi chảy ròng ròng thống khổ mãnh liệt tràn ngập tâm thần tư duy cũng dần dần thoát ly thức hải lúc hấp hối bộ mặt dữ tợn nói kiếm thật nhanh ầm thân thể nổ tung tại chỗ máu tươi thịt nát bay loạn ánh mắt ba cường giả nửa bước thiên cơ cảnh khác nổi lên hoảng sợ da đầu cũng sắp nổ tung lão đại thực lực mạnh hơn mình thế mà bị một kiếm giết trong nháy mắt vù quân thường tiếu xoay người lại tóc đen ở dưới luồng khí thổi bay múa hiển lộ ra một khuôn mặt giống như hóa đá hai mắt lóe ra hào quang đỏ đậm sao sao có khả năng mắt ba cường giả đều sắp trợn nứt rồi bọn họ để ý không phải quân thường tiếu giờ phút này đáng sợ để ý là rõ ràng thuộc về nhân loại vì sao sẽ phát ra khí tức thiên ma nhất tộc ta thậm chí có thể còn có được thiên ma huyết mạch không có thời gian suy nghĩ bởi vì phốc ba đạo kiếm khí bùng nổ bắn đến, đầu ba người hoa lệ bay ra. Keng! Sau khi dứt khoát lưu loát giải quyết vài tên nửa bước thiên cơ, quân thưởng tiếu đáp xuống vạn cổ hào, thu hồi trí chăn tiên kiếm, lạnh nhạt nói, còn lại giết hết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.